Nếu kiếm này chém vào thanh đồng cổ thuyền, nói không chừng Phong Phi Vân cũng bị kiếm khí xé rách. Các ngươi đã muốn đuổi theo, vậy ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục. Phong Phi Vân trực tiếp thay đổi hướng của thanh đồng cổ thuyền, vậy mà bay về phía đám cường giả đuổi theo phía sau, thời điểm còn cách đám cường giả kia mấy ngàn dặm, thanh đồng cổ thuyền lại chuyển hướng bay sang hướng đông. Tất cả mọi người cũng chuyển hướng theo, nhanh chóng theo đuôi. Ầm ầm. Các loại thuật pháp cùng linh cùng tế ra đánh vào thanh đồng cổ thuyền, tuy tuyệt đại đa số đều bị Phong Phi Vân tránh thoát đi, nhưng mà vẫn có công kích không cách nào trốn thoát, chỉ có thể đón đỡ, làm cho Phong Phi Vân cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng mà hắn cắn răng, tại kiên trì, rốt cuộc bay tới bên ngoài cấm địa tử vong trong đồng lô sơn, trực tiếp xông vào bên trong. Phong Phi Vân từng nhìn một góc địa đồ đồng lô sơn của Diệp Ti Loan, biết rõ vị trí này có cấm địa tử vong, từ ký hiệu người vẽ ra, đây chính là địa vực không được tiếp cận. Một góc địa đồ của Diệp Ti Loan chính là giáo chủ mạnh mẽ nhất của Nhật Nguyệt Tiên Giáo vẽ ra, cấm địa tử vong ngay cả giáo chủ này cũng không dám tiếp cận, nói rõ nơi này có tồn tại cực kỳ khủng bố. Đây là sa mạc đầy cát vàng, nó chỉ có phạm vi 2.000 dặm, bên trong không có bất kỳ thảm thực vật và sinh vật nào cả. Chỉ có một chút tảng đá cực lớn, tảng đá tán loạn, mỗi một khối giống như núi lớn vậy, vừa đến ban đêm thì tỏa ra hào quang u ám như ma chơi trong sa mạc. Đây là cấm địa tử vong khủng bố nhất, vì sao không cảm nhận được sự khủng bố của nó chứ? Phong Phi Vân khống chế thanh đồng cổ thuyền bay vào trong sa mạc. Trên bầu trời có vài chục kiện linh khí giáng xuống, có công kích không trúng, có một ít công kích vào thanh đồng cổ thuyền, mà có công kích ránh vào sa mạc. Tu sĩ đuổi giết Phong Phi Vân sau lưng biết nơi này là cấm địa tử vọng, bọn họ đuổi tới bên ngoài ngàn dặm thì cách không đánh giết Phong Phi Vân, bọn họ cảm giác sẽ nhanh chóng đuổi kịp Phong Phi Vân, cả đám dùng tốc độ nhanh nhất phi hành trong bầu trời thấp. Đột nhiên dưới sa mạc có khí tức khủng bố tỏa ra ngoài. Thời điểm sắp đi ngang qua cấm địa tử vong này thì sau lưng Phong Phi Vân xuất hiện cảm giác băng hàn, da đầu run lên, giống như trong lòng đất có cự ma bừng tỉnh. Hắn thúc giục thanh đồng cổ thuyền dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, phải nhanh chóng trốn ra khỏi cấm địa tử vong này. Ngao! Dưới đáy sa mạc có tiếng giống rung trời vang vọng, cát vàng vô tận lưu động, tụ tập thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, sa mạc phạm vi 2.000 dặm này xoay tròn. Những tên cường giả đuổi theo Phong Phi Vân đều cảm nhận được khí tức khủng bố này, cả đám biến sắc, không ngừng dừng chân lại. Trong nháy mắt có vài chục người chấn động thổ huyết. Hơn 10 kiện linh khí công kích Phong Phi Vân, nhưng mà giờ phút này bị vòng xoáy trong sa mạc cắn nát, bọn họ bị cắn trả nên thần thức bị thương. Hỏng bét, ta nhớ đây là cấm địa tử vong có ghi lại trên sách cổ, từng có chân nhân tiến vào đồng lô sơn đã chết trong phiến sa mạc này. Những kẻ đuổi giết bắt đầu chạy trốn để khỏi chết, nhưng lại trễ, dưới đáy sa mạc lại có tiếng giống vang vọng, một bàn tay lớn 10 dặm duỗi ra, trên bàn tay có dây xích huyết ngọc sáng óng ánh, âm thanh leng keng vang vọng. Trong sa mạc này nhốt một tồn tại cực kỳ khủng bố, một bàn tay đã lớn 10 dặm, tràn đầy lân phiến, móng tay giống như cự kiếm che trời. Oanh! Chỉ một chảo đã bóp chết hơn 10 cường giả, cả đám đều có tu vị trên cự phách, thuộc về nhân vật cấp lão tổ, nhưng toàn bộ không có sức hoàn thủ, bị bóp chết quá dễ dàng. Phong Phi Vân tự nhiên không dám quay đầu lại, toàn lực thúc giục thanh đồng cổ thuyền chạy trốn, hắn nhanh chóng bay ra khỏi sa mạc, nghênh ngang rời đi. Quay đầu nhìn ra sau lưng, nhìn thấy sa mạc đầy cát màu máu, mặt đất đang run rẩy, còn có âm thanh gào thét khủng bố, hiển nhiên chết rất nhiều người. Cấm địa nơi này nhốt một yêu linh, cũng không biết nhân vật bậc nào lợi hại như thế, có thể nhốt nó lại. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán không thôi, cho dù đã chạy ra hơn vạn dặm hắn vẫn cảm nhận được khí tức khủng bố từ yêu linh tỏa ra. Cấm địa yêu linh này còn khủng khiếp hơn cấm địa yêu linh của yêu thụ lúc trước. Cấm địa yêu linh của yêu thụ chỉ là yếu nhất trong các yêu linh, chiến lực cũng yếu nhất, nhưng mà cấm địa yêu linh ở nơi này quá mạnh mẽ, cho dù nhân vật như Tà Hoàng gặp phải cũng chạy trối chết, có thể toàn mạng hay không phải xem vận khí. Đầu yêu linh bị nhốt trong sa mạc kia đánh chết một ít cường giả thì bị dây xích kéo trở về, không cách nào lao ra khỏi sa mạc, bằng không dùng lực lượng của nó, đám người đuổi giết Phong Phi Vân không ai có thể sống sót. Đương nhiên nếu nó thật sự chạy ra, Phong Phi Vân cũng sẽ mất mạng. Rốt cục cũng vứt bỏ đám người đuổi theo, Phong Phi Vân giờ phút này cũng mệt ngất ngư, mặc dù hắn đạt tới thiên mệnh thất trọng, hắn cũng chỉ có thể thúc giục thanh đồng cổ thuyền trong 40 phút, hiện tại đã qua 30 phút, Phong Phi Vân cảm giác suy yếu quá nhiều.
Phong Phi Vân vội vàng thu hồi thanh đồng cổ thuyền, hắn quay lại mặt đất, tại Đồng Lô Sơn tìm được một nơi bí ẩn, mở một tòa động phủ, lại bố trí 9 tầng trận pháp, làm xong thì mệt mỏi muốn hư thoát, sau đó mới bắt đầu khôi phục nguyên khí, cũng bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này Đồng Lô Sơn nhất định sẽ không an bình, đám người đuổi giết Phong Phi Vân sau khi không tìm được hắn, nhất định sẽ tiến tới cửa ra vào Đồng Lô Sơn trông coi. Cho nên Phong Phi Vân cũng không vội vàng rời khỏi Đồng Lô Sơn, ở bên trong Đồng Lô Sơn này còn an toàn hơn ở bên ngoài quá nhiều, huống hồ trong thời gian ngắn gần đây, Phong Phi Vân liên tiếp đột phá, căn cơ bất ổn, đã sớm muốn bố trí thời gian tiềm tu củng cố. Hắn ngồi trong động phủ ẩn mật này một tháng, vừa bắt đầu một thời gian ngắn thì địa vực này có cường giả đi ngang qua, đang tìm kiếm tung tích Phong Phi Vân, nhưng mà sau đó có rất ít cường giả tới đây. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Phong Phi Vân đã rời khỏi địa vực này, cho nên tiến tới canh giữ cửa ra vào Đồng Lô Sơn. Ầm ầm. Một ngày này sâu trong Đồng Lô Sơn có âm thanh to lớn truyền ra, cả Đồng Lô Sơn chấn động mạnh mẽ, giống như mặt đất bị lật nhào. Đại địa chấn động vô cùng mạnh mẽ, động phủ sắp sụp đổ, cả thiên đạo quy tắc trong hư không cũng chấn động mạnh mẽ. Phong Phi Vân bừng tĩnh trong bế quan, lao ra khỏi động phủ, nhìn qua yêu tộc thần ở xa xa. Tuy cách xa mười mấy vạn dặm, nhưng mà chỉ cần vận dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn vẫn có thể nhìn thấy một ít hình ảnh mơ hồ. Nhưng mà Phong Phi Vân chỉ nhìn một cái là thu hồi ánh mắt, vừa rồi hắn cảm giác được yêu tộc thần tàng địa có cường giả tuyệt đỉnh bay ra, thiếu chút nữa đã phát hiện ra ánh mắt của hắn. Mặt trời cùng mặt trăng đã thâm nhập vào trong yêu tộc thần tàng, những cường giả cái thế kia đã chạy ra, cũng không biết bọn họ có đạt được yêu tộc thần tàng hay không. Lại qua ba ngày. Phong Phi Vân bắt được một tên tu sĩ, là một nửa bước cự phách, chính là một tộc lão gia tộc Quáng Mạch tại Vạn Quáng Phủ, bởi vì sâu trong Đồng Lô Sơn phát sinh đại biến, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang lẩn trốn, hắn và các cường giả của Quáng Mạch gia tộc chia nhau mà chạy. Tộc lão gia tộc Quáng Mạch này đã 400 tuổi, tên là Thành Tư Thành, chính là bá chủ một phương, nhưng bây giờ bị Phong Phi Vân trấn áp. Phong, Phi Vân. Thành Tư Thành kinh dị nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Ma đầu kia bị nhiều cường giả đuổi giết như thế mà không có chết, thậm chí trên người không có một chút vết thương nào cả. Phong Phi Vân vuốt vuốt thiên tủy binh đảm trong tay, điều khiển nó biến thành chiến kiếm, khi thì hóa thành cự đao, cười nói. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. A hát, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thả ta hay không? Thành Tư Thành có thể sống tới tuổi này cũng là bởi vì tâm tư kín đáo, hắn nhìn thấu vấn đề. Bản thân hắn biết hành tung của Phong Phi Vân thì hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân lắc đầu. Đã như vậy ta cần gì phải trả lời ngươi? Thành Tư Thành cười lạnh nói ra. Phong Phi Vân cười nói. Ít nhất người nhà của ngươi còn sống rất tốt, con gái của ngươi, cháu gái của ngươi không bị đưa tới Thanh Lâu làm kỹ nữ. Phong Phi Vân, ngươi. Thành Tư Thành biết rõ Phong Phi Vân đang uy hiếp hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Thật lâu sau hắn tỉnh táo lại, nói. Tốt, ngươi hỏi đi. Lúc này mới hiểu chuyện nha. Phong Phi Vân khóe miệng có chút nhất câu, nói. Sâu trong Đồng Lô Sơn xảy ra chuyện gì? Việc này ta cũng không quá rõ ràng, chỉ nghe có người bàn tán với nhau, yêu tộc thần tàng đã đóng cửa, chìm vào sâu trong lòng đất, biến mất trong lòng đất Đồng Lô Sơn, ngay cả Tà Hoàng cùng cung chủ Linh Cung cũng không tìm được yêu tộc thần tàng. Thành Tư Thành nói thật. Phong Phi Vân nhíu mày, lại hỏi. Có ai đạt được bảo vật trong yêu tộc thần tàng không? Ta cũng không biết, chỉ có những nhân vật cái thế mới rõ ràng. Thành Tư Thành nói ra. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Bây giờ còn có bao nhiêu người ở trong Đồng Lô Sơn? Cái này, có lẽ đã không nhiều lắm, trừ những tu sĩ mất phương hướng trong Đồng Lô Sơn ra, tuyệt đại đa số cũng đã rút lui khỏi Đồng Lô Sơn, nghe nói dị thú bên ngoài Đồng Lô Sơn. Linh thú cũng đã bị siêu cấp cường giả đánh lui, phàm là tu sĩ tiến vào Đồng Lô Sơn đã lục tục ngo ngu đi ra ngoài. Thành Tư Thành nói ra. Phong Phi Vân cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ sợ đều đã đi ra ngoài chờ ta rồi. Thành Tư Thành cười lạnh nói. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ngươi còn mạng sao, người muốn bắt ngươi còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, trừ phi ngươi cả đời này dừng lại trong Đồng Lô Sơn, bằng không thì một khi đi ra ngoài chính là tử kỳ của ngươi. Phong Phi Vân đứng ở tại chỗ suy tư, chợt hắn cười nói. Vậy thì chưa chắc. Bỗng nhiên Phong Phi Vân ra tay, bàn tay đánh vào đỉnh đầu Thành Tư Thành,
trực tiếp ép hắn quỳ xuống đất. Bàn tay của hắn sinh ra hào quang rót vào trong đầu Thành Tư Thành, cướp đoạt trí nhớ của hắn, Thành Tư Thành cực lực giãy giụa, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng mà không có nửa phần hiệu quả, bàn tay Phong Phi Vân giống như cây thép chân áp hắn không thể nhúc nhích nửa phần. Sau nửa ngày thất khiếu Thành Tư Thành chảy máu, té xuống đất. Phong Phi Vân thu tay về, bờ môi động động, tự nhủ. Thành gia Vạn Quáng Phủ, Thành Tư Thành, còn là tộc lão của gia tộc, thân thúc thúc của gia chủ, bối phận này cũng không tệ. Thân hình, dung mạo, khí chất và ánh mắt Phong Phi Vân không ngừng biến hóa, rất nhanh biến thành bộ dáng Thành Tư Thành, thân hình còng xuống, nếp nhăn nhiều lên. Phong Phi Vân lục lọi trên người Thành Tư Thành và tìm được một cái bao, bên trong còn có đan dược và một ít linh thạch, hắn cũng thay quần áo, lấy lệnh bài chữ thành và thanh bảo kiếm chuẩn linh khí. Thu hồi bao phục này, sau đó lại cởi quần áo Thành Tư Thành mặc lên người. Phong Phi Vân dùng thân hình để mặc áo choàng lên, lại sờ sờ tròm râu, giọng nói trở nên già nua, nói. Thành huynh, lần này xem như cảm tạ ngươi rồi. Phong Phi Vân đánh ra một đạo hỏa quang, trực đốt Thành Tư Thành trên mặt đất thành cho bụi, lúc này mới vội vàng chạy ra ngoài Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân cũng không phải không có nghĩ dùng thân phận tán tu Vân Phi Thiên. Nhưng mà tán tu Vân Phi Thiên là người tu Phật, thân phận thật sự quá mẫn cảm, dùng thân phận của Thành Tư Thành càng an toàn hơn. Một khi chạy ra khỏi Đồng Lô Sơn, vậy trời cao mặc chim bay, muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Rốt cuộc cũng đuổi tới nơi người Thành gia tụ tao ai trong Đồng Lô Sơn. Thành gia là gia tộc quáng mạch, nắm giữ 10 đầu quáng mạch trong tay, có thể nói giàu đến chảy mỡ, cường giả trong gia tộc không ít, lúc này dẫn đội là một lão tổ Thành gia. Chính là đại ca ruột của Thành Tư Thành, cũng là tiền nhiệm tộc trưởng gia tộc. Ồ, các ngươi nhìn kìa, là cửu thúc. Một nam tử trung niên hưng phấn chỉ về phía trước, kêu lên. Cửu thúc, chúng ta ở chỗ này. Đây không phải là nội địa Đồng Lô Sơn, là một gò núi vàng vọt hoang vu, thuộc về bên ngoài Đồng Lô Sơn, rất nhanh sẽ ra khỏi Đồng Lô Sơn. Quần áo trên người Phong Phi Vân nghiền nát không chịu nổi, còn dính rất nhiều vết máu, tóc bạc tán loạn. Thập phần chật vật, nghe được tiếng kêu thì vội vàng bay qua, trên gương mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt mang theo vài phần vui mừng, nói. Đại ca, xem như đuổi kịp các ngươi. Tổng cộng có 7 cường giả, đều là đại nhân vật của Thành gia, tu vị đều trên thiên mệnh ngũ trọng, trong đó có 2 người đạt tới cự phách, một người trong đó chính là tiền nhiệm tộc trưởng Thành gia, Thành Tư Đức. Thành Tư Đức an ủi. Trở về là tốt rồi, đi thôi, trước tiên nên rời khỏi nơi hung hiểm này đã. Thành ra lúc này có 18 cường giả tiến vào Đồng Lô Sơn, không nghĩ tới chỉ có 8 người quay về, 10 người vẫn lạc, ai? Nghe nói bên trong Đồng Lô Sơn sinh ra đại biến cố, sẽ biến thành tánh mạng tuyệt địa, còn hung hiểm hơn hiện tại gấp 10 lần, vẫn nên nhanh chóng chạy đi thôi. Phong Phi Vân xen lẫn trong đám cường giả Thành ra, vừa đi vừa nói chuyện nên rất quen thuộc, rất nhanh đã ra tới lối vào Đồng Lô Sơn. Nơi này đã hóa thành khu vực khô cằn. Rất hiển nhiên nơi này cách đó không lâu đã xảy ra đại chiến, những dị thú và linh thú vần quanh Đồng Lô Sơn đã bị đánh lui, ở bên ngoài thi thể dị thú chất thành núi lớn, sợ rằng có mấy vạn thi thể. Đương nhiên trong đó cũng có thi thể linh thú, mỗi thi thể vô cùng khổng lồ, khí tức hùng hậu, bảo huyết hương tràn. Thi thể dị thú có thể làm thuốc, da xương dị thú càng làm bảo vật hiếm có thể dùng để luyện đan và luyện khí, đặc biệt thi thể linh thú chân quý tới cực điểm, da lông. Xương cốt, huyết nhục của linh thú có thể bán với giá tiền rất lớn, có mấy thế lực tu tiên cường đại đang cãi nhau, tranh đoạt quyền chi phối tài nguyên thi thể dị thú, linh thú. Cửa vào Đồng Lô Sơn có tu sĩ thế lực các nơi canh gác, có 3 tòa cung điện lơ lửng trên trời cao, bên trong tỏa ra khí tức khổng lồ, trong lúc này có nhân vật cực kỳ khủng bố. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào 3 cung điện kia, trong lòng cảm giác may mắn bản thân mình không có mặc ẩn tầm xa la chạy ra. Trước mặt nhân vật cấp bậc này, cho dù là ẩn tầm xa la cũng chưa chắc che đậy thần thức của bọn họ. Xem ra những nhân vật cái thế này cũng lo lắng ẩn tầm xa la của Phong Phi Vân, cho nên bọn họ mới tự mình canh giữ cửa ra vào Đồng Lô Sơn, dùng phòng ngừa vạn nhất. Kẻ đến là người phương nào? Một lão giả áo đen lạnh lùng nói ra. Lối ra Đồng Lô Sơn bị canh gác tầng tầng, ngay cả con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Bất luận tu sĩ gì từ trong Đồng Lô Sơn bay ra ngoài sẽ bị tra xét nghiêm khắc. Thành Tư Đức đi lên, cười nói. Đệ nhất hộ pháp trưởng lão lại tự mình thủ hộ nơi đây,
tên Phong Phi Vân kia không thể trốn thoát ra khỏi Đồng Lô Sơn a. A hát, thì ra là Thành huynh. Lão giả áo đen hiển nhiên là nhận ra Thành Tư Đức, bắt đầu hàn huyên. Phong Phi Vân đứng trong đám tu sĩ Thành gia, nhìn qua Thành Tư Đức nói chuyện với đệ nhất hộ pháp trưởng lão. Thành gia chính là gia tộc phụ thuộc Xâm La Điện, hàng năm đều đưa lên cho Xâm La Điện rất nhiều linh thạch và tài liệu luyện khí. Xem ra trà trộn vào Thành gia là lựa chọn sáng suốt, ít nhất kiểm tra sẽ dễ dàng hơn. Thành Tư Đức kín đáo đưa cho đệ nhất hộ pháp trưởng lão một túi linh thạch, đệ nhất hộ pháp trưởng lão híp mắt cười cười, vỗ vai Thành Tư Đức, nói. Thành huynh về sau có phiền toái gì cứ nói với ta, dám đối nghịch với Thành gia chính là đối nghịch với Xâm La Điện. Đó là tự nhiên. Thành Tư Đức cười ha hả. Đệ nhất hộ pháp trưởng lão lặng lẽ thu hồi linh thạch, sắc mặt nghiêm túc, nói. Phong Phi Vân vô cùng xảo trá, sẽ không lẫn vào cường giả Thành gia đấy chứ. Thân thể Thành Tư Đức đứng nghiêm, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người lấy lệnh bài Thành gia ra, mỗi người thả một giọt máu tươi giao cho đệ nhất hộ pháp trưởng lão kiểm tra. Thả máu tươi kiểm tra. Trong lòng Phong Phi Vân siết chặt, nếu thật sự muốn kiểm tra máu tươi, như vậy thân phận của mình tất nhiên sẽ lộ rõ, thân thể hình thái cải biến, nhưng mà máu tươi không cách nào cải biến được. Đệ nhất hộ pháp trưởng lão hai mắt mang theo linh quang, nhìn quét qua đám cường giả Thành gia, sau đó cao giọng cười cười, nói. Ta còn tin được Thành huynh, kiểm tra thẻ bài là được, cũng không cần các vị Thành gia cắt máu đâu, dù sao Thành gia là bằng hữu Xâm La Điện mà, ha ha ha. Đệ nhất hộ pháp cười vui cởi mở, nói tới câu cuối cùng dù sao Thành gia là bằng hữu Xâm La Điện cố ý đề cao âm thanh, làm cho tất cả mọi người nghe được. Hắn làm như vậy không chỉ cho Thành Tư Đức mặt mũi, hơn nữa cũng nói cho tất cả mọi người biết, là bằng hữu với Xâm La Điện sẽ có rất nhiều tiện lợi, cũng sẽ được Xâm La Điện chiếu cố, mà là địch nhân với Xâm La Điện chính là đi tìm chết. Đi ra khỏi Đồng Lô Sơn, Phong Phi Vân cũng yên lặng lại, lặng lặng rời khỏi đội ngũ Thành gia, tốn thời gian một ngày ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà, tiến vào Cổ Cương Phủ. Vốn Phong Phi Vân có ý định trực tiếp rời khỏi Cổ Cương Phủ, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến tại Vu Thần Man Thành còn có một chuyện cần làm, vì vậy trực tiếp đi thẳng qua. Hắn tiến vào Thập Vạn Sơn Hà cũng được nửa năm, ba đại bộ lạc của Cổ Cương Phủ hôm nay đã thống nhất, không có phát sinh chiến sự với nhau, trên đường đi nhìn thấy tất đại bộ lạc Bách Phế Đãi Hưng, người Cổ Cương có tinh thần khác hẳn lúc trước. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy không ít tu sĩ quay về từ Thập Vạn Sơn Hà, bọn họ thực lực quá yếu, không có khả năng cướp lấy kim tàm kinh trong tay Phong Phi Vân, càng không khả năng tranh giành với quái vật khổng lồ như Xâm La Điện, Thần Linh Cung, còn không bằng sớm rời khỏi nơi thị phi này. Hôm nay Vu Thần Man Thành vô cùng phồn vinh, từ người Cổ Cương cường tráng hung mãnh tới tất cả tu sĩ của tiên môn, tất cả hội tụ ở nơi này, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Tuy có rất nhiều tu sĩ rời khỏi Thập Vạn Sơn Hà, nhưng mà tại Vu Thần Man Thành vẫn là người Cổ Cương chiếm đa số, chiếm chín thành, cũng là chủ nhân chính thức của Vu Thần Man Thành. Thiên Vu Thần Nữ vạn năm trước quay về tỏa trấn Thiên Vu Thần Yện, làm cho địa vị người Cổ Cương tăng lên gấp đôi, cơ hồ không ai dám nháo sự trong Vu Thần Man Thành. Phong Phi Vân hóa thân thành tán tu Vân Phi Thiên, tuổi chừng 40, tinh thần no đủ, tay nâng một thanh long trung cao chín trượng đi trong đường phố Vu Thần Man Thành. Mỗi khi đi một bước thì phiến đá dưới chân lún xuống một thước. Một thước của tàu bằng 3,715cm. Tuy rất nhiều người nhìn thấy thanh long trung to lớn trong tay của hắn, nhưng mà cũng chỉ cảm thán thanh long trung to lớn, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao tại Thần Tấn Vương triều quái nhân rất nhiều, có người yêu thích cõng thanh kiếm to như núi, có yêu thích cầm cung điện, thậm chí có người thích cầm dạ long tượng. Đây đều là một ít quái nhân, phần lớn đều có tu vị cực cao, nhìn qua thì thôi. Tuyệt đối không thể cười nhạo, bằng không sẽ chọc sát kiếp cho bản thân. Đi ngang qua một tửu lâu, bên trong có hơn 10 tu sĩ đang uống rượu, đều là từ Thập Vạn Sơn Hà quay về, trong đó có mấy tu sĩ nhìn thấy Phong Phi Vân đi qua đường, lập tức hít sâu một hơi, ngồi nghiêm chỉnh, thẳng tới khi Phong Phi Vân đi xa mới buông lỏng một hơi. Tử Tinh, người nhận ra quái nhân trung niên cầm Phật trung kia sao? Có tu sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Tu sĩ gầy còm gật đầu. Bưng bát rượu lên uống một ngụm, sau đó nói. Một cường nhân, đã từng đánh bại thiên chi kiều nữ Diệp Ti Loan. Diệp Ti Loan đã đột phá lên cự phách, hơn nữa tại Đồng Lô Sơn còn tìm được vô thượng linh căn cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo, tương lai rất có thể sẽ trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo,
người này có thể đánh bại Diệp Ti Loan, chậc chậc, loại người này tuyệt đối không thể chọc a. Tu sĩ trong quán rượu kính sợ. Một cự phách đi ngang qua người bọn họ, tự nhiên là chuyện khiến người ta ngạc nhiên. Tử Tinh nói, nếu không phải Phong Phi Vân lần này trong Đồng Lô Sơn đánh ra danh tiếng quá lớn, thanh danh của tán tu cự phách này sẽ truyền ra khắp Thần Tấn Vương Triều, bị người ta nói say xưa, chỉ tiếc tán tu cự phách này cho dù gây chuyện gì cũng còn kém Phong Phi Vân. Nhắc tới cái tên Phong Phi Vân thì tất cả mọi người trầm mặc trong ngắn ngủi, cái tên này gần đây làm cho người ta cảm thấy áp lực, chỉ sợ hiện tại hơn phân nửa cường giả tu tiên giới đang nghị luận người này, đơn giản là hắn đạt được một trong ba thánh điển là Kim Tàm Kinh, lại còn đào thoát khỏi tay vô số cường giả cấp lão tổ, lợi dụng tử vong cấm địa của Đồng Lô Sơn giết hơn 10 cường giả cự phách, mấy siêu cấp cự phách, còn làm cho một thiên mệnh cửu trọng thượng vị cự phách trọng thương. Đây tuyệt đối là nhân vật nhân thần cộng phẫn. Phong Phi Vân đi qua con đường này, tự nhiên là nghe được rất nhiều tu sĩ nghị luận về hình, cũng có tu sĩ đang đàm luận yêu tộc thần tàng, nhưng mà không có bao nhiêu tin tức, vì vậy Phong Phi Vân cũng không ở lại nữa, đi tới phủ nha cổ cương phủ. Đương nhiên Phong Phi Vân sẽ không đi vào như thế, mà là khôi phục bộ dáng của mình, lại mặc ẩn tầm xa la mới nghênh ngang đi vào đại môn phủ nha cổ cương phủ, những tu sĩ tay cầm chiến đao uy vũ đứng canh cửa, nhưng không ai trông thấy thân ảnh của Phong Phi Vân. Rất nhanh Phong Phi Vân đã đi tới một tòa lầu các trong hậu viện, nhìn thấy mỹ nhân áo trắng như tuyết đứng trước lan can màu son, da thịt tuyết trắng có hỏa quang óng ánh, màu trắng tóc dài thẳng giống như mỹ nhân trong tiên cảnh. Đôi mắt của nàng đầy gợn sóng nhìn qua phương xa, thân ảnh thánh khiết màu trắng đối lập rõ ràng với màu son đỏ chung quanh. Phong Phi Vân đứng dưới lầu các, mang theo nụ cười lạnh, bạch như tuyết quả nhiên còn chờ ở chỗ này, ngày đó chính là nàng âm thầm mật báo cho người Xâm La Điện. Người Xâm La Điện mới biết được Phong Phi Vân muốn cướp lấy huyết cấm thủ trạc trong tay mấy yêu nữ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến Phong Phi Vân lâm vào bị động, mỗi bước đều bị người Xâm La Điện kiềm chế. Nếu biết tiện nhân này đã không thành thật như thế, Phong Phi Vân làm sao bỏ qua cho nàng? Phong Phi Vân cũng không có tùy tiện ra tay, thần thức bao trùm cả phủ nha, cũng không có phát hiện ra thần vũ quân, ngược lại thật ra khiến Phong Phi Vân phát hiện có ba khí tức cường đại ẩn nấp trong bóng tối. Ba đạo khí tức này ẩn nấp cực tốt, nếu không phải Phong Phi Vân đạt tới thiên mệnh thất trọng thì không thể phát hiện ra được. Ba cự phách, Ngân Ngân, xem ra là Xâm La Điện bố trí rồi. Phong Phi Vân cười lạnh trong lòng, nếu ba cự phách của Xâm La Điện xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ Mạc Trung Kỳ và 50 tinh nhuệ thần vũ quân giữ nhiều lành ít. Phong Phi Vân chạy một vòng quanh phủ nha, thời điểm hắn quay về lầu các, trong tay đã nhiều ra ba bộ thi thể cự phách. Dùng tu vị của hắn hiện tại cộng thêm ẩn tầm xa la, đây quả thật là chuyện dễ dàng. Đồng Lô Sơn đã bị vây trùng trùng điệp điệp, Phong Phi Vân lần này sợ rằng chắp cánh khó thoát. Bạch Như Tuyết thì thào tự nói, nhìn qua lan can trong chốc lát, sau đó liền quay người trở về phòng, vào lúc nàng đẩy cửa phòng ra thì kinh sợ như hóa đá. Chỉ thấy trong phòng có đặt ba thi thể, mỗi một thi thể mang theo khí tức khổng lồ, toàn bộ đều là thất khiếu chảy máu mà chết, bộ dáng rất dọa người. Đúng là ba hộ pháp trưởng lão của Xâm La Điện, đều là lão quái vật sống mấy trăm năm, nhưng mà bây giờ bị người ta giết chết vô thanh vô tức, thi thể còn yên lặng đưa vào trong phòng của nàng. Phong Phi Vân cũng ngồi trong phòng, đang cạnh bàn ngà voi, một tay cầm chén trà, một tay rót trà, tiếng rót trà róc rách, sau đó nhấp một ngụm, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, trà ngon. Thời điểm này nội tâm Bạch Như Tuyết đã chấn kinh tới tột đỉnh. Thời điểm người trong thiên hạ cho rằng Phong Phi Vân vẫn còn bên trong Đồng Lô Sơn, hắn cũng đã xuất hiện ở chỗ này, nàng làm sao không sợ hãi, hơn nữa Phong Phi Vân đã giết ba cự phách của Xâm La Điện, vậy hắn khẳng định chuyên môn tới đây tìm nàng. Mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng mà dung nhan tuyệt sắc vẫn bình thản, thậm chí còn tươi cười ôn nhu, đường cong yêu mỹ, thản nhiên đi qua tiếp nhận ấm trà, cung kính rót trà cho Phong Phi Vân. Khóe miệng Phong Phi Vân mang theo vài phần vui vẻ, nói. Theo ta rời đi, ta sẽ tìm cho ngươi nơi phong thủy bảo địa, sẽ không quá thua thiệt ngươi. Bạch Như Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, tóc chập chờn, ngọc ngực phập phồng, trầm mặc không nói, thật lâu về sau mới u thán một tiếng, âm thanh như chim hoàng oanh, nói. Ngươi đã từng nói qua sẽ không giết nữ nhân của mình, lời của nam nhân quả nhiên không thể tin. Ta cho ngươi cơ hội. Sau khi ngươi chết ta sẽ không để ngươi phơi thây nơi hoang dã, sẽ lập bia mộ cho ngươi, đây đã là cách làm nhân từ nhất với địch nhân rồi.
Phong Phi Vân cũng không có nói nữ nhân, mà nói là địch nhân. Nữ nhân Bạch Như Tuyết này tâm cơ thật sự quá sâu, hơn nữa quá thích đùa giỡn thủ đoạn, nàng mỹ mạo như thế có thể bảo trì tấm thân xử nữ trong thế lực tà đạo như Xâm La Điện, có thể tưởng tượng được tâm cơ, lòng dạ đáng sợ, có thể đặt nam nhân vào tay mà đùa giỡn, thậm chí ngay cả Phong Phi Vân cũng bị nàng đùa giỡn suýt chết, loại nữ nhân này, Phong Phi Vân sao có thể lưu tính mạng cơ chứ? Bạch Như Tuyết trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Phong Phi Vân đứng lên nhìn qua ba cổ thi thể kia, bước chân dừng một chút, cũng không muốn để cho người ta biết hắn chạy ra khỏi Đồng Lô Sơn, cũng không muốn để cho người ta biết hắn tới nơi này, vì vậy hắn ghi mấy chữ lên mặt đất. Hái hoa đạo tặc, nhất trận phong, chỉ trộm giai nhân. Phong Phi Vân mang theo Bạch Như Tuyết rời khỏi Vu Thần Man Thành, vốn Phong Phi Vân còn muốn gặp La Ngọc Nhi, nói cho nàng biết đã giúp nàng báo thù cho La Lão Hán, nhưng mà vì đạt được mục đích cẩn thận, Phong Phi Vân vẫn không có làm như vậy, mà là lập tức ra khỏi Vu Thần Man Thành. Dù sao tại Cổ Cương Phủ, thế lực Xâm La Điện quá khổng lồ, ba cự phách đã chết, Bạch Như Tuyết lại bị Phong Phi Vân mang đi, tuy Phong Phi Vân lưu lại cái tên hư vô hái hoa đạo tặc, nhất trận phong làm cho Xâm La Điện nghĩ sai, nhưng mà tại Vu Thần Man Thành nhất định sẽ sinh ra sóng to gió lớn, sớm rời đi là tốt nhất. Núi non trùng điệp, vách đá hiểm trở. Người Cổ Cương Phủ ở thưa thớt, khắp nơi hoang vu, dã sơn dã lĩnh, phạm vi mấy trăm dặm không nhìn thấy bóng người. Đã rời xa Vu Thần Man Thành hơn 2.000 dặm, người ở đây cực kỳ ít thấy, phong cảnh như vẽ, trong sơn cốc có trăm hoa đua nở, dã hoa bách hợp, dã lê, dã hoa lan nở đầy cả sơn cốc, biển hoa này hương hoa mê người, ong bướm dập dờn. Phong Phi Vân dừng bước lại, nhìn qua Bạch Như Tuyết, nói. An táng ở nơi này, người thỏa mãn rồi chứ? Trên đường đi Bạch Như Tuyết đều trầm mặc, ngón tay ngọc cầm lọn tóc, trong mắt đẹp sáng tối biến hóa, nàng cắn nhẹ môi, nói. Ta không muốn chết. Cho ta một lý do. Phong Phi Vân đứng trong đám hoa, bên người có một con bướm rất lớn bay qua, ở nơi xa xôi còn có thác nước đổ xuống, phong cảnh nơi này đúng là rất đẹp, đó có thể thấy được hắn đa dụng tâm cẩn thận tìm nơi an táng cho Bạch Như Tuyết. Bạch Như Tuyết đứng trong bụi hoa, người còn đẹp hơn hoa, người càng thơm hơn hoa, nàng cắn chặt hàm răng, nói. Tất cả sai lầm vốn không phải do ta, từ khi bắt đầu thì kẻ sai chính là ngươi, ta với tư cách một nữ nhân, mất đi thứ quý giá nhất thân thể, chẳng lẽ không nên trả thù, chẳng lẽ ta nên yên lặng thừa nhận, quả thật ở trên đời này vốn không có đạo lý gì đáng nói, nắm tay người nào lớn thì kẻ đó đúng, chính là đạo lý, mà với tư cách một nữ nhân, là dụng cụ thiết dục của các ngươi. Là thứ để đùa bỡn, là bình hoa, thậm chí là món hàng giao dịch, chẳng lẽ chúng ta trời sinh chính là như thế, chẳng lẽ không thể chủ động phản kích các ngươi. Sắc mặt nàng trấn định, ánh mắt cũng rất lãnh ngạo, nhưng mà trong lòng lại thập phần tâm thần bất định, có thể sống sót hay không phải xem nàng có nói động Phong Phi Vân hay không, kỳ thật nàng nói ra những lời này chính là vì thu lấy đồng tình của Phong Phi Vân, làm cho Phong Phi Vân sinh ra cảm giác áy náy lưu nàng một mạng. Phong Phi Vân vuốt vuốt đóa u lan trong tay, nói. Dường như nói ta có chút động tâm, nhưng mà muốn ta tha mạng cho ngươi thì còn kém xa đấy. Đương nhiên Bạch Như Tuyết biết rõ muốn Phong Phi Vân bỏ qua cho nàng thì những lời này còn chưa đủ, ngọc thể chùn xuống, trực tiếp quỳ gối sau lưng Phong Phi Vân, tuy quỳ nhưng mà lưng vẫn thẳng tắp, bởi vì nàng biết rõ nếu nàng quỳ xuống khóc sướt mướt sẽ chỉ làm Phong Phi Vân càng thêm phản cảm, nói. Bạch Như Tuyết biết rõ làm quá nhiều chuyện sai. Cũng âm thầm tính toán ngươi, nhưng tất cả là do ta báo thù, ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng là nam nhân duy nhất của ta, cho dù giữa chúng ta có thù hận lớn hơn nữa, điểm này đều không thể cải biến, nếu ngươi có thể tha cho Bạch Như Tuyết một mạng, tương lai làm nô tỳ cũng không có nửa phần oán hận, hơn nữa ta còn biết rất nhiều bí ẩn của Xâm La Điện, thần vương đại nhân là địch với Xâm La Điện, ta có thể âm thầm bày mưu tính kế tuyệt đối không dám có nửa phần dị tâm. Nàng vốn cường ngạnh vạch sai lầm của Phong Phi Vân, sau đó lại quỳ trên mặt đất nhận lỗi, hạ thấp thư thái của mình nhất, chỉ cầu có thể còn sống, việc gì cũng có thể buông, một cương một nhu, lại còn cường điệu tác dụng của mình với Phong Phi Vân, làm cho Phong Phi Vân cảm thấy nữ nhân như nàng còn có giá trị. Tất cả chỉ sợ nàng trên đường tới đây đã nghĩ tới, cũng phỏng đoán nhược điểm trong tính cách Phong Phi Vân, thậm chí đoán được Phong Phi Vân sẽ cho nàng cơ hội nói chuyện. Cho nên giờ phút này mới trả lời thuận buồm xuôi gió như thế. Phong Phi Vân nhíu mày, kỳ thật hắn rất phản cảm nữ nhân quỳ trước mặt hắn, nữ nhân hoặc đứng, hoặc là nằm,
nữ nhân quỳ là không có mị lực nhất, nhưng không thể không nói quỳ xuống đầu cầu xin cũng hữu dụng nhất. Còn chưa đủ, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi có thể nói động ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bạch Như Tuyết dường như cũng nhìn ra Phong Phi Vân phản cảm, đứng lên, ngọc thể thướt tha, thập phần tỉnh táo, nói. Ta nguyện phát độc thệ, nếu còn dám có nửa phần dị tâm với ngươi, để cho ta bị cửu thiên thần kiếp đánh chết. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, nói. Đáng tiếc A Hát, ngươi còn chưa nói động ta, nhưng mà. Ta không tin nữ nhân thề, cho ngươi một tự sát cơ hội, ngươi tự sát đi. Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đảm, ra trực tiếp ném cho nàng. Bạch Như Tuyết cắn chặt tuyết răng, đúng là vẫn còn thất bại, bất luận nam nhân nào đi tới đỉnh phong đều không có khả năng tha mạng cho nữ nhân phản bội mình, thậm chí sẽ bị lăng trì, lột ra, kỳ thật Phong Phi Vân đối với nàng không tệ, cho nàng một cơ hội tự sát, càng tìm cho nàng một nơi phong cảnh tốt an táng. Ha ha, ta muốn bảo vệ nàng một mạng, không biết thần vương đại nhân có thể tha cho nàng ta một lần không? Bên ngoài sơn cốc có giọng nói tuyệt mỹ vang vọng, giọng nói cực kỳ nhu hòa. Phong Phi Vân vẫy tay, thiên tủy binh đảm liền nắm trong lòng bàn tay, nhìn qua cửa vào sơn cốc, bộ dáng như lâm đại địch. Rõ ràng có người có thể tìm được hắn, hơn nữa biết rõ hắn chạy ra khỏi Đồng Lô Sơn, người tới không phải tầm thường, Phong Phi Vân há có thể buông lỏng tâm tình. Bạch Như Tuyết vui vẻ trong lòng, xem ra còn có chuyển cơ, có chuyện gì tốt hơn là tìm đường sống trong chỗ chết. Chậm rãi bốn thiếu nữ ôn nhu động lòng người nâng chiếc kiệu đi vào. Bốn thiếu nữ này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, da thịt không tì vết, mỗi người đều tỏa ra khí chất âm hàn lạnh giá, tuy các nàng cũng đang mỉm cười, đang hô hấp, trong thân thể thậm chí có huyết dịch lưu động, cho dù là cự phách cũng cho rằng các nàng chính là người sống, nhưng mà Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn thì nhìn thấy các nàng đã sớm mất đi sinh mệnh lực, chính là bốn diễm thi. Bốn diễm thi này không phải thi tà bình thường. Đã từng là đệ nhất mỹ nhân của một thời đại, thời điểm các nàng còn sống đã là giai nhân phong hoa tuyệt đại, thanh danh truyền thiên hạ, những nơi đi qua có vô số thiên tài tuấn kiệt vây quanh, nhưng mà hiện tại mỹ mạo như trước cũng đã hóa thành thi tà. Sau khi nhìn thấy bốn diễm thi, Phong Phi Vân cũng đã biết rõ người tới là ai, trừ âm hư thi động Diêu Cắt thì sợ rằng không có người khác, nhưng mà hắn kinh ngạc chính là Diêu Cắt chỉ là một đệ tử kiệt xuất của âm hư thi động, vì sao lại có thể điều động bốn diễm thi cường đại như thế này. Bốn diễm thi này có thể lợi dụng mỹ mạo của mình giết chết rất nhiều cự đầu tiên đạo, còn đáng sợ hơn cả cự phách. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, trên mặt tươi cười, nói. Diêu Cát, ta thật sự càng ngày càng hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi rốt cuộc là thông qua phương pháp gì tìm được ta. Phong Phi Vân cũng không buông lỏng cảnh giác, dù sao hắn hiểu Diêu Cát không nhiều, chỉ biết nàng là nữ nhân thông minh. Long La Phù có thể leo lên vị trí tấn đế cũng là do nàng ở sau lưng bày mưu tính kế. Nữ nhân này chỉ sợ còn thông minh hơn Bạch Như Tuyết nhiều. Ha ha, còn có thể có thân phận gì, chúng ta bây giờ là đồng liêu làm quan, nịnh bợ thần vương đại nhân không được hay sao? Diêu Cát đi ra khỏi kiệu, nàng mặc quan bào màu bạc, trên eo nhỏ mang đai lưng màu xanh ngọc, quan bào còn có thêu vân hạc, đế giày cũng làm từ bạch ngọc, nhưng lại không có lộ ra vẻ khí khái hào hùng. Mà là ôn nhu. Môi nàng óng ánh, sóng mắt thanh tịnh, lông mi rất dài, bộ ngực cao ngất, trong vũ mị không mất đi đoan trang, đi tới gần Phong Phi Vân, vùi gương mặt xinh xắn vào ngực của hắn, nói. Vì sao ngu như thế, vì một ngự thú trai, đắc tội người trong thiên hạ. Cũng không ngốc, ta đúng là muốn mượn tay bọn chúng bức bách ta đột phá cảnh giới, người trong nghịch cảnh mới có động lực. Phong Phi Vân thấy nàng tựa vào ngực cũng không có phản cảm bài xích. Rõ ràng chính là ngốc, hơi có sai lầm sẽ vẫn lạc. Diêu Cát bĩu môi, cố tình gây sự, nói. Có phải ngươi thân mật với ngự thú trai là vì Vu Thanh Họa, Đàn Thanh Tố hoặc là người nào khác đúng không? Đừng đoán, cho dù có thân mật cũng không liên quan tới ngươi. Phong Phi Vân vuốt lưng ngọc của nàng, làn da tinh tế tỉ mỉ, thân thể mềm mại giống như không có xương cốt. Diêu Cát tuyệt đối là yêu tinh, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng bị nàng hấp dẫn. Hừ, làm sao không liên quan tới ta, ta chính là tự mình đầu tư vào ngươi, nếu ngươi bị gạt bỏ từ trong trứng nước, ta lỗ lớn, ta tìm ai khóc đây, ta khóc cho ai xem A Hát. Sóng mắt Diêu Cát mang theo vẻ tươi cười, đánh vào ngực Phong Phi Vân một cái cũng không nặng. Chuyện đầu tư vào ta nguy hiểm rất lớn, việc này chỉ có thể trách chính ngươi,
không thể trách ta. Phong Phi Vân nói. Diêu Cát nói cái gọi là đầu tư chính là mang mình hiến cho Phong Phi Vân, nếu như Phong Phi Vân tương lai trở thành cường giả tuyệt đỉnh, nàng tự nhiên cũng có thể được nhiều chỗ tốt, cũng chính bởi vì như thế nàng càng lo lắng Phong Phi Vân nửa đường vẫn lạc, đối với Phong Phi Vân bộc lộ kim tàm kinh dẫn động người trong thiên hạ đuổi giết thì rất lo lắng. Nguy hiểm cao, hồi báo cũng cao, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người, ha ha. Nàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi Phong Phi Vân một cái. Phong Phi Vân vuốt bờ môi, dư hương giải rác, nghiêm nghị nói. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi làm sao tìm được vị trí của ta. Ngươi đoán xem, ngươi gian lận trên người ta. Phong Phi Vân nói. Ha ha, không hổ là nam nhân của ta, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi biết ta gian lận ở đâu, chờ ngươi tu vị đạt tới cảnh giới nhất định thì phát giác được thôi, nhìn ngươi thông minh như vậy, lại ban thưởng cho ngươi nụ hôn. Lông mi Diêu Cát chớp chớp. Dáng tươi cười như thần hoa nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Phong Phi Vân đi tới đưa hai tay giữ gương mặt của nàng, chủ động cường hôn lên môi nàng, Diêu Cát bị tập kích đột nhiên cũng cả kinh, thân thể mềm mại như bị điện giật, muốn phản kháng nhưng mà hai tay Phong Phi Vân giống như kìm sắt kẹp lấy đầu của nàng, làm tóc dài của nàng mất trật tự. Thật lâu sau, rời môi. Ngươi cũng đi Đồng Lô Sơn đúng không? Phong Phi Vân vừa rồi lúc hôn nàng, lại mò xuống một cây châm trên đầu của nàng. Bên trong tự thành một phiến không gian, thai nghén linh tính rất mạnh, mang theo khí tức yêu tà, thô sơ giản lược dò xét thì phát hiện trong cây châm này có tới 169 trận pháp, nếu không phải Phong Phi Vân dùng linh khí hộ thể, vừa đã bị hàn khí trên cây châm này làm tổn thương. Thuộc về tứ phẩm linh khí. Phong Phi Vân tự nhiên cả kinh, tứ phẩm linh khí đều được xưng là chấn thế sát binh, cả thần tấn vương triều khó tìm ra 20 kiện, mỗi một kiện đều có danh tiếng, Diêu Cát có được một kiện. Còn dùng nó buộc tóc. Rất hiển nhiên cây châm này nàng lấy ra từ trong yêu tộc thần tàng. Nàng có thể tiến vào yêu tộc thần tàng. Ma quỷ, người xấu, trả cây châm cho ta. Tóc dài Diêu Cát tán loạn, búi tóc bị Phong Phi Vân vò rối, một tay giữ lấy mái tóc mất trật tự, vừa tức giận mắng Phong Phi Vân, đòi cây châm lại. Cây châm này chính là một kiện chấn thế sát binh, không có tên, nhưng mà bên trong thai nghén lực lượng không phải chuyện đùa. Phong Phi Vân mơ hồ có thể cảm nhận được một con linh thú cường đại phong ấn bên trong, chính là khí linh của cây châm. Hoàn toàn không chút hoài nghi sau khi cây châm này tế ra có thể đánh nát sơn hà, phá hủy thành trì, uy lực không yếu hơn huyết nhân thần quán, minh băng chắc các loại sát binh. Phong Phi Vân cũng không đưa cây châm cho nàng, trực tiếp thu và cười nói. Nếu ngươi không thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sợ rằng sẽ không trả lời ngươi được. Được rồi. Ta xác thực đi Đồng Lô Sơn. Diêu Cát u oán nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt dễ thương lòe lòe, giống như vợ bé bị ủy khuất. Tiến vào yêu tộc thần tàng. Cũng là đi vào, nhưng mà ta chỉ tiến vào tầng 3 mà thôi. Diêu Cát thành thật nói những gì mình biết ra. Phong Phi Vân cau mày, có thể tiến vào yêu tộc thần tàng đều không phải người bình thường, hắn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không có nghĩ tới Diêu Cát thật tiến vào yêu tộc thần tàng. Chỉ bằng việc cây châm này bay ra khỏi yêu tộc thần tàng sau đó nàng vô ý đạt được, nhưng mà kết quả vượt qua hắn dự đoán. Hắn vốn tưởng rằng đã đánh giá cao Diêu Cát, nhưng mà giờ phút này hắn cảm giác mình đánh giá thấp nàng, thê tử tiện nghi này vô cùng không đơn giản. Ánh mắt Phong Phi Vân biến thành nghiền ngẫm, lấy cây châm ra sau đó vén tóc của nàng lên, đem cây châm cắm vào tóc của nàng sau đó búi tóc của nàng gọn gàng. Ngươi trả lại cho ta. Diêu Cát kinh ngạc. Đây chính là tứ phẩm linh khí, uy lực không đo lường được, nếu như Phong Phi Vân không trả cho nàng, nàng cũng không thể chém giết lấy về. Phong Phi Vân nói, không chính phải chỉ là tứ phẩm linh khí sao, hơn nữa còn là cây châm của nữ nhân, cũng không lấy nó ra làm gì. Bên kia Bạch Như Tuyết đã chấn kinh không nói ra lời, Phong Phi Vân nhíu mày không rõ nữ nhân này có thân phận gì, vậy mà tiến vào yêu tộc thần tàng, nhưng lại dùng tứ phẩm linh khí làm búi tóc. Cũng đúng. Dù sao có người thiếu nợ ngươi hai kiện bảo vật, nàng cũng tiến vào tầng 3 yêu tộc thần tàng, nhất định đạt được rất nhiều bảo vật, tùy tiện từ chỗ nàng đạt được hai kiện bảo vật giá trị kinh thế. Diêu Cát nói ra, ngươi nói chính là Mạc Giao Giao sao? Trừ nàng còn có thể là ai, nàng có mấy giúp đỡ, đạt được chỗ tốt hơn ta nhiều, thật sự là tức chết ta, sớm biết như thế ta đã mang theo mấy giúp đỡ. Phong Phi Vân xoa xoa huyệt thái dương, đây là nữ nhân hung tàn cỡ nào?
Có thể tiến vào yêu tộc thần tàng khẳng định là cường giả chân chính, nhưng mà các nàng đều đi vào, mà hắn lại không vào được. Phong Phi Vân đối với bảo vật cũng không để bụng gì cả, dù sao hắn cũng có được thanh đồng cổ thuyền vượt qua tất cả bảo vật, nếu để cho Mạc Giao Giao thiếu nợ hắn một nhân tình, thời điểm mấu chốt giúp hắn giết người nào đó thì càng có lợi cho hắn. Đúng rồi, yêu tộc thần tàng có bảo vật gì cũng đã bị các ngươi lấy đi, ngay cả các ngươi cũng đã tiến vào tầng 3 yêu tộc thần tàng, có ai tiến vào tầng thứ 4, tầng thứ 5 không, ví dụ như Tà Hoàng cùng Thiên Vu thần nữ, cung chủ thần linh cung tiến vào tầng thứ mấy. Phong Phi Vân rất quan tâm tới yêu tộc thần tàng, dù sao Diêu Cát mới tiến vào tầng thứ 3 đã có được tứ phẩm linh khí, khẳng định cũng có không ít bảo vật tốt hơn tứ phẩm linh khí, nếu tiến vào sâu hơn chắc chắn sẽ có được bảo vật tốt hơn nhiều. Diêu Cát trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, nói. Ngươi cho rằng yêu tộc thần tàng là địa phương nào, cửa vào yêu tộc thần tàng cũng có yêu linh trấn thủ, cho dù là thượng vị cự phách cũng khó tiến vào phía trước, trong yêu tộc thần tàng có linh bảo bay ra, phần lớn cũng chỉ là bảo vật ở tầng thứ nhất, chỉ có giải rác mấy người tiến vào tầng thứ ba, nhưng cũng chỉ xâm nhập một góc của tầng ba, như Thiên Vu thần nữ, Tà Hoàng, cung chủ, Đại Phạm Thiên các nhân vật. Về phần lão quỷ Bắc Minh Phiệt và vài lão bất tử và bốn cường giả trí cường lánh đời cũng chỉ xâm nhập vào tầng thứ hai mà thôi. Không ngờ có nhiều người tiến vào yêu tộc thần tàng như thế. Nhưng mà cũng không kỳ quái, tu vị những người này cường đại hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào yêu tộc thần tàng. Về phần yêu tộc thần tàng có tầng thứ tư, tầng thứ năm hay không thì không biết, bởi vì Mạc Giao Giao tại tầng ba lấy được chí bảo, dẫn tới yêu tộc thần tàng phát sinh đại biến. Tất cả mọi người chạy ra ngoài, mà yêu tộc thần tàng cũng vì vậy mà chìm vào sâu trong lòng đất. Rất nhiều cường giả lại lẻn vào lòng đất đi tìm, nhưng lại không cách nào tìm được. Yêu tộc thần tàng có lẽ không ở trong Đồng Lô Sơn nữa, tương lai nó sẽ xuất hiện ở nơi khác. Diêu Cát cũng đầy tiếc nuối, đây chính là cơ duyên to lớn a. Phong Phi Vân tươi cười mang theo vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào Diêu Cát, càng lúc càng cảm thấy khó nhìn thấu nàng. Phượng Hoàng Thiên Nhãn bị một tầng hào quang ngăn cản, không thể nhìn thấy chân thật của nàng. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì, có đẹp như thế sao, ta chỉ vận khí tốt tiến vào cửa vào yêu tộc thần tàng mà thôi. Diêu Cát môi hồng răng trắng, dáng tươi cười dịu dàng, mang theo vô hạn mị hoặc. Sau đó không cẩn thận xông vào tầng thứ hai, lại không cẩn thận đi vào tầng thứ ba. Phong Phi Vân nói. Sự thật cũng giống như vậy. Diêu Cát nói. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, trở nên nghiêm túc, nói. Ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào, cũng không biết ngươi vì sao phải tiếp cận ta, nhưng mà ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, cho dù ngươi tu vị cường đại tới mức nào, ta cũng có lực lượng ngọc thạch câu phần với ngươi. Phong Phi Vân cũng không có dọa nàng, nếu kíp nổ Phượng Hoàng tinh hồn trong đầu, đừng nói là Diêu Cát, cho dù là trí cường vũ hóa cảnh cũng trọng thương. Không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, nói tránh sự a. Lần này ta tới Đồng Lô Sơn kỳ thật có một nửa là lệnh của Tấn Đế, nàng bảo ta nói cho ngươi nghe vài chuyện. Diêu Cát cũng nghiêm túc theo, trên người mang theo vài phần khí thế thượng vị giả, người bình thường nhìn thấy bộ dáng này của nàng chắc sẽ quỳ xuống. Phong Phi Vân nói, Long La Phù, nàng còn nhớ ta sao? Tấn Đế nói, hôm nay triều đình bốn bề thọ địch, các nơi phân loạn, lực lượng có thể phân ra rất yếu, về phần Kim Tàm Kinh thì triều đình khó mà trợ giúp cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Diêu Cát nói ra. Hai người sóng vai mà đứng, trên người đầy ngạo khí. Phong Phi Vân nói. Nàng đang sợ ta mang Kim Tàm Kinh gây phiền toái cho thần tấn vương triều của nàng, làm như một kẻ thống trị, nàng làm như thế cũng không đáng trách. Ngươi cũng đừng oán Tấn Đế, nàng cũng có chỗ khó xử của nàng, đang ở địa vị cao, cân nhắc vấn đề rất nhiều, trên triều đình có thế lực tạo áp lực cho nàng có thể làm được như thế cũng không dễ dàng. Diêu Cát nói. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến. Lúc trước ta tới Cổ Cương Phủ, Tấn Đế đã hạ chỉ ra lệnh cho Hổ Thiên Hầu cùng Tứ Phương Thiên Hầu xuất lĩnh 200 triệu thần vũ quân vây quét Tử Minh Thi Động, Tấn Đế làm như vậy cũng là vì báo thù cho ngươi. Phong Phi Vân nói. Ngươi còn rõ ràng hơn ta, nàng làm như vậy chính là vì giết một dân trăm, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, thậm chí dư đảng Tử Minh Thi Động cũng sẽ tìm ta tính sổ, mà sẽ không tìm triều đình. Người leo lên địa vị cao tay cầm sinh sát của nhiều người, tâm tính chắc chắn sẽ biến hóa, tuy Phong Phi Vân không có trở lại thần đô, cũng không có nhìn thấy bộ dáng Long La Phù hiện tại, nhưng cũng có thể đoán được vài phần, cơ hồ tất cả thế lực ở Cổ Cương Phủ vây công, đuổi giết,
nhưng mà bóng dáng cường giả triều đình cũng không có, chuyện này đã nói rõ vấn đề, nàng sợ rằng đã không còn là Long La Phủ lúc trước, đế vương tâm thuật nàng phát huy cực kỳ tinh tế, nàng hiện tại cũng chỉ đối đãi với Phong Phi Vân như thần tử. Tùy thời có thể hy sinh, thậm chí Phong Phi Vân nếu có dị tâm với triều đình, nàng có thể âm thầm ra tay gạt bỏ Phong Phi Vân. Điểm này tuy Phong Phi Vân có chút phản cảm, nhưng mà hiểu nàng làm không sai, ngược lại cảm thấy nàng làm phi thường tốt, chỉ có như thế mới có thể làm nữ đế, mới có thể trở thành nhân hoàng chính thức. Nhưng nếu nàng thật sự đối phó Phong Phi Vân cũng tuyệt đối sẽ không để nàng sống khá giả. Diêu Cát lại nói, còn có một việc, Thái Vi nữ thần đã có một tia nguyên linh. Phong Phi Vân chợt tươi cười, nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt đầu tiên ta nghe trong hôm nay. Không nghĩ nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên linh như thế, như vậy cách thai nghén ra thần hồn còn không xa, chuyện này Long La Phù ngược lại không có làm hắn thất vọng, nếu như không có đủ hương khói, chỉ sợ cũng không nhanh chóng thai nghén ra nguyên linh như thế. Diêu Cát nói, Tấn Đế bảo ngươi yên tâm, nguyên linh của Thái Vi nữ thần có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn, đồng thời bảo ta nói cho ngươi biết, nhất định phải gắng gượng qua cửa ải khó này, làm tốt tất cả, nhân tâm triều đình không ly tán, triều đình cũng không thể không có thần vương. Phong Phi Vân lại không cho là đúng, nói, Long La Phù làm nhiều chuyện như vậy, sợ là không đơn giản như thế rồi, ta hiện tại còn chưa quyết liệt với triều đình chính là vì ta cố gắng hoàn thành hứa hẹn với lão thần vương. Phong Phi Vân ta cũng là người có ân tất báo, nàng làm gì cầm nguyên linh Thái Vi nữ thần uy hiếp ta, nàng rốt cuộc muốn ta làm thế nào, nói thẳng là được. Cho dù là đối với thần Tấn Vương Triều hay là Phong gia, Phong Phi Vân không có lòng trung thành gì đó, nếu không vì lão thần vương đã cứu mạng hắn, hắn thiếu lão thần vương đại ân tình, hắn mới chẳng muốn quản chuyện hư hỏng của thần Tấn Vương Triều. Long La Phủ rõ ràng cầm nguyên linh Thái Vi nữ thần uy hiếp, thật sự làm hắn tức giận và buồn cười. Diêu Cát nói, ngày hôm nay tất cả mọi người đều biết ta có được Kim Tàm Kinh, đây cũng không phải chuyện xấu, nếu dùng tốt, nói không chừng sẽ lập công lao hãn mã cho triều đình. Kế dẫn họa về đông. Ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại. Không chỉ dẫn họa, mà là muốn dẫn động toàn bộ vùng đất thần Tấn Vương Triều này, ví dụ như Địa Tử Phủ, Bắc Cương Phủ, Vân Thiên Phủ làm loạn lớn nhất, cũng không cần ngươi ra tay làm cái gì, chỉ cần ngươi chạy một vòng qua ba nơi này. Nghe nói không lâu sau Phổ Đà Sơn có một hồi tà đạo thịnh hội, có người muốn nhất thống tà đạo đối kháng triều đình, nếu thật sự tà đạo thống nhất, đại sự không ổn, người không ngại đi một lần. Diêu Cát nói ra, Phong Phi Vân giờ phút không có bao nhiêu hứng thú với tà đạo thịnh hội, ngược lại cảm thán chiêu này của Long La Phù lợi hại, khen ngợi nói. Lợi dụng Kim Tàm Kinh làm cho tất cả thế lực lớn công phạt lẫn nhau, ngờ vực vô căn cứ như thế, đả kích lẫn nhau. Do đó suy yếu lực lượng của các thế lực tu tiên này, nói không chừng thế nguy hiểm của quần Long Vệ Thiên sẽ được giải, đây rốt cuộc là kế sách của Long La Phù hay là ngươi bày mưu đặt kế đây? Diêu Cát cười cười, nói, ta làm sao cam lòng để ngươi chạy đi mạo hiểm, đương nhiên việc này đúng là vô cùng hung hiểm, ta có một kiện bảo vật chân quý như tứ phẩm linh khí muốn tặng ngươi, có thể giúp ngươi một tay. Sáng sớm, sương trắng tràn ngập. Trong trấn nhỏ có gà gáy chó sủa. Trên trấn nhỏ có đệ tử gia tộc rời giường đi luyện công trong đình viện, những hài tử này tuổi cũng không lớn, nhưng mà tinh thần no đủ, thập phần khắc khổ, không ngừng luyện công. Đây là trấn nhỏ nằm gần biên giới Cổ Cương Phủ, cư dân trong thị trấn phần lớn chỉ có công phu thô thiển, dùng săn bắn mà sống. Thị trấn nhỏ này có một khách sạn duy nhất. Phong Phi Vân thời điểm này từ trong chăn chui ra, trong chăn còn lưu lại hương thơm nữ tử và hơi ấm chưa tan, xem ra nàng cũng chưa đi bao lâu. Phong Phi Vân ngồi dậy, khóe miệng mang theo tươi cười nhàn nhạt, dường như dư vị phóng túng đêm qua. Két! Thời điểm này Bạch Như Tuyết đẩy cửa phòng đi vào, vẫn mặc quần áo trắng như trước, không có mang theo trang sức gì, tóc dài tuyết trắng rủ xuống hông, cũng không dùng châm cài tóc bới lên, nhưng mà như thế lại cho người ta cảm giác mỹ cảm tự nhiên. Trong tay nàng bưng chậu đồng rửa mặt, thản nhiên đi vào, bắt đầu hầu hạ Phong Phi Vân rửa mặt, nói ra. Ta nhìn thấy Diêu cô nương rời khỏi, vừa đi trong chốc lát. Đôi mắt dễ thương óng ánh, lông mày thon dài trắng nõn như ngọc mang theo vài phần đỏ ửng nhàn nhạt, giống như không quan tâm tới. Phong Phi Vân gật gật đầu, tùy ý ứng một tiếng, sau nửa ngày mới nói. Ta nghĩ rằng ngươi đã đi. Rửa mặt hoàn tất, Bạch Như Tuyết chải tóc cho Phong Phi Vân, nghe nói như thế bàn tay mảnh khảnh hơi dừng lại,
bờ môi khẽ mở, nói. Nếu đêm qua ta đi, hôm nay ta đã chết. Phong Phi Vân nói. Ngày hôm qua Diêu Cắt cầu tình cho ngươi, chính là cho ngươi con đường sống, đêm qua ta cố ý cho ngươi cơ hội đào tẩu, ngươi nếu thật sự đi thì ta cũng không truy cứu, chỉ xem như chưa gặp qua ngươi. Nghe được Phong Phi Vân nói lời thật tình, Bạch Như Tuyết tự nhiên là hối hận, nhưng mà nàng cũng biết hối hận cũng chậm, chợt cười cười nói. Diêu cô nương lợi hại như vậy cũng nịnh bợ ngươi, thậm chí muốn thân cận ngươi, ta tự nhiên cũng như thế, dù tương lai làm tiểu thiếp cũng tốt. Nàng lại nói, nhưng ta cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, tiểu thiếp sẽ bị chính thê đánh chết, có thể làm một tùy tùng cũng không tệ. Tiểu thiếp, nhà, hài tử. Phong Phi Vân cười cười, không nói thêm gì nữa. Vào lúc giữa trưa, Phong Phi Vân cùng Bạch Như Tuyết rời xa trấn nhỏ 7.000 dặm, trên đường đi qua không ít thành trấn nhỏ, nhưng mà hơi dừng lại ở một tòa cổ thành, tốn hao số tiền lớn mua sắm sư hổ cổ xa tại phân bộ Ngân Câu Phiệt. Chính là ba đầu sư hổ tu vị 800 năm. Sư hổ tu vị 800 năm thân dài 6 mét, toàn thân vàng óng, mọc ra hai cánh, có thể kéo xe bay trong mây, cũng có thể chạy trên mặt đấy, ngày đi 2 vạn dặm, tối đi 1 vạn 3.000 dặm. Đương nhiên mà nói, sư hổ phi hành có tốc độ nhanh hơn, nhưng mà càng tốn khí lực hơn khi chạy trên đất, nếu đi đường xa, đi không vội thì cứ đi trên mặt đất. Thần Tấn Vương Triều có quan đạo thập phần rộng lớn, chính là vô số thế hệ mở ra trong mấy ngàn năm, vốn dùng trong thời điểm chiến tranh thuận tiện cho chiến xa thần vũ quân và chiến thú thông hành, cũng giống như sông Tấn, đều liên kết với tám phủ của thần Tấn Vương Triều, một đường bộ, một đường thủy. Ở trên quan đạo, đừng nói ba đầu sư hổ, cho dù 10 đầu sư hổ cũng đi được. Phong Phi Vân ngồi trong xe, hắn lấy hộp đá trong giới linh thạch ra, cái này cái hộp phía trên khắc đầy huyễn vân phong phù, trường dài 3 xích, thập phần trầm trọng. Nắm ở trong tay là có thể làm cho người cảm giác được bên trong chuyện đến âm hàn chi khí, đông lạnh biết dùng người xương cốt run lên. Hộp đá này là Diêu Cắt cho hắn, nàng nói đồ bên trong còn quý hơn cả tứ phẩm linh khí. Phong Phi Vân thời điểm tiếp nhận hộp đá cũng đã đoán được đồ vật bên trong là cái gì, sau khi mở hộp đá ra, cũng khẳng định suy đoán của hắn là chính xác. Tay trái Diêm Vương. Trong hộp đá chứa một cánh tay máu chảy đầm đìa, có vô số tà văn đan vào nhau. Tà khí bên trong suýt nữa ăn mòn cả chiếc xe, tuy Phong Phi Vân tùy thời khép hộp đá, nhưng mà hắn giống như cổ thuyền hoa lệ có trăm ngàn vết rách, rách tung tóe, trở nên cổ xưa không chịu nổi, thật giống như mới đào từ trong lòng đất ra. Ngao! Ngao! Bên ngoài truyền tới tiếng kêu sư hổ, cả cổ xe cũng chấn động mạnh, trực tiếp dừng lại. Bạch Như Tuyết đang đánh xe ở bên ngoài, vội vàng dò hỏi. Công tử, phát sinh chuyện gì? Nàng vốn vô cùng kính sợ Phong Phi Vân, nàng phải gọi là thần vương, nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại thân phận mẫn cảm, xưng hô thần vương này không thể gọi bậy, vì vậy đổi giọng gọi là công tử. Không có chuyện gì, tiếp tục đánh xe. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Tuy Bạch Như Tuyết trong lòng nghi hoặc, lông mày kẻ đen trao lên, nhưng mà không dám làm trái Phong Phi Vân nửa câu, dù sao tu vị Phong Phi Vân hiện tại không phải nàng có khả năng phản kháng. Trầm tư một lát sau đó tiếp tục lái xe rời đi. Thời điểm buổi sáng Phong Phi Vân đã tế vũ hóa thai ra, lấy một đám linh hồn của Bạch Như Tuyết trấn áp bên trong vũ hóa thai, cũng chính bởi vì như thế nàng mới nghe lời, đối phó nữ nhân thông minh, tự nhiên phải dùng phương pháp cực đoan, bằng không thì căn bản không thể khống chế được. Tại sao Diêu Cắt có được tay trái Diêm Vương, yêu nữ này càng ngày càng thần bí? Phong Phi Vân khẽ nhíu mày, con mắt híp mắt lại. Dung nhập tay trái này vào cơ thể, người sẽ càng cường đại hơn. Nói chuyện tự nhiên là Diêm Vương đã thức tỉnh, trong giọng nói mang theo thần thái kích động. Phong Phi Vân nói, trở nên cường đại hơn chính là ngươi. Đây là chuyện hai bên cùng có lợi, ngươi có thể có được tà lực trong cánh tay, thân thể càng mạnh hơn nữa, ta cũng có thể khôi phục nhiều tinh hồn và lực lượng, đây là chuyện cả hai cùng có lợi, ai cũng không thiệt thòi. Diêm Vương nói. Phong Phi Vân không có động tâm, ý định phong ấn cánh tay vào hộp đá, cho vào giới linh thạch. Diêm Vương vội vàng nói. Nếu ngươi có thể dung hợp cánh tay trái này, ta có thể miễn phí cho ngươi mượn lực lượng một lần, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Hắn nói đến chỗ này Phong Phi Vân mới động tâm, lực lượng Diêm Vương hiện tại chính là nửa tôn chân nhân, nếu dung hợp cánh tay trái này thì lực lượng của hắn còn mạnh hơn nữa, nếu như thật sự tới thời khắc mấu chốt mượn lực lượng của hắn. Kỳ thật cũng là chuyện không tệ.
Đương nhiên chuyện này cũng ẩn chứa hung hiểm, không khác bảo hổ lột da, một khi lực lượng của Diêm Vương đạt tới mức Phong Phi Vân không cách nào khống chế thì hắn có thể bị đoạt xá thân thể, tuy Phong Phi Vân còn có thể tự bạo tinh hồn Phượng Hoàng dọa hắn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới vạn nhất. Chuyện này còn rất khó nói, nhưng mà ít nhất hiện tại Phong Phi Vân không cho rằng Diêm Vương có lực lượng đoạt xá hắn, trong thân thể có kim tầm Phật khí, cũng có thể tạo áp lực áp chế hắn. Chuyện này cứ quyết định thế đi. Phong Phi Vân cười cười, trên bàn tay tràn ngập kim tầm Phật khí, vầng sáng sáng chói, Phật âm mênh mông bao phủ toàn bộ hộp đá, để ngừa tà khí trong tay trái Diêm Vương tràn ra ngoài. Phong Phi Vân hiện tại thực lực rất mạnh nhưng vẫn phi thường nghiêm túc, lập tức bắt đầu luyện hóa cánh tay trái Diêm Vương vào tay của mình. Trong chiếc xe có khí tức cường đại tán giật ra ngoài, làm cho tu sĩ trên quan đạo kinh hãi, biết rõ trong chiếc xe có siêu cấp cường giả đang tồn tại. Lại là bá chủ một phương đi ngang qua, hẳn là đi tới Phổ Đà Sơn tham gia tà đạo thịnh hội. Một thần cơ đại viên mãn cưỡi kỳ ngưu đi trên quan đạo, nhìn qua xe sư hổ lướt đi, cỗ xe biến mất vô tung. Đây là một đội hộ vệ tay cầm trường thương, tu vị đều rất mạnh thủ hộ đội xe. Ta khi nào mới có thể trở thành bá chủ, các ngươi có nhìn thấy nữ tử lái xe kia không, nàng dựa vào cổ xe giống như bức họa vậy, lão tử chưa từng gặp qua nữ nhân đẹp như thế, quả thực giống như tiên nữ trên thiên cung. Tuy đẹp thì như thế nào, còn không phải bị bá chủ trên xe cưỡi lên hay sao, nếu có một ngày ngươi trở thành bá chủ một phương, sẽ tự có mỹ nhân đưa tới cửa, cố gắng tu luyện a, chỉ cần tu vị mạnh thì nữ tử nào mà không có. Một hộ vệ ở bên cạnh nói ra. Thời điểm ngày thứ 13, xe sư hổ đi ngang qua Vạn Quáng Phủ, lại đi 3 ngày vào địa tử phủ. Rốt cục tiến vào địa tử phủ. Phong Phi Vân nhảy xuống cổ xe, nhìn qua sông Tấn rộng lớn trước mặt, đây chính là con sông khởi nguồn của thần Tấn Vương Triều. Ánh mắt của hắn đỏ rực nhìn qua chung quanh. Trải qua tu hành nửa tháng, Phong Phi Vân đã hoàn toàn dung nhập tay trái Diêm Vương vào tay của mình, lực lượng trong người mạnh hơn một phần, chậm rãi duỗi tay trái ra. Trên tay trái có đường vân màu đen, dữ tợn đáng sợ, cánh tay đánh vào sông Tấn. Bành! Trên cánh tay có sát khí tà đạo bay ra, hóa thành một thanh hắc chém mặt nước sông Tấn ra làm hai, ngăn cách dòng chảy một lúc. Đây chỉ là lực lượng vung tay hời hợt. Xóc rách! Nước sông Tấn sau đó chảy càng lúc càng gấp, bộc phát ra bọt nước cao ngời ngợi. Như tuyết, nghe một vị bằng hữu nói, địa tử phủ vẫn còn bảo lưu di chỉ Phật tự vào vạn năm trước. Người có biết đó là nơi nào không? Phong Phi Vân cũng không có lạnh lùng với Bạch Như Tuyết, trên đường đi nàng đã trung thực không ít, nhu thuận làm nha hoàn thị nữ bên cạnh Phong Phi Vân, nhiều khi cũng chủ động thị tẩm Phong Phi Vân. Ban đầu nàng còn rụt rè và lạnh nhạt, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng mà sau khi Phong Phi Vân chỉ giáo thì càng ngày càng thuần thục, hiểu được cũng nhiều, cũng biết làm thế nào thoải mái Phong Phi Vân. Nói cho cùng Bạch Như Tuyết tuy là yêu nữ Xâm La Điện, nhưng mà trải qua cũng chỉ có một lần, hơn nữa một lần. Đó nàng bị Phong Phi Vân buộc lên tàng cây. Sợ là không học được kinh nghiệm gì, tương đối mà nói, Phong Phi Vân đúng là làm với nàng nhiều lần, chuồn chuồn lướt nước, trực đảo Hoàng Long. Nàng là nữ nhân thông minh, chỉ cần dạy một lần là đủ rồi. Có đôi khi Phong Phi Vân cũng cảm thấy bên cạnh có nữ tử xinh đẹp nghe lời cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại nghe nói có một di chỉ cổ tháp, dường như ở Phiền Quận. Nhưng lại không rõ địa phương cụ thể. Bạch Như Tuyết như đóa thanh liên, duyên dáng yêu kiều, da thịt như ngọc, sáng như tuyết, bộ ngực no đủ, vạt áo dưới cổ lộ ra khe sâu trắng tuyết đầy phong tình, vô cùng hấp dẫn người ta, ai nhìn vào cũng phải mơ màng vô hạn, mạch máu bành trướng. Nhưng mà nàng vẫn sinh ra lãnh diễm, tóc trắng bạch phơ, rồi sau đó người đứng ở xa nhìn qua nàng, cảm thấy nàng chính là mỹ nhân băng giá bất cận nhân tình. Cũng chỉ có Phong Phi Vân mới biết nàng ở trên giường kỳ thật rất nóng bỏng, nóng tới mức giống như thiêu đốt Phong Phi Vân. Nàng đứng ở đó, tóc dài như thác nước, đôi mắt như thu thủy, Phong Phi Vân cũng cảm thán nàng thật sự là vưu vật mê chết nam nhân, từ thị tầm mấy ngày mà xem, nàng đúng là vưu vật tiêu chuẩn, làm cho người ta muốn ngừng không được, đương nhiên cũng không hơn, ý chí Phong Phi Vân cũng không phải nàng có thể mê hoặc được. Trong lòng nàng đang suy nghĩ gì đó. Kỳ thật Phong Phi Vân có thể đoán được đại khái, nhưng cũng mặc kệ nàng, nếu nàng chỉ muốn lấy vui mừng của hắn, tự nhiên phải làm cho tốt nhất, Phong Phi Vân cũng rất phối hợp với nàng, nhưng nếu nàng cho rằng Phong Phi Vân sẽ bị nàng mê đảo thần hồn, thậm chí quỳ dưới váy quả lựu của nàng thì nàng sai 10 phần rồi, chỉ biết bồi mình, không có tôn nghiêm.
chúng ta không nên đi Phổ Đà Sơn phá hư Tà Đạo Thịnh Hội. Bạch Như Tuyết ánh mắt chớp chớp, tiên hà quấn thân, mang theo vài phần thanh thuần tú lệ, cổ thon dài giống như tiên hạc. Không ai có thể phá hư Tà Đạo Thịnh Hội, đây là chiều hướng phát triển, lực lượng triều đình khổng lồ như thế mà không ngăn cản được, huống chi chúng ta chỉ là đi qua mà thôi, tham gia náo nhiệt là đủ, nếu lúc trọng yếu cũng có thể làm cho Tà Đạo Liên Minh kia phân liệt một chút, có thể làm được như vậy cũng không tồi. Phong Phi Vân cười nói. Hà công tử kia lại hỏi di chỉ cổ tháp. Bạch Như Tuyết như thật sự biến thành thị nữ Phong Phi Vân, thập phần nghe lời, mà lại rất hiểu quy củ, thời điểm không nên nói thì rất im lặng, còn giúp Phong Phi Vân chỉnh sửa trường bào. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ Bạch Như Tuyết kỳ thật cái gì cũng hiểu, sở dĩ hỏi như thế chỉ là nàng tận lực hạ thấp thân phận trước mặt Phong Phi Vân, làm người tâm phúc bên cạnh hắn, như vậy nàng sẽ có được nhiều tự do hơn nữa. Rất nhiều Tà Đạo bá chủ cũng ngưng lại trong Thập Vạn Sơn Hà, không có khả năng hiện tại chạy về Phổ Đà Sơn, cho nên cách Tà Đạo Thịnh Hội một thời gian, chúng ta không vội đi tới Phổ Đà Sơn đâu, chúng ta nên ở Địa Tử Phủ giải sầu. Phong Phi Vân cười nói, Phổ Đà Sơn nằm ở giao giới Địa Tử Phủ và Bắc Cương Phủ, nếu đã tới Địa Tử Phủ thì không cần vội vã chạy đi. Huống hồ Phong Phi Vân có mục đích chính là lợi dụng Kim Tàm Kinh gây phân tranh giữa các thế lực. Cho dù là tiên giáo hay là tu sĩ Tà Đạo đều sẽ tranh giành ngươi sống ta chết, chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Địa Tử Phủ có ba đại tiên giáo truyền thừa cổ xưa, mỗi tiên giáo đều có thế lực khổng lồ, không dưới bốn đại môn phiệt. Mà trước đó ba đại tiên giáo cầm đầu Địa Tử Phủ tuyên bố thoát ly triều đình quản chế, nghe đồn là chư thiên vạn giáo ở Địa Tử Phủ, nhưng mà con số này nghe rất khoa trương, nhưng mà số lượng tiên giáo ở Địa Tử Phủ đúng là nhiều hằng hà xa số. Mà những chư thiên vạn giáo này đa số phụ thuộc vào ba đại tiên giáo. Trên đường đi, Phong Phi Vân dung hợp tay trái Diêm Vương, kỳ thật cũng tiến hành nghiên cứu sâu phân bố thế lực của Địa Tử Phủ và Tây Vực Phủ. Một đường đi về hướng phiền quận, Phong Phi Vân mặc dù nói mặc dù giải sầu ở Địa Tử Phủ, kỳ thật hắn có hứng thú với di chỉ cổ tháp. Trước lúc trời tối, sư hổ cổ xa lái vào một tòa thành cổ khổng lồ. Một đêm này Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết ở lại trong thành cổ một đêm, hơn nữa còn nghe ngóng vị trí cụ thể của di chỉ cổ tháp. Di chỉ cổ tháp chính là di tích cổ danh thắng không tệ ở Địa Tử Phủ, chỉ cần tu sĩ có vài phần tu vị, phần lớn cũng biết vị trí của tòa di chỉ cổ tháp này. Đây là thời đại rất xa xôi, dường như ngược dòng tìm hiểu ở thời đại Phật tu, thuộc về một trong ba tòa cổ thất cường đại nhất, có được năng lực không thể đo lường, nhưng mà hiện tại nó chỉ là phế tích. Thời đại Phật tu qua đi, trải qua mấy ngàn năm thời đại hắc ám, cho dù cổ tháp còn thật sự giữ lại cái gì, trong thời gian dài như thế cũng đã bị hủy hoại rồi. 6.000 năm trước khi Thần Tấn Vương Triều thành lập, chấm dứt thời kỳ hắc ám, khu vực này mới khôi phục lại, về sau hàng năm đều có người đi tới di chỉ, hoặc là tế bái, hoặc là tầm bảo, hoặc là tìm kiếm Kim Tàm Kinh mất tích, nhưng mà đều tay không quay về, cơ hồ tất cả đều bị hủy không còn vào thời đại hắc ám, cái gì cũng không lưu lại. Ai, đúng rồi, nghe nói Kim Tàm Kinh gần đây xuất thế, rơi vào trong tay Thần Vương triều đình, cũng không biết là thật hay giả. Lão giả này râu tóc hoa râm, tên là Hoắc Tâm, chính là đại nhân vật trong tòa cổ thành này, sư môn chính là một tòa tiên giáo, đã sống hơn 500 tuổi, nhưng mà tu vị không tính là cao, cũng chỉ là thiên mệnh tứ trọng, bình thường ở trước mặt đám đệ tử trẻ tuổi là cao không thể chạm tới. Phong Phi Vân mang 5 viên linh thạc to như nắm đấm ra. Giao cho Hoắc lão đầu, nói. Không biết địa phương cụ thể của tòa cổ tháp nằm ở đâu. 5 viên linh thạch này đối với Phong Phi Vân mà nói chỉ là 9 châu mắt sợi lông, nhưng mà đối với Hoắc Tâm mà nói chính là tài phú không nhỏ, hai mắt già nua mang theo vấn sáng đoạt mệnh, liền nhanh chóng thu 5 viên linh thạch, trên mặt tươi cười tăng lên, nói. Ta có địa đồ Địa Tử Phủ, phía trên có vị trí di chỉ vong tâm cổ sát. Vậy tự nhiên là tốt nhất. Phong Phi Vân tươi cười, sau đó lấy thêm 5 viên linh thạch đưa cho Hoắc Tâm. Cầm địa đồ, Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết quay về khách sạn. Hoắc Phủ, ánh sáng đèn dầu như hạt đậu. Ra ra, người trẻ tuổi kia có thể tiện tay xuất ra 10 viên linh thạch, trên người khẳng định có nhiều linh thạch hơn nữa, vì sao chúng ta không ra tay đưa hắn? Hoắc Khải Long hai mắt lạnh giá, tay cầm vòng cổ, không chút che giấu sát khí trên người. Hoắc Khải Hổ ngồi trên ghế vàng. Trên tay vuốt vuốt cây quạt, mang theo thần thái lỗ mảng, hai mắt mê ly, nói. Nữ tử tóc bạc kia tuyệt không thể tả, đôi mắt lãnh ngạo, băng cơ ngọc tuyết, đẹp mà không yêu,
mỹ mạo sợ là không kém gì tiên tử trong các tiên tử. Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ cũng đã hơn 200 tuổi, bộ dáng trung niên, chính là hai người ưu tú của Hoắc gia, tu vị không kém Hoắc Tâm bao nhiêu, tương lai có cơ hội trùng kích nửa bước cự phách. Hoắc Tâm ngồi trên ghế, tay nâng chén trà, sắc mặt âm trầm, nhìn qua hai cháu trai, nói. Các ngươi xem người khác là quả hồng mềm sao, tuy ta không nhìn thấu tu vị người trẻ tuổi kia, nhưng mà tu vị nữ tử tóc trắng vẫn cảm giác được vài phần. Gạch chéo. Như thế nào? Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ nói ra. Tu vị của nàng có lẽ cũng đạt tới thiên mệnh tứ trọng. Hoắc Tâm nói ra. Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ đều kinh hãi, cô gái kia trẻ như thế đã là thiên mệnh tứ trọng, tuyệt đối là thiên chi kiều nữ có bối cảnh lớn, nhưng nữ tử lại sợ hãi nam tử có thừa, tuyệt đối là vương giả trẻ tuổi, không phải bọn họ có thể nhìn chúng. Chẳng lẽ cứ buông tha bọn chúng sao? Hoắc Khải Hổ không cam lòng, tay vỗ ghế vàng, lan can ghế bị đập biến hình. Hoắc Tâm đa mưu túc trí, cười nói. Ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, tiên giáo cắt cứ, cho dù bọn họ thật sự có đại bối cảnh, đến địa tử phủ, đây chính là hai con dê béo. Ý của Gia Gia là, Hoắc Khải Long nói, chẳng lẽ các ngươi quên địa đồ vừa rồi sao? Hoắc Tâm nói ra, Hoắc Khải Hổ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Lợi hại, vẫn là Gia Gia lợi hại, cầm một địa đồ giả cho bọn chúng, ha ha ha. Địa đồ tự nhiên là thật, chỉ là ký hiệu lộ tuyến đi vào di chỉ hẳn là phải theo con đường kia cũng có thể tới di tích cổ tháp, nhưng mà phải đi qua lục tế tiên giáo chúng ta, ha ha ha. Hoắc Tâm gương mặt già nua trở nên vặn vẹo, hoàn toàn là hai người khác nhau với bộ dáng hiền lành lúc trước. Hoắc gia chính là thế lực phụ thuộc lục tế tiên giáo, sư tôn Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ chính là một thái thượng trưởng lão lục tế tiên giáo, địa vị khá cao. Ha ha, ta và đại ca hiện tại đi suốt đêm về tiên giáo, mang chuyện này nói với sư tôn, có sư tôn ra tay, nhất định mã đáo thành công. Hoắc Khải Hổ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt đầy kích động. Mỹ mạo của Bạch Như Tuyết làm cho hắn hiện tại vẫn không cách nào bình tĩnh được, hận không thể lao tới ôm lấy nàng. Hoắc Khải Long cũng cười dài một tiếng, nói. Nghe nói Mục Tiên thích giết nữ tử xinh đẹp, nếu như nói cho nàng biết chuyện này, với tu vi của nàng, cộng thêm của sư tôn, hợp lực hai người nhất định sẽ không có chút sai sót nào cả, dù nam tử trẻ tuổi kia tu vị có cao hơn nữa cũng chỉ có con đường chết. Hoắc Khải Hổ nhíu mày, nói. Nếu như có thể thỉnh sư tôn là đủ rồi, làm gì mời Mục tiên tử chứ? Nhị đệ, ta biết rõ ngươi sợ Mục tiên tử thật giết mỹ nữ tử, ngươi yên tâm, chỉ cần cho nàng linh thạch đủ nhiều, nàng cũng có thể ít giết một mỹ nữ, huống hồ mỹ mạo của nàng chưa chắc đã hơn Mục tiên tử chưa chắc sẽ giết nàng. Hoắc Khải Long nói ra, nghĩ tới mỹ mạo và sự cường đại của Mục tiên tử, nội tâm Hoắc Khải Hổ ổn định lại, nếu có thể nhân cơ hội này bợ đỡ Mục tiên tử. Cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Thương thảo xong, hai người nhanh chóng rời khỏi Hoắc phủ, đi suốt đêm về lục tế tiên giáo. Mục tiên tử. Trong thành cổ khác, trong khách sạn, Phong Phi Vân đang ngồi tu luyện trên giường, con mắt mở ra, giống như tự nói một câu với mình. Gần đây Bạch Như Tuyết phục thị hắn thật sự có cảm giác thoải mái, hắn định có nên tìm nhiều thị nữ mỹ mạo như Lý Tiêu Nam hay không, dùng để thị tẩm cũng tốt, dùng ca hát khiêu vũ cũng được. Dù sao mang theo một đám thị nữ xinh đẹp tu vị không tệ cũng có cảm giác vinh quang, đi tới tà đạo thịnh hội càng không có người hoài nghi. Nghĩ là làm ngay, đã có người chủ động đưa tới cửa, hắn tươi cười tiếp nhận, lúc này Phong Phi Vân bắt đầu tu luyện bức kim tảm kinh thứ hai ấu tầm đồ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Trời vừa sáng mặt đất đã phủ một tấm mảnh đen, trong không khí có chút mát lạnh. Sư tử hổ báo cổ xe lại lên đường. Dọc theo bản đồ lấy từ chỗ Hắc Tâm chạy đi di tích tháp cổ. Ra khỏi cổ thành đi hướng Bắc. Tốc độ xe cổ sư tử hổ báo rất mau, gần giữa trưa đã đi hơn 8.000 dặm. Bọn họ đến một ngọn núi cao lớn, nơi này là núi Tiên Ốc Địa nổi tiếng trong Lũng Quận, có tên Ngư Nạm Sơn Mạch. Mấy sơn môn tiên giáo đều xây dựng trong Ngư Nạm Sơn Mạch, nghe đồn vì dưới lòng đất có một linh mạch loại nhỏ, cực kỳ thích hợp tu tiên luyện đạo. Những tiên giáo trong Ngư Nạm Sơn Mạch đa phần là tiên giáo hạng hai trong địa tử phủ, không thể so sánh với tiên giáo truyền thừa cổ xưa như Nhật Nguyệt tiên giáo. Hoặc ra dựa vào lục tế tiên giáo là một trong mấy tiên giáo hạng hai này. Chỉ một mình Phong Phi Vân cho rằng lục tế tiên giáo là tiên giáo hạng hai. Đối với tu luyện giả tu tiên giới Lũng Quận thì lục tế tiên giáo là vật khổng lồ,
hùng chủ trấn nhiếp một phương. Phong Phi Vân ngồi trong xe cổ sư tử hổ báo, duỗi chân hơi tê, thuận miệng nhắc nhở Bạch Như Tuyết. Đằng trước có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện nhưng không sao đâu. Bạch Như Tuyết đang đánh xe nhưng sư tử hổ báo thú dù gì đã tu luyện 800 năm, có trí tuệ khá cao, không cần người giục đi. Bạch Như Tuyết ngồi trước cửa xe tính tọa tu luyện, nghe Phong Phi Vân nhắc nhở thì mở mắt ra. Bạch Như Tuyết nói, công tử, giọng người thay đổi. Phong Phi Vân cười đi ra xe cổ sư tử hổ báo. Bắt đầu từ bây giờ ta là đại đạo hái hoa nhất trận phong, sau này hãy gọi ta là nhất công tử. Phong Phi Vân ngồi phía bên kia xe cổ, dựa vào vách thùng. Phong Phi Vân đã nghĩ kỹ, quyết định dùng biệt danh nhất trận phong tham gia thịnh hội tà đạo. Đương nhiên từ bây giờ Phong Phi Vân phải đánh bóng cái tên thật vang, có như thế đến thịnh hội tà đạo mới được các thủ lĩnh tà đạo chú trọng. Mắt Bạch Như Tuyết sáng như ánh sao liếc Phong Phi Vân. Nhất công tử. Quả nhiên khuôn mặt Phong Phi Vân lại thay đổi, càng đẹp trai yêu dã hơn, giống mặt trắng nhỏ, không có sơ hở nào. Ở chung với Phong Phi Vân lâu, Bạch Như Tuyết càng thấy hắn là kẻ kỳ lạ. Đôi khi nghiêm túc, suy nghĩ chỉnh chu, làm người ta nhìn Phong Phi Vân là run. Đôi khi bất cần đời, hài hước quái đản, làm nhiều chuyện không đáng tin, Phong Phi Vân như công tử bột, nhã nhặn bại hoại. Trong người Phong Phi Vân như có hai linh hồn, khiến người sờ không thấu ai mới là con người thật của Phong Phi Vân. Như bây giờ, Phong Phi Vân định vị mình là đại đạo hái hoa, còn đặt cái tên nhất trận phong kỳ cục. Có ai ngờ người tiêu diệt Thái Tể Phủ, nhi tử của yêu ma giết mấy trăm vạn người, thần vương Phong Lưu sẽ làm ra chuyện không đáng tin như thế. Khi xe cổ sư tử hổ báo sắp ra khỏi Ngư Nạm Sơn Mạch, ba con sư tử hổ báo thú kéo xe đằng trước đụng vào vách tường vô hình. Hư không hiện ra bức tượng tia chớp đan sen bện thành, nhiều dấu ấn thực lực lấp lóe. Tốc độ của ba con sư tử hổ báo thú siêu mau nên xung lực càng mãnh liệt hơn. Vách trận pháp chặn lại đánh bay xe cổ sư tử hổ báo lên cao mấy chục thước, lăn vòng trên không trung. Xe và ba con sư tử hổ báo thú cùng rớt xuống. Trước khi xe cổ sư tử hổ báo rơi xuống thì Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết đã bay ra khỏi xe cổ, đáp xuống đất. Bạch Như Tuyết lấy chiến kiếm ra ngay, sương lạnh bao phủ quanh thân. Bạch Như Tuyết lạnh lùng quát. Thật to gan, dám đánh lén chúng ta. Bình chướng trận pháp hiện ra một cánh cửa ánh sáng, ba bóng người bước ra. Hai người là Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ của Hoắc Phủ. Người thứ ba khá mạnh, mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, tóc bạc mặt hồng hào. Linh khí tinh thuần bao phủ lão nhân mặc đạo bào màu xanh, có chút tiên phong đạo cốt. Mắt Hoắc Khải Hổ nóng cháy nhìn Bạch Như Tuyết chằm chằm, cười to bảo. Nơi này là địa bàn lục tế tiên giáo chúng ta, nếu các người biết điều hãy giao hết báu vật ra đây, đỡ phải chịu đau đớn nát xương. Phong Phi Vân cười tủm tỉm. Lục tế tiên giáo là tiên giáo hay ổ cướp? Lão nhân tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng nói. Nếu là trước bầy rồng nuốt trời đương nhiên là tiên giáo. Nhưng sau khi xuất hiện thiên tượng bầy long nuốt trời, trên mảnh đất thần tấn vương triều tất cả thế lực tu tiên đều thành ổ cướp, nhưng có người cướp ngang nhiên ra mặt, có người thì cướp lặng lẽ, sự thật không khác gì nhau. Phong Phi Vân công nhận điều này. Lão sư phụ có khác, cao thâm khó dò hơn đệ tử. Người tu luyện đến cảnh giới nửa bước cự phách thì thần kinh vượt qua người bình thường. Phong Phi Vân cười nói. Ha 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 ha, ta đồng ý điều này. Phong Phi Vân rất muốn nói ai bước lên đường tu tiên đã là ăn cướp, giết người cướp của. Có người cao minh thì cướp trời, kẻ thô lỗ thì cướp mạng. Lão nhân tiên phong đạo cốt nói. Nếu ngươi đã biết đạo lý này thì hôm nay nên nhận mệnh. Phong Phi Vân nhìn ra sau, thấy có đoàn mây trắng từ trên trời giáng xuống, một bóng người yểu điệu ẩn trong làn khói. Rải sáng, vô số linh điệp bay quanh người nữ nhân. Nữ nhân ngăn cản đường lui của hai người Phong Phi Vân. Tu vi của nữ nhân rất mạnh, không yếu hơn lão nhân tiên phong đạo cốt, giọng ngọt ngào tựa tiếng ngọc rơi. Là một mỹ nhân, đáng giá ra tay. Nữ nhân là mục tiên nữ mà huynh đệ Hoắc thị nhắc đến. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, nữ nhân nói câu đó là hướng về hắn. Ra tay. Thái thượng trưởng lão Tạ Đồng, mục tiên nữ Mục Tích Nhu cùng hành động. Bọn họ là cường giả đẳng cấp nửa bước cự phách, rất nổi tiếng trong Lũng Quận, bá chủ một phương. Đặc biệt Mục Tích Nhu tiếng lành đồn xa, tư chất xuất chúng, là một trong 6 mỹ nhân địa tử phủ. Tế Vân Điệp Lãng.
Tạ Đồng có tạo nghệ trận pháp khá cao, tay vung phất trần vẽ vòng tròn trong không khí hình thành trận pháp màu bạc đường kính 3 trượng. Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ đứng một bên rất kích động. Sư phụ và Mục Tiên Nữ ra tay có khác, uy lực núi sụp đất nứt. Đây là cao thủ gia chiêu, đáng giá quan sát. Bọn họ có thể xem sư phụ thi triển tuyệt học lĩnh ngộ gia đạo của sư phụ, khiến tu vi của mình tiến thêm một bước. Phong Phi Vân không hứng thú với Tạ Đồng, hắn vươn tay trái, Tạ Vân dâng lên từ cánh tay. Mọi người dùng mình, nhất là Tạ Đồng, Mục Tích Nhu đang thi triển tuyệt học cảm nhận áp lực đè bọn họ ngộp thở, như thể hai người đối diện không phải con người mà là hung ma vô địch. Tạ Đồng cảm giác không ổn. Nguy rồi, tu vi của đối phương quá mạnh. Tạ Đồng toát mồ hôi lạnh, thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ, lần này đạp đinh thật. Tạ Đồng không có thời gian nghĩ nhiều, tay trái Phong Phi Vân đã chém rách trận pháp màu bạc như xé tấm thuẫn làm bằng giấy. Phập! Trong ánh mắt kinh hoàng của Tạ Đồng, người lão tách ra làm hai bay hai hướng. Phong Phi Vân ngoắc tay bóp nát tất cả thuật pháp Mục Tích Nhu đánh ra, chấn áp nàng đứng im. Có vô số linh khí đan xen thành xiềng xích trói Mục Tích Nhu lại vẽ ra đường cong yêu nhã động lòng người. Chỉ một giây, hai bá chủ nửa bước cự phách một người chết. Một người bị chấn áp, quá dữ. Biểu tình Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ tràn ngập kinh hoàng, nhìn Phong Phi Vân như ngó yêu quái. Sư phụ bị Phong Phi Vân một bàn tay đập chết, hai người lại ngu ngốc ý định xử hắn. Người này rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân không muốn nói chuyện với Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ, hắn phất tay, cả hai thành cho không chừa một sợi tóc. Mục Tích Nhu vốn bị Phong Phi Vân chói hé môi phun ra một ngọc phù, trên phù lục phát ra tia điện chém đứt xích linh khí. Mục Tích Nhu như rắn bay lên cao định chạy trốn. Còn giữ lá bài tẩy. Phong Phi Vân nhìn mỹ nhân bay lên, gật gù. Dáng người không tệ, đôi chân thon dài, ngực đầy đặn, mông vêu, eo nhỏ, tu vi tạm được, dùng làm thị nữ hộ pháp cũng tố. Mục Tích Nhu sẽ không biết nàng ở trong mắt Phong Phi Vân chỉ xứng làm thị nữ hộ pháp. Cách xa thiếp thân thị nữ, thị tẩm thị nữ. Bây giờ Mục Tích Nhu chỉ muốn nhanh chóng trốn về lục tế tiên giáo, nam nhân yêu dã này mặc dù tu vi cường đại nhưng chưa chắc là đối thủ của giáo chủ. Mục Tích Nhu thầm nhủ quay về lục tế tiên giáo là tốt rồi, về lục tế tiên giáo là mọi chuyện ổn hết. Ha 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 ha, Mục Linh Khí, gặp đại đạo hái hoa nhất trận Phong đại gia còn mơ trốn sao? Mục Tích Nhu ngước lên, thấy trên bầu trời có một bàn tay to giáng xuống. Lực lượng siêu khủng bố. Mục Tích Nhu liên tục đánh ra mấy chục ngọc phù nhưng không thể ngăn cản, bị đánh rơi khỏi áng mây rớt xuống chân Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười tủm tỉm nhìn nữ nhân được âu ghi là Mục Tiên Nữ. Đúng là đẹp thật, trong chân mày bên trái có một nốt ruồi nhỏ, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo. Nhìn khuôn mặt thì đẹp như bạch như tuyết, mang ra ngoài rất hãnh diện, không uổng danh hiệu đại đạo hái hoa nhất trận Phong. Tiên hà lượn lờ quanh người Mục Tích Nhu tỏa mùi thơm, dụ linh điệp bay vần quanh, tư chất thượng đẳng, không lớn tuổi. Có lẽ Mục Tích Nhu cùng lứa với Diệp Ti Loan, thiên chi kiêu nữ Nhật Nguyệt tiên giáo. Phong Phi Vân cười càng yêu dã. Có biết ta là ai không? Phong Phi Vân nâng Mục Tích Nhu dậy, nhéo khuôn mặt mịn màng, bừa bãi lưu manh. Ban ngày ban mặt đùa giỡn tiên nữ thánh khiết là chuyện đại đạo hái hoa nên làm. Đại đạo hái hoa, nhất. Trận Phong. Mục Tích Nhu hơi tin lời Phong Phi Vân nói, sau khi bắt nàng là hắn tay máy tay chân, không phải đại đạo hái hoa thì là gì? Người Mục Tích Nhu run run, mặt tiên trắng bệch. Mục Tích Nhu được người gọi là tiên nữ nhưng bây giờ rơi vào tay một đại đạo hái hoa, nàng nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày này. Mục Tích Nhu không dám tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra, nàng cảm giác té xuống vực sâu thăm thẳm. Khi Hoắc Tâm chạy đến Ngư Nạm Sơn Mạch thì xe cổ sư tử hổ báo sớm chạy xa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi chưa tan. Hoắc Tâm nhìn xác chết đẫm máu nằm dưới đất, cơ thể già nua run run. Đây là thái thượng trưởng lão của lục tế tiên giáo, tồn tại đẳng cấp nửa bước cự phách bây giờ bị người chém thành hai nửa. Sợ là lần này chọc phải kẻ cứng cựa, Mục Tiên Nữ cũng bị bắt, nguy to rồi. Hoắc Tâm thầm kinh hoàng, nhưng dù gì lão trải qua nhiều gió mưa. Rất nhanh bình tĩnh lại. Khí thế của Hoắc Tâm lạnh lùng sắc bén, nhanh chóng chạy về lục tế tiên giáo. Chỉ có mời cường giả trong tiên giáo ra tay hay thậm chí là mời giáo chủ. Trên đường đi đương nhiên Mục Tích Nhu không ngoan ngoãn chịu theo, nàng rất cứng cổ chống cự. Nhưng Phong Phi Vân trấn áp Mục Tích Nhu, khi lần thứ 5 bị đánh bại thì nàng cũng ngoan hơn.
Mục Tích Nhu có thể chọn tự sát, nhưng tự tử cần can đảm. Con kiến còn ham sống chứ nói gì tu tiên giả. Tu tiên giả tu đạo trường sinh, chưa thành đại đạo sao có thể chết. Hơn nữa nam nhân này tự xưng là đại đạo hái hoa nhưng dọc đường đi giữ nề nếp, không làm nhục Mục Tích Nhu. Trong hoàn cảnh tốt đẹp này, Mục Tích Nhu tiếc không muốn tự sát, chẳng bằng chờ cường giả Lục Tế Tiên Giáo đến cứu. Mục Tích Nhu ngoan ngoãn cùng Bạch Như Tuyết ở bên ngoài lái xe. Trong xe cổ sư tử hổ báo, Phong Phi Vân vẫn tu luyện ấu tàm đồ, bức tranh thứ hai của Kim Tàm Kinh. Bức tranh này cao sâu hơn bức thứ nhất nhiều. Ấu tàm như rồng vàng đôi khi nằm dạp dưới đất, có khi nhìn trời, đôi khi cắn nuốt, nằm ngồi. Một bức ấu tàm đồ đơn giản nhưng tràn ngập 18.000 loại thay đổi, rất ảo diệu, như có 18.000 con kim tàm bơi trong người, thần hà sáng rực. Lúc tu luyện bức tàm đồ thứ nhất, bản thân Phong Phi Vân có nền cơ bản trước nên rất nhanh tu luyện viên mãn. Đến bức tàm đồ thứ hai thì độ khó tăng lên, lĩnh ngộ mỗi loại biến đổi rất khó khăn. Nhờ tham ngộ đoạn thời gian Phong Phi Vân mới lĩnh ngộ hơn 300 loại, cảm ngộ được một góc bức tàm đồ thứ hai. Kim tàm Phật khí trong người Phong Phi Vân chuyển hóa đẳng cấp cao hơn nữa, biến càng thần thánh, thêm tinh thuần. Đây là ngày thứ năm sau khi bắt Mục Tích Nhu, bọn họ vượt qua bao nhiêu núi sông, bình nguyên ốc địa, rốt cuộc vào biên cảnh Phàn Quận. Hôm nay tu vi của Phong Phi Vân tiến bộ mảng lớn, đến trung kỳ thiên mệnh đệ thất trọng. Tuy đến thiên mệnh đệ thất trọng nhiều người sẽ chậm lại tốc độ tiến bộ, đôi khi mấy chục năm không thể đột phá tiểu cảnh giới, nhưng đối với Phong Phi Vân thì không có gì đáng lo. Nói đến tài nguyên tu luyện thì linh thạch, linh thảo, linh đan trong giới linh thạch nhiều đến mức bằng tài sản một cổ tiên giáo. Thứ hai, Phong Phi Vân dung hợp tay trái Diêm Vương, được một phần tà lực trong cánh tay trái tẩm bổ. Phong Phi Vân đột phá trung kỳ thiên mệnh đệ thất trọng trong vòng một tháng ngắn ngủi cũng không có gì lạ. Có Kim Tàm Kinh, Phong Phi Vân nắm chắc sẽ đột phá thiên mệnh đệ bát trọng trong vòng một năm. Nghe đồn mảnh đất thần Tấn Vương triều này có đệ nhất cường giả từ xưa đến nay tên gọi Phật Tàm Tử, dường như là cường giả này viết ra Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân muốn đi di tích tháp cổ thăm dò vì có hứng thú với Phật Tàm Tử trong truyền thuyết. Nghe nói mấy vạn năm trước Phật Tàm Tử tu Phật trong một tòa cổ tháp. Phong Phi Vân mở mắt ra hỏi. Còn bao lâu mới đến di tích tháp cổ kia? Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh nhanh chóng nhập vào trong cơ thể. Mục Tích Nhu trả lời. Trời sắp tối, chúng ta chỉ có thể đến tòa cổ thành gần di tích tháp cổ nhất là Phàn Thành. Nghe nói là thành trì cổ xưa, cùng thời đại với vong tâm cổ tháp. Sau này Phàn Thành sửa chữa nhiều lần nhưng còn giữ lại nhiều di tích viễn cổ. Nhiều tu Phật giả đến di tích tháp cổ tế bái đều ngụ lại Phàn Thành, lâu dần văn hóa Phật trong Phàn Thành càng lúc càng hưng thịnh, không chừng sẽ phát triển thành một tòa Phật thành. Phong Phi Vân lại nhắm mắt tu luyện. Vậy đi Phàn Thành trước. Mục Tích Nhu hơi kính sợ Phong Phi Vân nhưng nàng không thật lòng thần phục, mắt liếc Bạch Như Tuyết ngồi bên kia xe cổ sư tử hổ báo. Mục Tích Nhu hỏi. Hắn thật sự là đại đạo hái hoa. Bạch Như Tuyết đang tu luyện nghe hỏi thì mở mắt ra, lạnh lùng liếc Mục Tích Nhu. Lợi hại hơn đại đạo hái hoa một chút. Ánh mắt Mục Tích Nhu thăm dò nhìn Bạch Như Tuyết, tu vi của nàng cao hơn Bạch Như Tuyết hai đại cảnh giới nên không thèm để Bạch Như Tuyết vào mắt. Mục Tích Nhu hỏi tiếp. Vậy hắn đã làm gì ngươi chưa? Nói xong mặt Mục Tích Nhu ửng hồng, thầm hối hận đã hỏi câu này, nhưng dù gì đã hỏi, nàng chờ Bạch Như Tuyết trả lời. Bạch Như Tuyết nghe câu hỏi thì bất mãn cắn răng nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút có lẽ hắn chỉ sai khiến như thị nữ, chờ hắn không muốn dùng nữa sẽ thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi không ngoan thì ta không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Như Tuyết nói xong nhắm mắt lại, tay bấm linh thạch rực rỡ, tu luyện tiếp. Mục Tích Nhu không cho là đúng, nàng cảm thấy Bạch Như Tuyết đã bị nhất trận phong chinh phục, hoàn toàn trở thành nữ nô của hắn. Mục Tích Nhu không phải loại nữ nhân nhận mệnh, không nhận mệnh thì sẽ không bị chinh phục. Mục Tích Nhu là loại nữ nhân kiêu ngạo, làm sao cam lòng bị một đại đạo hái hoa chinh phục. Mắt Mục Tích Nhu lóe tia đắc ý thầm nghĩ. Chắc nhóm giáo chủ đang trên đường đi, Phàn Thành sẽ là nơi đại đạo hái hoa này đền tội. Giây sau ánh sáng trong mắt vụt tắt, Mục Tích Nhu đã rơi vào tay đại đạo hái hoa, dù nàng không bị làm bẩn thì danh dự đã có vết nhơ, không ai cho rằng nàng còn trong sạch. Nghĩ đến đây Mục Tích Nhu cảm thấy cái tên đại đạo hái hoa này nên bị thiên đao vạn quả. Màn đêm buông xuống, ba con sư tử hổ báo thú kéo một chiếc xe cổ rách nát bay nhanh vào Phàn Thành.
thành trì cổ xưa đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, có rất nhiều Phật môn tu sĩ tụ tập. Hai bên con đường có nhiều cửa hàng buôn bán Phật môn pháp khí, cũng không thiếu các tu sĩ đi di tích tháp cổ tìm báu vật. Tin tức Kim Tàm Kinh xuất thế truyền ra, đối với Phật môn tu sĩ nghĩa là thời đại Phật tu thứ hai đã đến. Ngày càng nhiều Phật tu giả đến Phàn Thành tế bái, trong Phàn Thành náo nhiệt hơn trước kia. Mặc dù xe cổ sư tử hổ báo rách nát nhưng hấp dẫn nhiều người chú ý, các tu sĩ trên đường cổ nhìn chằm chằm. Một thanh niên tài tuấn bực bộ nói. Người trong xe có thân phận gì mà khiến hai mỹ nhân tuyệt sắc đánh xe cho hắn? Một mỹ nhân dường như là mục tiên nữ của Lục Tế Tiên giáo. Đúng là mục tiên nữ rồi, hay người trong xe cổ là giáo chủ Lục Tế Tiên giáo? Thanh niên tài tuấn biểu tình từ khó chịu thay đổi sắc mặt ngay, lắp bắp nói. Dù sao là đại nhân vật, chúng ta không trêu vào được. Sư tử hổ báo thú chạy vào Phàn Thành, tu sĩ trên đường cổ nhường đường, người không biết sẽ tưởng là đại nhân vật nào đến. Xe cổ sư tử hổ báo đậu trước khách điếm xa hoa nhất, Như Quỳnh Lâu Ngọc Điệt. Phong Phi Vân dẫn Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu đi thẳng vào trong. Vì biểu hiện phong độ đại đạo hái hoa, Phong Phi Vân cố ý lấy một cây quạt ra, bộ dạng phong lưu phóng khoáng. Đến khách điếm đương nhiên là tìm chỗ trọ qua đêm. Trên đường đi Phong Phi Vân tìm hiểu về di tích tháp cổ thì chỗ đó không đơn giản có mấy phế tích, hắn sẽ phải ở lại Phàn Thành một thời gian dài. Bây giờ Phong Phi Vân là đại đạo hái hoa, thuộc thủ lĩnh tà đạo một phương, chỗ cư trú không thể qua loa. Phòng trong khách điếm này siêu đắt, chỉ có một số tu sĩ có tài sản mới ở nổi. Phong Phi Vân là nhà giàu mới nổi, hắn không để ý mấy đồng tiền vặt. Một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào ngồi uống rượu trên tầng 2, rượu trong ly không phải vật tầm thường. Là trần nhưỡng 300 năm, từ xa đã ngửi được vị linh thảo. Người có thể uống loại rượu này không tầm thường. Lão nhân nói, trận Đồng Lô Sơn, Nhật Nguyệt Tiên giáo trở thành bên thắng lớn nhất. Nghe đồn Nhật Nguyệt Tiên giáo đào được một gốc vô thượng linh căn, quý giá còn hơn tiểu linh tiên thụ của Phổ Đà Sơn. Sợ là Nhật Nguyệt Tiên giáo ngồi vững danh hiệu đệ nhất tiên giáo địa tử phủ. Tu sĩ đầu đội mũ ngồi đối diện lão nhân lạnh lùng cười. Ba cổ tiên giáo địa tử phủ đều có nội tình to lớn, khó nói ai mạnh ai yếu. Thái Dương tiên giáo, Vạn Pháp tiên giáo cũng là vật khổng lồ, chưa chắc Nhật Nguyệt tiên giáo đạp hai tiên giáo khác xuống được. Nghe đồn Võ Dương Sinh của Thái Dương tiên giáo đã đến thiên mệnh đệ bát trọng, thật là kinh tài tuyệt diễm. Chưa được 100 năm đã tới cảnh giới siêu cự phách, mấy thiên tài đẳng cấp sử thi chưa chắc làm được. Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên giáo tu thành Vạn Pháp Quy Nhất, có thể thi triển ra sức chiến đấu gấp 27 lần. Trấn thế sát binh không ra thì không ai trấn áp được hắn. Mấy lão nhân bàn bên cạnh lai lịch không nhỏ, có người đội mũ che mặt, có người dùng ảo ảnh che mặt. Chỉ có lão nhân tóc bạc mặt hồng hào là lộ bộ mặt thật. Có người nhận ra lão nhân đó là thành chủ Phàn Thành, quận thủ Phàn Quận, Vương An Ngọc. Đây là một vị cự phách, thế lực sau lưng lớn kinh người. Người ngồi chung bàn với Vương An Ngọc đương nhiên thân phận sẽ không thấp hơn lão. Tu sĩ nhận ra thân phận của Vương An Ngọc thì đổi sắc mặt gượng gạo, kéo giãn khoảng cách với mấy lão nhân. Bọn họ trốn sang một góc, không dám nghe đoạn đối thoại của nhóm Vương An Ngọc. Có một số lời không thể nghe. Tiếng bước chân vang lên. Cộp cộp cộp. Phong Phi Vân thấy thiếu nữ quen thuộc mang theo một đám tu sĩ từ trên lầu đi xuống, dọc theo cầu thang làm bằng kim đồng. Thiếu nữ như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, sáng rực rỡ. Đó là nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả thủ lĩnh Nhật Nguyệt tiên giáo, Liễu Duệ Hâm. Vóc dáng Liễu Duệ Hâm ngây ngô nhưng nàng rất đẹp. Liễu Duệ Hâm đứng trên cao, chắp hai tay sau lưng, khí thế khiếp người nói. Thái Dương tiên giáo từng chỉ là một chi nhánh của Nhật Nguyệt tiên giáo chúng ta, sẽ có ngày lại quy thuận về. Mọi người trong khách điếm đứng dậy chào thiếu nữ, thái độ rất tôn kính. Thì ra là Duệ Hâm tiểu thư. Phàn Thành dù gì là địa bàn thuộc Nhật Nguyệt tiên giáo. Liễu Duệ Hâm là nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả, ai cũng phải nể mặt nàng. Vóc dáng Liễu Duệ Hâm mảnh mai, nàng đứng trên thang vàng lầu ngọc, bên hông dắt một cây đai ngọc, khinh thường tất cả tu sĩ. Bởi vì tà đạo thịnh hội sắp tới, nhiều thủ lĩnh tà đạo hoặc là gióng trống khua chiêng, hoặc là điệu thấp đi tới địa tử phủ. Gần đây địa tử phủ không yên bình. Có gió thổi cỏ lay sẽ gây ra sóng lớn. Hành động của cao tầng Nhật Nguyệt tiên giáo đặc biệt bị chú ý. Liễu Duệ Hâm xuất hiện tại đây nói cho các tu sĩ biết rằng Phàn Thành,
hay đúng hơn là di tích tháp cổ sắp xảy ra chuyện lớn. Liễu Duệ Hâm và đám tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo đi xuống. Vương An Ngọc, mấy lão nhân bí ẩn không nói nhiều, ngồi im tại chỗ, môi mấp máy dùng thần thức giao lưu, không ai nghe được. Phong Phi Vân uống rượu, đã lâu hắn không uống rượu ngon như vậy. Phong Phi Vân phong độ phiên phiên, giai nhân ngồi bên hầu rượu, khá bắt mắt. Nhưng mọi người chỉ nhìn bàn Phong Phi Vân một lúc, hơn nữa bọn họ nhìn Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu. Không lâu sau Tài Tuấn Anh Hào của mấy tiên giáo tới gần Liễu Duệ Hâm, chắc là đệ tử tiên giáo quen thân với Nhật Nguyệt tiên giáo. Bọn họ tư chất không tầm thường, Tuấn Lãng Thần Phong. Có vẻ bọn họ quen biết nhau, quay quanh Liễu Duệ Hâm, ý định theo đuổi thiên chi kiêu nữ này. Trong đó một thanh niên trẻ tuổi tu vi khá cao mặc giáp vàng tên Từ Chí Dương nói. Liễu sư muội cũng đi Đồng Lô Sơn, không biết có gặp nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân không? Nhắc tới Phong Phi Vân là mọi người nghĩ ngay đến Kim Tàm Kinh. Trong khách điếm có nhiều cường giả, cả đám vẽn tai hóng nghe. Bọn họ không đi Đồng Lô Sơn, chưa từng gặp Phong Phi Vân. Nghe người ta nói Đồng Lô Sơn là tuyệt địa sự sống, thổi phồng Phong Phi Vân không gì không làm được, nhưng không ai biết sự thật ra sao. Mục Tích Nhu ngồi bên cạnh Phong Phi Vân lộ vẻ tò mò. Danh tiếng Phong Phi Vân quá lớn, đồ vài cự phách, sự tích đại nhân vật như thế luôn tràn ngập truyền kỳ khiến mấy thiên chi kiêu nữ nghe hoài không chán. Nữ nhân luôn thích cường giả, hơn nữa Phong Phi Vân là vương gia duy nhất đương triều, thiên phú tuyệt diễm. Phong Phi Vân có dính líu với nhiều nữ nhân nhưng sự ưu tú của hắn đã che mất mặt xấu, nhiều nữ nhân tôn sùng, khao khát hắn. Liễu Duệ Hâm lắc đầu, nói. Không gặp bao giờ, hơn nữa khi ấy trong Đồng Lô Sơn có rất nhiều người muốn giết Phong Phi Vân, hắn không dám lộ mặt. Mọi người tỏ vẻ thất vọng. Một thanh niên thiên tài họ Vũ cười nói. Truyền thuyết dù sao luôn khoa trương, mặc dù nhi tử của yêu ma tự xưng là đệ nhất thiên tài nhưng dù sao còn trẻ tuổi, sao có thể giết cự phách được. Nói nhi tử của yêu ma đối kháng nửa bước cự phách thì ta hơi tin. Nhưng vận may của nhi tử của yêu ma thì không ai sánh bằng, được Kim Tàm Kinh, một trong ba thánh địa. Rốt cuộc bị phá hủy trong Đồng Lô Sơn, e rằng mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Lại có người nói ra một chuyện bí mật, đó là một cường giả trở về từ Đồng Lô Sơn. Người gió nói, nghe đồn gần đây ra một nhân vật tà đạo rất lợi hại khiến Sâm La Điện ăn trái đắng. Ta có người đồn, nghe nói một vị tuyệt sắc mỹ nhân của Sâm La Điện bị bắt cóc, người ra tay tên là Đại Đạo Hái Hoa Nhất Trận Phong, không biết là thật hay giả. Mục Tích Nhu nghe câu này sửng sốt, sợ hãi liếc Phong Phi Vân. Đám người nói Đại Đạo Hái Hoa không lẽ là thanh niên trước mặt nàng. Hắn dám bắt cóc yêu nữ Sâm La Điện. Ánh mắt Mục Tích Nhu nhìn Phong Phi Vân đã thay đổi. Sâm La Điện có sức nặng rất lớn trong mắt Mục Tích Nhu, là vật khổng lồ. Lục tế tiên giáo ở trước Sâm La Điện như một trò chơi, muốn người sống liền sống, muốn người chết thì chết. Phong Phi Vân cười gật đầu với Mục Tích Nhu, khẳng định suy nghĩ trong lòng nàng. Mục Tích Nhu thầm nghĩ. Trời ơi, loại người gì vậy? Dám bắt cóc yêu ôn ứ của Sâm La Điện. Quá to gan, vô pháp vô thiên. Mục Tích Nhu nhìn Bạch Như Tuyết, thầm nhủ. Có khi nào nàng ta chính là yêu nữ bị bắt cóc? Có người nói. Nghe đồn ba cự phách Sâm La Điện chết trong tay Đại Đạo Hái Hoa kia, kinh động điện chủ Tà Hoàng của Sâm La Điện. Tà Hoàng đã ra Tà Hoàng lệnh, phái điện chủ thứ 10 tự phụ trách việc này, oai thật. Mục Tích Nhu trợn tròn mắt, giật mình nín thở. Đại Đạo Hái Hoa ngồi bên cạnh nàng giết ba cự phách Sâm La Điện. Đây là khái niệm gì? Dù giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo có đuổi theo đến phản thành chưa chắc đánh lại hắn. Vì giết Nhất Trận Phong thậm chí kinh động Tà Hoàng. Tà Hoàng có thân phận gì? Trong mắt Mục Tích Nhu thì đó là thần. Tu vi của Đại Đạo Hái Hoa này thật đáng sợ, và... Nghe điện chủ thứ 10 sẽ đến giết mình vậy mà hắn vẫn cười tủm tỉm, hắn không biết điện chủ thứ 10 là ai sao? 10 điện chủ Sâm La Điện là bá chủ trong bá chủ. Tùy thiện đến nơi nào đều có thể hiệu lệnh tu sĩ tà đạo một phương, đứng sau tứ đại hành giả. Giờ thì Mục Tích Nhu bắt đầu sợ cường giả Lục Tế Tiên Giáo đuổi theo. Nhắc cái gì là cái đó tới, cường giả Lục Tế Tiên Giáo đã xông đến. Có tổng cộng 5 người, khí thế phát tán, biểu tình giận dữ nhìn các tu sĩ trong khách điếm cuối cùng ngừng lại trên người Phong Phi Vân ngồi ở tầng 2. Phó giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo phất tay áo bay lên tầng 2. Hừ. Các tu sĩ đa số có bối cảnh tiên giáo,
biết hôm nay có kịch hay để xem nên ngồi lại ngó, thì thầm thảo luận. Một thanh niên thiên tài ngồi bên cạnh Liễu Duệ hâm cười nói. Lão nhân kia là phó giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo, ba người khác là thái thượng trưởng lão. Lão nhân cuối cùng hình như là lão già Hoắc Tâm của Hoắc gia. Kinh động một nửa cường giả Lục Tế Tiên Giáo, xảy ra chuyện lớn. Liễu Duệ hâm híp mắt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, nhíu mày nói. Lục Tế Tiên Giáo dựa vào Thái Dương Tiên Giáo, không liên quan Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta. Thanh niên thiên tài cười nói. Đó là tất nhiên, nếu Lục Tế Tiên Giáo đạp chúng cục đá thì chúng ta càng mừng. Không khí trong khách điếm rất quái lạ, mới rồi còn náo nhiệt giờ yên lặng, nhiều người nhìn chằm chằm vùng chiến sự. Vương An Ngọc và mấy lão nhân bí ẩn chia ra thần thức chú ý bên này. Phong Phi Vân bình tĩnh uống rượu, rất là ung dung. Phó giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo híp mắt âm trầm nói. Rốt cuộc các hạ là ai? Tại sao vô cớ giết Tạ Đồng, bắt cóc Mục Tiên Nữ? Mục Tích Nhu bây giờ rất kính sợ Phong Phi Vân, dù gì hắn đã giết ba cự phách của Sâm La Điện. Mục Tích Nhu sốt ruột nhắc nhở. Hắn chính là đại đạo hái hoa nhất trận phong. Một câu gây sóng gió trong khách điếm. Mọi người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm rồi quay sang ngó nhau. Mới rồi mọi người còn đang thảo luận về đại đạo hái hoa, chẳng ngờ người ta ngay bên cạnh mình. Giết ba nhân vật cự phách của Sâm La Điện. Bắt cóc một yêu nữ tuyệt sắc của Sâm La Điện. Kinh động tà hoàng lệnh truy nã. Các suy nghĩ hiện ra trong đầu mọi người, làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Liễu Duệ Hâm ngồi trên lầu 2, cách bàn Phong Phi Vân không xa. Liễu Duệ Hâm hết hồn. Nàng là thiên chi kiêu nữ thế hệ trẻ, nhất trận phong dám bắt cả yêu nữ của Sâm La Điện thì có lẽ cũng dám xuống tay với nàng. Hắn là lão ma tà đạo. Bộ dạng Phong Phi Vân trông rất trẻ nhưng giết được cự phách thì chắc chắn rất lớn tuổi, cộng thêm đại đạo hái hoa dĩ nhiên tu luyện công pháp hạ cấp như thải âm bổ dương. Không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp bị nhất trận phong thải bổ đến chết, hắn giữ được bộ dạng trẻ trung như thế là rất bình thường. Mọi người đều cho rằng nhất trận phong là lão ma đầu. Hơn nữa tinh thông thải âm bổ dương. Mấy tu sĩ Lục Tế Tiên Giáo không hiểu ra sao, đại đạo hái hoa nhất trận phong. Nổi tiếng, lợi hại lắm sao. Bọn họ chưa từng nghe về người này, tà hoàng lệnh không truyền vào tai Lục Tế Tiên Giáo. Hay cho đại đạo hái hoa, nhà ngươi dám hái trên đầu Lục Tế Tiên Giáo chúng ta. Hôm nay coi như ngươi xui, có đền tội cũng không trách được người ngoài. Ba thái thượng trưởng lão xông lên, tu vi nửa bước cự phách. Bọn họ biết tu vi của nhất trận phong không tầm thường, có thể giết Tạ Đồng nên không hề khinh địch, ba người hợp sức công kích. Thái thượng trưởng lão đánh ra thần thông của mình, đánh nát hư không. Tay phải Phong Phi Vân bưng ly rượu, huyết văn nổi dày đặc trên tay trái. Phong Phi Vân vung tay, một tia máu chém ra cắt ba thái thượng trưởng lão thành hai khúc, máu phun tung tóe. Bùm 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 bùm. Sáu khúc mình rơi xuống lầu đập vào mặt đường. Phong Phi Vân khống chế lực lượng rất giỏi, không dư một chút nào, không phá hoại một cái bàn, một chiếc ghế trong khách điếm. Giết ba cự phách, nhẹ nhàng như đập ruồi, rất thoải mái. Hành động này càng khiến người sợ hãi hơn. Phó giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo, Hoắc Tâm sợ teo tim. Đây là nhân vật khủng bố gì? Bọn họ đoán được Phong Phi Vân rất mạnh nhưng không ai ngờ hắn cường đại đến cỡ đó. Phong Phi Vân cầm cây quạt đặt trên bàn lên. Đôi mắt yêu dã. Cây quạt làm bằng gỗ tre bình thường đột nhiên tỏa tà quang kinh thiên như lửa cháy. Tà khí làm người trong khách điếm rùng mình, bàn và ghế bị đóng băng. Vù 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 vù. Một vầng sáng đen bao phủ cây quạt bay ra ngoài, khi cây quạt trở về tay Phong Phi Vân thì lành lặn không tổn hao gì. Phong Phi Vân phẩy quạt, tiêu sái nhàn nhã nói. Các ngươi phá hỏng hứng thú uống rượu của ta. Lúc này mọi người mới thấy đầu phó giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo, Hoắc Tâm bay ra ngoài. Hai cái đầu như trái banh bay ra cửa sổ, xác chết không đầu đứng thẳng, cổ phun ra cột máu. Rung động, tràn ngập rung động. Cười nói giết năm người. Phong Phi Vân biết còn một người không ra tay. Người đó đứng trên đường cái bên ngoài khách điếm, một nam nhân trung niên mặc áo xanh. Tu vi của nam nhân trung niên rất cao, đã đến cảnh giới cự phách, người có đại khí huy hoàng. Chắc là giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo. Nam nhân trung niên biến mất trên con đường. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Định trốn. Phong Phi Vân vươn tay trái mở rộng hư không. Bên trên phản thành sinh ra một dấu tay khổng lồ,
khí thế áp lực kinh khủng như sao băng rơi, các tu sĩ trong thành đều cảm nhận được. Dấu tay khổng lồ do tầng mây tụ lại hình thành trên màn trời, nó như tay trời giáng xuống, vỗ nam nhân trung niên áo xanh bay trong không trung té xuống. Ầm. Nam nhân là giáo chủ Lục Tế Tiên giáo, có tu vi trung kỳ cự phách. Giáo chủ Lục Tế Tiên giáo bị trưởng ấn đánh hộc máu, giọt máu biến thành lửa. Giáo chủ Lục Tế Tiên giáo vội lấy ra linh khí tỏa áng rực rỡ, phát ra 7 trận pháp bảo vệ bản thân, giữ được mạng sống. Nhưng giáo chủ Lục Tế Tiên giáo vẫn rớt từ trên trời xuống, đập mặt đất thủng một lỗ to, xung quanh nứt rạn, bên trong đầy bụi đất như sương khói mông lung. Ánh sáng đỏ nhấp nháy bên trong, dường như có đoàn lửa đang đốt cháy. Thủ ấn khổng lồ, uy lực linh khí. Trong thời gian ngắn cổ thành bị phá hoại nặng nề, có một dãy kiến trúc bị đè sụp đổ, biết bao nhiêu người chôn bên dưới. Tu sĩ phàn thành sợ hãi, trong số đó có nhiều người cường đại giờ vừa sợ vừa thắc mắc. Bọn họ sợ hãi tà khí tràn ngập phàn thành, nghi ngờ có bá chủ tà đạo nào đó đến phàn thành. Phong Phi Vân châm chọc nói. Vẫn chưa chết. Phong Phi Vân lại cách không đánh ra một trưởng ấn, chấn hư không kêu đì đùng, tà khí tràn ngập phát ra tiếng thú gầm chấn trời. Như có mãnh thú thái cổ bay ra lòng bàn tay Phong Phi Vân vỗ giáo chủ Lục Tế Tiên giáo thành bãi thịt, đốt cháy như đá lửa. Đó là máu cự phách bốc cháy, đốt đất bùn và tảng đá xung quanh. Một vị giáo chủ tiên giáo bị tiêu diệt ngay trước mắt mọi người. Còn linh khí của giáo chủ Lục Tế Tiên giáo thì bị Phong Phi Vân thu về, đó là linh khí nhất phẩm, vòng sắt màu vàng, vảy rậm rạp. Có luồng sáng vàng chảy xuôi trên cái vòng, tràn ngập linh tính. Phong Phi Vân ngắm nghía cái vòng sắt một lúc rồi chán, ném cho Bạch Như Tuyết. Loại linh khí phẩm cấp thấp thế này không còn lọt vào mắt Phong Phi Vân nữa. Một thị nữ khác của Phong Phi Vân, Mục Tích Nhu sợ hãi mặt trắng không còn chút máu, hai chân run run, người run cầm cập, móng tay trong suốt đâm sâu vào da thịt. Mục Tích Nhu không chịu nổi áp lực khổng lồ, suýt quỳ xuống trước mặt Phong Phi Vân. Giờ phút này, Mục Tích Nhu mới biết Phong Phi Vân đáng sợ cỡ nào. Hắn giết người không nương tay, mắt không chớp cái nào, không rời khỏi chỗ ngồi. Trong khách điếm, các tu sĩ im thin thít không dám nhúc hích, nhìn Phong Phi Vân như ngó ma quỷ. Đúng là lão ma đầu, hèn gì tà hoàng bị kinh động, ban tà hoàng lệnh giết hắn. Vương An Ngọc, mấy lão nhân bí ẩn cực kỳ rung động. Tu vi của bọn họ cường đại, đến phàn thành để bàn việc lớn. Giờ cả đám ngừng họp, mắt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Một lão ma đến phàn thành. Còn là đại đạo hái hoa, e rằng nhiều thiên chi kiêu nữ tiên giáo sẽ gặp họa. Mấy lão nhân đội mũ hoặc mặt che ảo giá đều mắt sáng rực, muốn thông qua thần thông thiên nhãn nhìn thấu bản lĩnh Phong Phi Vân. Tuy nhiên Phong Phi Vân vung tay cắt đứt tầm mắt các lão nhân. Phong Phi Vân hừ mạnh đầy cảnh cáo, mấy lão nhân bí ẩn ngồi nghiêm chỉnh, không dám trêu chọc đại đạo hái hoa cường đại này. Không phải bọn họ không dây vào được mà do còn chuyện quan trọng cần làm, không muốn gây thị phi. Từ xưa đến nay luôn sẽ xuất hiện vài tên trộm hái hoa hết sức lợi hại, nhiều thiên chi kiêu nữ có thiên phú, sắc đẹp bị tai họa. Có tên trộm hái hoa sau khi làm hại mỹ nữ thì một đao giết chết, tâm ngoan thủ lạt. Có tên làm hại mỹ nữ xong rời đi, làm tên trộm phong lưu. Có làm hại mỹ nữ xong ôm đi luôn, nghênh ngang với đời, làm mọi người ghen tị chết. Đặc biệt tên trộm hái hoa loại thứ ba. Tai họa mỹ nữ xong còn ngang nhiên mang theo nữ nhân bị hắn làm hại đi trong tu tiên giới, loại hái hoa này tu vi thường rất mạnh. Đáng sợ nhất là kẻ đó không sợ bị thế lực sau lưng các mỹ nhân trả thù. Trong lịch sử thần Tấn Vương Triều từng xuất hiện một tên trộm hái hoa cường đại ngươi, không chỉ hái mấy chục giai nhân hàng đầu trên bảng xếp hạng sắc đẹp tạo ra dục niệm hoa cung. Đối với phu nhân giáo chủ các tiên giáo, phu nhân phiệt chủ các môn phiệt, thậm chí thần phi của Tấn Đế cũng không thoát khỏi. Lần nào ra tay cũng thành công, làm các thế lực tiên môn mất hết mặt mũi. Kẻ đó trở thành đệ nhất hái hoa tặc vương người gặp người sợ thời bấy giờ. Tên kia không biết một vừa hai phải, quá kiêu ngạo, cuối cùng chọc nhiều người tức giận bị gài bẫy, tu tiên giới nguyên thần Tấn Vương Triều vây giết. Tấn Đế thời đó tự mình ra tay, rốt cuộc giải quyết đệ nhất hái hoa tặc vương, tuy nhiên đệ nhất hái hoa tặc vương tai họa vô số mỹ nhân. Làm nhiều người đội nón xanh, trở thành tiếng xấu một thời đại. Điển tịch của thế lực nào đều để lại tên của đệ nhất hái hoa tặc vương. Làm tên trộm hái hoa đến mức này xứng với câu chết trong bụi hoa, làm quỷ cũng phong lưu. Bây giờ lại có một tên trộm hái hoa cường đại như thế, khiến nhiều người cảm thấy bất an,
sợ lại tái hiện tiếng xấu trong lịch sử. Mục Tích Nhu là một trong 6 mỹ nhân địa tử phủ, nếu nàng gặp nạn rất có thể đã bị Nhất Trận Phong nhúng chàm. Nhất Trận Phong kiêu ngạo như thế e rằng 5 giai nhân tuyệt trần khác cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế thì chưa chắc, đại đạo hái hoa này tuy lợi hại nhưng mạnh đến đâu. Không thấy lúc hắn giết giáo chủ Lục Tế Tiên giáo thì dùng chiêu thứ hai sao? Chứng minh đại đạo hái hoa không vô địch, sau lưng Lục Tế Tiên giáo là Thái Dương Tiên giáo, giáo chủ Lục Tế Tiên giáo chết, Thái Dương Tiên giáo sẽ không ngồi ngó. Một khi siêu cự phách chạy đến dư sức chấn áp đại đạo hái hoa. Nói cũng đúng, thiên chi kiêu tử của Thái Dương Tiên giáo, Võ Dương Sinh đã đột phá thiên mệnh đệ bát trọng, đang cạnh tranh vị trí giáo chủ. Đây là nhân vật bá chủ tà đạo thế hệ trước nghe tiếng sợ vỡ mật. Nếu Võ Dương Sinh biết trong địa tử phủ xuất hiện tên trộm hái hoa chắc chắn sẽ chạy đến ngay, với thiên phú của hắn cộng thêm tu vi thiên mệnh đệ bát trọng, giết đại đạo hái hoa dễ như chơi. Còn có Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên giáo đã tu luyện thành Vạn Pháp Quy Nhất, có thể đánh ra sức công kích gấp 27 lần. Nghe đồng Trần Mặc Kim và Mục Tích Nhu là thanh mai trúc mã, ước hẹn ngày Vạn Pháp Quy Nhất đại thừa thì hai người sẽ đính hôn. Trần Mặc Kim bế quan 30 năm, thần thông đại thừa. Sau khi Trần Mặc Kim xuất quan kinh động Vạn Pháp Tiên giáo. Nếu Trần Mặc Kim biết nữ nhân thanh mai trúc mã của mình bị tên trộm hái hoa vấy bẩn, còn bị bắt làm nữ nô thì chắc chắn sẽ giận điên lên. Mảnh đất địa tử phủ sắp có sóng thần. Bế quan 30 năm, thần thông đại thừa, nhưng nữ nhân mình yêu đã bị tên trộm hái hoa đè. Trần Mặc Kim sẽ tức chết, ha 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 ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những người này giao lưu bằng thần thức nhưng không gạt được lỗ tai Phong Phi Vân, hắn nghe rõ ràng đoạn đối thoại. Liễu Duệ Hâm sợ hết hồn, nàng cũng rất xinh đẹp, tùy tu vi thua 6 mỹ nhân một chút nhưng sắc đẹp thì không kém chút nào. Liễu Duệ Hâm sợ bị đại đạo hái hoa nhìn chúng là tàn đời. Một đám thanh niên thiên tài yểm hộ Liễu Duệ Hâm lặng lẽ chuồn đi. Phong Phi Vân vốn định gây lớn chuyện. Tốt nhất kéo ba cổ tiên giáo địa tử phủ vào cuộc. Chỉ cần dính đến ba cổ tiên giáo là tương đương chư thiên vạn giáo địa tử phủ vào cuộc, quá tuyệt vời. Cho nên Phong Phi Vân không bỏ qua tiểu nha đầu điêu ngoa Liễu Duệ Hâm. Phong Phi Vân đã bắt nàng một lần, hắn không ngại bắt thêm lần nữa. Phong Phi Vân ngồi trên ghế phẩy quạt, bộ dáng phong lưu phóng khoáng thì thầm. Liễu Duệ Hâm, thanh âm không nhẹ không nặng nhưng làm Liễu Duệ Hâm sợ suýt té xuống đất. Liễu Duệ Hâm núp trong đám người, thân thể nhỏ xinh, khom lưng rụt đầu. Nghe Phong Phi Vân kêu tên mình, Liễu Duệ Hâm bĩu môi sắp mếu. Đám thanh niên thiên tài yểm hộ Liễu Duệ Hâm biến sắc mặt, cả đám đứng cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích. Bộ dáng Liễu Duệ Hâm thanh tú, mắt sáng trong, thiếu nữ ngây ngô chớp mắt nai. Liễu Duệ Hâm cẩn thận nói. Nhất, Trận Phong, ta, nói cho ngươi biết, mẫu thân của ta. Là Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt Tiên giáo. Ngươi dám đụng vào ta một cái là, mẫu thân của ta sẽ chặt tay ngươi. Vù 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 vù. Bóng người chợt lóe, Phong Phi Vân phẩy quạt, Phong Độ Phiên Phiên đứng trước mặt Liễu Duệ Hâm. Phong Phi Vân khép quạt, đầu quạt nhẹ gõ khuôn mặt phấn điêu ngọc mài hai cái. Phong Phi Vân đùa giỡn nói. Ta đụng này, nàng kêu mẫu thân đến chặt tay ta đi. Bộ dáng Phong Phi Vân cợt nhả khiến người phản cảm, cả đám siết chặt nắm tay kêu răng rắc nhưng không ai dám hành động, cố gắng kiềm chế. Liễu Duệ Hâm rụt người lại cố gắng thu nhỏ mình như chim cút bị trêu chọc, rất đáng sợ. Hốc mắt Liễu Duệ Hâm đỏ ửng. Mẫu thân của ta. Phong Phi Vân ngửa đầu cười dài. Mẫu thân của nàng đến thì ta bắt luôn, sau đó đắp chung chăn. Lúc Bạch Nguyệt sứ giả còn trẻ xinh đẹp một thời. Mấy trăm năm dài qua đi chắc phong vận càng hơn nữa, thật khiến người mong chờ. Phong Phi Vân biểu hiện phong độ lão ma tà đạo, vươn tay bắt Liễu Duệ Hâm. Có thanh niên thiên tài không kiềm được hành động nhưng bị Phong Phi Vân một tay tát bay ra ngoài, đụng thủng cửa sổ lăn ra đường cái. Thanh niên thiên tài té chổng vó, chỉ bị thương nhẹ, Phong Phi Vân không giết gã. Liễu Duệ Hâm còn nhỏ tuổi, bị đại đạo hái hoa bắt giữ làm nàng khóc sướt mướt. Nữ hài tử ngây thơ thật nhưng cũng biết rơi vào tay đại đạo hái hoa không tốt lành gì. Liễu Duệ Hâm vừa lau nước mắt vừa uy hiếp Phong Phi Vân. Chắc chắn mẫu thân của ta sẽ giết ngươi. Diệp sư tỷ của ta cũng rất lợi hại. Vậy kêu các nàng cùng đến đi. Nghe nói thiên chi kiêu nữ Diệp Ti Loan của Nhật Nguyệt Tiên giáo các người đứng đầu 6 mỹ nhân, ta đang định hái nàng.
nếu Diệp Ti Loan chủ động đưa lên cửa càng tốt, ta đỡ mệt đi xa. Ngươi nằm mơ, là mộng xuân, ha 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 ha. Đêm hôm đó Phong Phi Vân và ba mỹ nhân tuyệt sắc ở trong khách điếm, không ai dám quấy rầy. Ban ngày Phong Phi Vân biểu hiện ra sức chiến đấu làm nhiều người hoảng sợ. Khách cư trú trong khách điếm sợ hãi dọn đi hết, vì bọn họ biết đại đạo hái hoa gây họa lớn, đắc tội ba cổ tiên giáo địa tử phủ. Tiếp theo nơi này sẽ xảy ra tai họa, ai dám ở lại. Không chừng sáng sớm ngày mai khách điếm đã bị san bằng. Lão bản, tiểu nhị khách điếm cũng đi mất, khách điếm to lớn tựa như kim cung ngọc điện nhưng trống rỗng. Chỉ có ánh đèn rực rỡ lại như lửa ma chơi lơ lửng. Ban đêm bên ngoài nổi gió lạnh, gió đêm như tiếng địch mùa thu, như khóc như than. Phong Phi Vân ngồi trong sân, bên cạnh có một cái bàn, trên mặt đặt một bình rượu, một ly rượu. Phong Phi Vân uống rượu một mình, ba thị nữ xinh đẹp đứng sau lưng hắn. Mỗi người biểu tình khác nhau. Cảnh tượng như ba mỹ quyến thần tiên canh giữ bên hắn. Đêm khuya, phàn thành nổi lên túc sát, tiếng xé gió vang lên trong màn đêm như có âm binh mượn đường, quỷ quân vào thành. Trong bóng tối không biết tụ tập bao nhiêu người. Phong Phi Vân liếc hư không tối đen rồi lại tiếp tục uống rượu. Trên bầu trời nổ tung ánh sáng chói mắt, một tòa chiến tháp thanh đồng lao ra, cao mấy chục thước. Linh văn đen xen bề mặt, uy lực không thể ước chừng. Khí thế chiến tháp như muốn đánh nát phàn thành. Chuẩn bị suốt nửa đêm rốt cuộc có người ra tay. Cực đạo tháp. Liễu Duệ Hâm lộ vẻ mừng rỡ, nhận ra linh binh trên bầu trời là một linh khí nhị phẩm, linh binh của vị cự phách quen thân với Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Cự phách này rất mạnh, xưng hùng trong địa tử phủ mấy trăm năm, hôm nay vừa lúc có mặt trong phàn thành. Vị tiền bối này ra tay đủ trấn áp đại đạo hái hoa nhất trận phong. Phong Phi Vân bưng ly rượu lên, nhếch mép. Phong Phi Vân vươn tay trái ra, tà văn dày đặc. Trường ấn khổng lồ đánh ra ngoài, vỗ rất chiến tha thanh đồng. Ánh sáng trên chiến tháp vụt tắt rơi vào tay Phong Phi Vân, hắn liếc sơ rồi đặt lên bàn. Linh khí nhị phẩm, không tệ. Phong Phi Vân cười cười, đôi mắt có hai đốm lửa rực cháy nhìn thấu hư không. Phong Phi Vân chỉ vào bóng tối, có ba bóng người bị đánh bay ra, bóng dáng vội vã, biểu tình kinh hoàng. Là ba người này vận chuyển cực đạo tháp, trong đó một người tu vi rất cao, mặt nhăn nheo, hốc mắt hõm sâu, đến hậu kỳ thiên mệnh đệ thất trọng. Người này tên Cố Tuế Nam, phó giáo chủ Vô Vọng Tiên Giáo, phụ thuộc Nhật Nguyệt Tiên Giáo, một trong các tiên giáo mạnh nhất dưới ba cổ tiên giáo. Cố Tuế Nam đến phàn thành thăm bằng hữu, biết tin nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả bị đại đạo hái hoa nhất trận phong bắt cóc thì liên lạc hai bằng hữu thân thiết cùng hành động trấn áp lão ma đầu. Ba người hợp sức sử dụng cực đạo tháp thì uy lực siêu khủng bố, đủ hủy diệt một thành thị. Nhưng chỉ một giây Phong Phi Vân đã cướp đi cực đạo tháp, quá khủng khiếp. Nhất trận phong, người bắt nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả, dù có tu vi thông thiên triệt địa cũng không sống sót rời khỏi địa tử phủ nổi. Thế thì thử xem. Phong Phi Vân lại đánh ra một thủ ấn, uy lực càng đáng sợ hơn. Mặc dù ba người Cố Tuế Nam đã trốn ra xa nhưng vẫn bị đánh trọng thương, liên tục hộc máu. Cuối cùng bọn họ chạy ra ngàn dặm, người đẫm máu, kiệt sức nằm dưới đất thở hồng hộc, không bò đa ợn ổi. Phong Phi Vân không giết bọn họ, vì đợt công kích thứ hai, ba đã đến, sau đó là nhóm thứ bốn, thứ năm. Đêm nay phàn thành không yên tĩnh, tiếng chiến đấu không dứt, đánh thức nhiều người say giấc nồng. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời giáng xuống tia chớp ầm ầm, đôi khi có linh khí bay lên cao đánh xuống diệt tuyệt, đè vô số kiến trúc cổ xưa sụp đổ. Rất nhiều người công kích, trong phàn thành thỉnh thoảng có khí thế diệt tuyệt dâng lên đánh vào khách điếm nhưng bị Phong Phi Vân dễ dàng chặn lại. Phong Phi Vân chỉ vào hư không, giết kẻ mới ra tay. Lúc nhiều người nhất một mình Phong Phi Vân ngăn hơn 70 vị tu sĩ công kích, vô số thuật pháp tấn công, nhiều như biển. Có linh khí xẹt qua không trung, áp lực khổng lồ chấn sụp tường thành cổ. Phong Phi Vân ngồi trên ghế ung dung ra tay, bao nhiêu kẻ địch bị giết, biết bao người trọng thương bỏ chạy. Đến rạng sáng mọi người ngừng công kích, bên ngoài tử thương vô số, gió thổi mang theo mùi máu. Các con đường cổ, kiến trúc cổ bên ngoài khách điếm đã sụp đổ, chỉ có khách điếm này là còn lành lặn. Phong Phi Vân bưng ly rượu lên, mắt nhìn mặt bàn. Trên bàn đặt bốn linh khí như bốn linh đăng. Có linh khí dính vết máu. Một linh khí nhị phẩm, ba linh khí nhất phẩm. Phong Phi Vân cười nói. Rốt cuộc đẩy lùi hết.
ba thị nữ xinh đẹp hóa đá sau lưng Phong Phi Vân. Mới rồi các nàng chính mắt thấy một mình Phong Phi Vân đánh lui mấy trăm tu sĩ cường đại. Lúc nhiều người nhất hắn một chọi hơn 70 vị tu sĩ công kích. Có còn là người không? Uống rượu thong dong đánh bại quần hùng. Bạch Như Tuyết hiểu biết Phong Phi Vân vào lúc này nỗi lòng cũng khó giữ bình tĩnh. Phong Phi Vân cường đại hơn Bạch Như Tuyết tưởng tượng, siêu cự phách cũng không trấn áp hắn được. Trận chiến đêm nay đưa danh tiếng nhất trận phong trấn kinh thiên hạ. Phong Phi Vân cười nói. Liễu Duệ Hâm, từ nay về sau nàng là thiếp thân thị nữ của ta, nàng có theo không? Liễu Duệ Hâm nhỏ tuổi nhất, bị Phong Phi Vân kêu tên thì lòng thít chặt. Thiếp thân, khụ khụ, tức là đấm lưng, bóp chân, bưng trà rót rượu cho bản công tử. Nếu nàng thật sự muốn, thiếp thân thì, ha ha ha, bản công tử sẽ không từ chối. Phong Phi Vân có chút hảo cảm với tiểu cô nương điêu ngoa này. Liễu Duệ Hâm vội nói. Ta theo được chưa? Phong Phi Vân gật gù, ban cho Liễu Duệ Hâm một linh kiếm đẳng cấp linh khí nhất phẩm. Phong Phi Vân dựa vào ghế, ra hiệu Liễu Duệ Hâm đấm lưng bóp vai cho mình, bộ dạng hưởng thụ. Phong Phi Vân nói. Mục Tích Nhu, sau này nàng làm thị nữ lái xe cho bản công tử, nàng theo không? Giờ đây Mục Tích Nhu rất kính sợ Phong Phi Vân, nghe nói chỉ làm thị nữ lái xe thì đồng ý ngay. Phong Phi Vân thưởng một linh khí cho Mục Tích Nhu. Về Bạch Như Tuyết, nàng biết thân phận thật của Phong Phi Vân, biết hắn thu các thị nữ chỉ để chuẩn bị cho thịnh hội tà đạo. Có lẽ sau khi kết thúc thịnh hội tà đạo những thị nữ sẽ bị giải tán, ai về nhà nấy. Cũng có thể bị Phong Phi Vân mang theo luôn. Liễu Duệ Hâm, Mục Tích Nhu toàn là mỹ nhân tuyệt sắc, Phong Phi Vân chịu thả các nàng đi sao? Bạch Như Tuyết không dám chắc. Bởi vì lý do đặc biệt này nên Phong Phi Vân sắp xếp Bạch Như Tuyết làm tổng quản thị nữ. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Nếu tìm một thị nữ thị tầm thì các nàng góp ý xem trong địa tử phủ có ai thích hợp nhất. Tốt nhất là có một thị nữ giỏi âm luật, một thị nữ giỏi chơi cờ, một thị nữ múa đẹp. Ba thiên chi kiều nữ đứng sau lưng chừng Phong Phi Vân, thầm nghĩ. Cái tên đại đạo hái hoa này đúng là cực phẩm. Đêm nay gây ra nhiều chấn động, sau này nguyên địa tử phủ giấy lên động đất, cường giả các tiên giáo đều lên đường. Phong Phi Vân thì mang theo ba thị nữ đi di tích tháp cổ. Di tích tháp cổ cách Phàn Thành gần 3.000 dặm, một vùng đất hoang vắng, gần e một con sông vàng, xa có ba hòn núi lớn đứng thẳng. Đồn rằng di tích phong tâm cổ tháp ở dưới mặt đất này, vì qua ngàn vạn năm dù đống đổ nát cũng bị vùi lấp sạch, ngẫu nhiên thấy mảnh nhỏ điện Phật cột vàng trong lớp đất cát. Đến mảnh đất này cho người cảm giác tang thương, rồi lại tĩnh lặng kỳ lạ. Loáng toáng nghe cổ Phật niệm kinh trong không khí. Có lão tăng rộng chuông Phật. Rất nhiều Phật môn tu sĩ đến tế bái xếp thành hàng dài, Phong Phi Vân còn thấy mấy lão ni trong ngự thú trai. Trong dòng người Phong Phi Vân thấy vài bóng dáng quen thuộc. Người dẫn đầu là Vương An Ngọc ngày hôm qua uống rượu trong khách điếm, cũng là thành chủ Phàn Thành. Bốn lão nhân bí ẩn cũng có mặt, bọn họ đi vội vàng vào di tích tháp cổ. Rất nhanh đám lão nhân biến mất, bị vầng sáng mông lung nuốt mất. Phong Phi Vân chú ý mấy người này, khẽ kêu. Liễu Duệ Hâm lên tiếng. Đó là trận văn tàn khuyết để lại từ thượng cổ, kết nối với trung tâm di tích. Mảnh đất này có nhiều di tích tháp cổ được giữ lại, thứ ngươi thấy chỉ là biểu tượng. Chỉ có người tu vi cường đại mới xuyên qua trận văn tàn khuyết cổ xưa vào trung tâm di tích, không chừng trong ấy ẩn giấu một số kỳ bảo Phật môn. Liễu Duệ Hâm đến Phàn Thành cũng vì ý định đào kho báu, muốn đến trung tâm di tích tháp cổ gặp Phật Xuyên. Ai ngờ Phật Xuyên đâu không thấy lại vời đến tên trộm hái hoa. Phong tâm cổ tháp là một trong ba cổ tháp đỉnh cao nhất một vạn năm trước. Thời đại Phật Thu có lịch sử hơn 2 vạn năm, phong tâm cổ tháp cũng kéo dài hơn 2 vạn năm. Thần Tấn Vương Triều mới xây dựng 6.000 năm là cùng. Về nội tình, thực lực vào lúc hoàng tộc như mặt trời ban trưa cũng không bằng vong tâm cổ tháp. Thực lực của vong tâm cổ tháp ngày xưa không yếu hơn thần linh cung bây giờ, thậm chí càng mạnh. Một tòa thánh địa Phật tu khổng lồ như vậy dù bị hủy diệt thì trong phế tích còn rất nhiều tàn trận, cấm chế cường đại. Dù vạn năm đã qua chưa chắc cuốn trôi chúng nó theo dòng thời gian. Nghe đồn xuyên qua vài tàn trận di tích tháp cổ sẽ đến trung tâm di tích. Đó là khu vực rộng lớn, chứa nhiều nguy hiểm viễn cổ để lại. Mỗi thời đại có vô số người đến di tích tháp cổ tìm kho báu, nhưng không ai tìm hiểu rõ di tích này. Vài nơi bí ẩn dù là chân nhân cũng không dám vào sâu. Phong Phi Vân nhìn Vương An Ngọc,
bốn lão nhân bí ẩn biến mất trong vầng sáng mờ công lung. Linh giác cho Phong Phi Vân biết đám lão nhân này không đơn giản, chắc chắn phát hiện điều gì đó trong di tích tháp cổ. Đi, chúng ta cũng vào xem. Phong Phi Vân dẫn đầu đi ra ngoài, bước hướng vị trí Vương An Ngọc và bốn lão nhân bí ẩn biến mất. Phong Phi Vân thấy có một vách tường sụp đổ cổ xưa, trên vách tường khắc các Phật ấn gian xen thành Phật lý nào đó. Liễu Duệ Hâm vì đến di tích tháp cổ tìm kho báu đã chuẩn bị bài vở nhiều, nàng nhắc nhở hắn. Tuy trận pháp nơi này khiếm khuyết nhưng có thể giữ vạn năm không biến mất đa số do lão tăng đẳng cấp chân nhân bài bố, nếu không giỏi trận pháp sẽ bị tàn trận chân áp chết. Liễu Duệ Hâm cười đắc ý, muốn cho đại đạo hái hoa kiêu ngạo biết khó mà lui. Nếu đại đạo hái hoa thấy sợ thì sau này sẽ hụt hơi, không kiêu ngạo nữa. Mục Tích Nhu xoe tròn mắt. Nghe đồn từng có cự phách bị đánh chết trong tàn trận, trận pháp do chân nhân để lại không tầm thường. Phong Phi Vân phẩy quạt, bộ dáng hờ hững, tiêu sái thong dong. Phong Phi Vân tùy tay khắc luồng linh quang trong không trung, cong vẹo như mấy con giun. Vù 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 vù. Một vầng sáng tự động hiện ra, mơ hồ thấy có cánh cửa mở. Phong Phi Vân cười nói. Đi đi. Phong Phi Vân bước qua cánh cửa trước. Liễu Duệ Hâm phồng má. Tên trộm hái hao chết tiệt còn giỏi cả đạo trận pháp. Tàn trận chân nhân để lại cũng bị hắn mở, quá lợi hại. Phi, bàng môn tà đạo, vô dụng. Liễu Duệ Hâm trợn to mắt, bộ dạng bực tức, tuy nàng ngúng nguẩy nhưng rốt cuộc vẫn bước qua cánh cửa. Vào trung tâm di tích tháp cổ, Phong Phi Vân đứng trên cát vàng đỏ rực, nhìn các Phật điện, miếu cổ rách nát hoang tàn rải rác khắp nơi tụ tập thành một tòa Phật thành. Phật thành đã mất phồn vinh ngày xưa, không gian tĩnh lặng. Trong không khí quanh quẩn Phật âm bi thương như nói cho thế nhân một thời đại đã hạ màn. Đường cái đá vàng cổ xưa bị ăn mòn thành bùn cát. Chỉ có miếu thờ, am ni được Phật văn gia cố là không bị thời gian mục nát. Sau này một số cao tăng Phật môn bày trận pháp tại đây, giữ các di tích còn lại đến nay. Khi đi ngang qua một số nơi đổ nát, xuyên qua vách tường sụp đổ thấy một số tu Phật giả ở bên trong bái tiên linh. Chiêu cáo tiên linh, chúng sinh, Phật tổ trường tồn. Phật tâm bất hối diệt không mất. Phong Phi Vân thu về ý nghĩ khinh thường. Có thể vào chỗ nào ớt toàn là cường giả. Phong Phi Vân cảm nhận mấy hơi thở khổng lồ trong di tích tháp cổ, hơi thở thuộc về cao nhân ẩn thế mạnh hơn cả hắn. Vào trung tâm di tích tháp cổ, kim tàm Phật khí trong người Phong Phi Vân dao động kỳ diệu. Kim tàm kinh đặt trong giới linh thạch lấp lánh ánh sáng, dường như cảm ứng được cái gì. Vương An Ngọc, bốn lão nhân bí ẩn không biết đã đi đâu. Phật thành viễn cổ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa thần thức bị áp chế, muốn tìm người trong chỗ này rất rắc rối, nếu đi lung tung không chừng sẽ rơi vào một vài tuyệt địa. Phong Phi Vân không cố ý tìm đám người Vương An Ngọc, hắn dựa theo cảm ứng kim tàm Phật khí đi hướng trung tâm Phật thành. Liễu Duệ Hâm lên tiếng. Không thể đi tiếp, đằng trước là Pháp Hoàng Điện. Liễu Duệ Hâm từng xem trộm bản đồ di tích tháp cổ, biết có vài chỗ không đi được. Nếu đại đạo hái hoa này chết trong đó đương nhiên Liễu Duệ Hâm rất vui, nhưng nàng sợ sẽ chết cùng hắn. Pháp Hoàng Điện là chỗ nào? Tại sao không thể đi? Tốc độ kim tàm Phật khí chảy trong người Phong Phi Vân tăng nhanh gấp đôi, kim tàm kinh thậm chí lao ra khỏi giới linh thạch chứng minh đằng trước là cơ duyên. Phong Phi Vân đến di tích tháp cổ vì tìm cơ duyên này, sao hắn chịu ngừng lại? Liễu Duệ Hâm trả lời. Tuy vòng tâm cổ tháp đã bị hủy hoàn toàn nhưng có vài chỗ không thể xông vào. Pháp Hoàng Điện, Kim Cương Viện, Đại Tự Tại Cung. Những chỗ này rất kỳ lạ, ẩn chứa thứ không sạch sẽ từ vạn năm trước. Có người bảo là tà vật bị lão tăng trấn áp trong vòng tâm cổ tháp được thả ra, đến nay chưa chết. Có người nói là vài cao tăng đắc đạo của vòng tâm cổ tháp sau khi chết biến thành tà ật vẫn bảo vệ di tích này. Phong Phi Vân chê chọc hỏi. Bẩn đến mức nào? Liễu Duệ Hâm nhìn miếu cổ rách nát đen như mực xung quanh, nhẹ giọng nói. Ví dụ về Pháp Hoàng Điện đi, vạn năm đến nay có hai vị chân nhân, sáu vị cự phách chết tại đây. Liễu Duệ Hâm nói nhỏ như sợ kinh động cái gì. Phong Phi Vân không cười nổi, híp mắt nhìn đại điện u ám cao vút đằng trước. Bên trong tối thui, như có cự ma ngồi chờ mọi người chủ động chui vào miệng nó. Cuối cùng Phong Phi Vân giữ chút lý trí không xông vào ngay. Nhưng kêu hắn bỏ cuộc thì tuyệt đối không thể nào. Cách Pháp Hoàng Điện không xa có một am ni nhỏ bảo tồn hoàn chỉnh tên là Tố Nhạc Am.
nói nó bảo tồn hoàn chỉnh đó là phép so sánh chứ cũng đổ nát hoang tàn. Hai vách tường ngã, mái ngói đầy đất, chỉ có tượng Phật trên bệ thờ là còn hoàn chỉnh, dường như là tượng Bồ Tát. Phong Phi Vân ở tạm trong am ni, sử dụng thuật tiểu diễn suy tính nguy hiểm trong Pháp Hoàng Điện. Phong Phi Vân mất cả ngày trời nhưng không tính ra kết quả, suýt bị thứ trong Pháp Hoàng Điện phản phệ. Có một điều Phong Phi Vân khẳng định là Kim Tàm Kinh chỉ dẫn vị trí đúng là Pháp Hoàng Điện. Trong điện vũ to lớn hoang phế đó có thứ Phong Phi Vân muốn, cơ duyên không nhỏ. Từ chỗ Pháp Hoàng Điện vang tiếng nổ điếc tai, hai luồng Phật quang bay ra, trong ánh sáng bao bọc hai người. Hai bóng người đội mũ đen, là hai lão nhân bí ẩn đồng hành với Vương An Ngọc. Không ngờ ngày hôm nay vào di tích tháp cổ thì mấy lão nhân đã đến Pháp Hoàng Điện. Có năm người vào, chỉ hai người chạy ra và bị thương. Gri gri gri. Trong Pháp Hoàng Điện truyền ra thanh âm kỳ lạ, một luồng sáng đen âm khí đặc quánh bay ra. Một bóng đen khổng lồ trấn áp hai lão nhân bí ẩn chạy trốn. Địa Thiên Luân Ấn. Một lão nhân bí ẩn hai tay chắp vào nhau, sau lưng ngưng tụ bảo ấn ánh sáng chói mắt, đường kính dài khoảng 10 thước cứng rắn đỡ cái bóng đen bay ra từ Pháp Hoàng Điện. Phong Phi Vân nhìn không trung, mắt sáng rực, lòng thầm than. Tu vi của lão nhân bí ẩn vượt qua Phong Phi Vân suy đoán, ước chừng đến đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng, cao hơn Vu Thanh Họa một bậc. Một lão nhân bí ẩn khác cũng ra tay, tu vi càng khủng bố. Lão nhân bí ẩn tung ra một chuỗi Phật châu to cỡ nắm tay, khoảng 18 viên. Phật châu biến thành 18 ngôi sao, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, khiến người run sợ. Phong Phi Vân vội lấy miểu quỷ ban chỉ ra, kích phát huy lực linh khí tam phẩm. Trong miểu quỷ ban chỉ bay ra 5 bức thần đồ bảo vệ am ni nhỏ. Tu vi của hai lão nhân bí ẩn rất kinh khủng nhưng vẫn thua te tua. Không chịu nổi đòn công kích của tà vật trong Pháp Hoàng Điện. Một siêu cự phách cảnh giới đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng bị trấn áp đến chết, thân thể thành bãi thịt. Lão nhân bí ẩn khác tu vi sâu không lường được bị thương rất nặng, người có nhiều chỗ rách toác, xương gãy nhiều nơi nhưng không chết. Lão nhân bí ẩn rơi từ trên trời xuống, như thiên thạch đập vào tố nhạc am, đập bể tường hật. Bạch Như Tuyết, Liễu Duệ Hâm, Mục Tích Nhu ở trong tố nhạc am sợ hết hồn. Các nàng thấy một tảng đá lửa từ trên trời giáng xuống mang theo khí thế khổng lồ. Nếu không phải chỗ này mỗi miếu Phật rách nát được cao tăng đắc đạo dùng trận pháp gia cố thì e rằng các Phật điện cổ xưa xung quanh đã sụp đổ hết. Tu vi thật mạnh. Phong Phi Vân thu nhi tử của yêu ma về, chạy vào phế tích sụp đổ đào một lão hòa thượng ra. Lão hòa thượng này là lão nhân bí ẩn vừa rồi, bị thứ trong Pháp Hoàng Điện đánh trọng thương, cái mũ đen che đầu cũng rách nát. Lão hòa thượng nằm hấp hối dưới đất. Trên người lão hòa thượng có nhiều chỗ gãy xương, người đẫm máu. Trong máu lão hòa thượng chứa Phật khí cường đại, lão nằm đó vẫn phát ra khí thế cực kỳ cường đại, người bình thường không dám đến gần hòa thượng. Rõ ràng là một lão hòa thượng lại đội mũ che giấu thân phận, chắc chắn cả nhóm biết bí mật lớn nên che giấu tai mắt người âm thầm đến di tích tháp cổ, vào Pháp Hoàng Điện. Nhưng trong Pháp Hoàng Điện nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng, thất bại vào phút chốt. Chỉ một mình lão hòa thượng trốn ra. Đó là bí mật gì đây? Phong Phi Vân nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn phỏng đoán đại khái thân phận của lão hòa thượng. Tiếng động bên Pháp Hoàng Điện quá lớn kinh động nhiều tu sĩ, nhưng không ai chạy tới. Người đến di tích tháp cổ đều biết không thể tùy tiện tới gần Pháp Hoàng Điện. Phong Phi Vân nhìn lão tăng nằm dưới đất một lúc, hắn đăm chiêu thật lâu. Phong Phi Vân liên tục điểm 40 đại ấn trên người lão tăng, thẩm thấu vào 40 mệnh huyệt. Dùng con số tiểu diễn sắp xếp giam cầm tu vi của lão hòa thượng. Mục Tích Nhu bất mãn nói. Này Nhất Trận Phong, người ta là cao tăng đắc đạo, bị thương nặng như vậy mà ngươi còn phong ấn tu vi, mượn gió bẻ măng. Ngươi có lương tâm không vậy? Phong Phi Vân dõng dạc đáp. Không có. Mục Tích Nhu tức giận nghẹn họng, khuôn mặt tinh xảo vặn vẹo. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Sau này phải kêu là Nhất Công Tử. Một thị nữ tùy tiện kêu thẳng tên chủ nhân sẽ bị cắt lưỡi. Mục Tích Nhu nghiến răng, định trả treo nhưng chợt nhớ đại đạo hái hoa này rất hung tợn, tùy tay giết cự phách, nàng không dám nói nhiều. Bạch Như Tuyết thông minh hơn Mục Tích Nhu, biết lý do Phong Phi Vân làm như vậy. Bạch Như Tuyết nói, một người tu Phật thật sự làm chuyện gì cũng quang minh chính đại, sẽ không che lấp mặt mũi. Lão tăng này tuy rằng tu vi cường đại nhưng làm việc thì lấp ló, không dám lộ mặt. Tu Phật giả như thế e rằng không tốt bụng gì. Thứ hai,
lão tăng này đi chung với mấy cường giả bí hiểm xâm nhập Pháp Hoàng Điện chắc vì biết bí mật lớn nào đó. Nhất công tử phong ấn lão lại là muốn ép hỏi bí mật kia, không chừng chúng ta sẽ chiếm được lợi lộc từ đó. Phong Phi Vân gật gù cười nói. Tổng quản thị nữ có khác, thông minh hơn hai tiểu nha đầu kia nhiều. Liễu Duệ Hâm không phục. Hừ, ai nói nàng ấy thông minh hơn ta? Ánh mắt Liễu Duệ Hâm nghi ngờ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cười khẩy nói. Thật ra ngươi không phải đại đạo hái hoa nhất trận phong gì, ngươi là nhi tử của yêu ma, Phong Phi Vân, ta đoán đúng không? Liễu Duệ Hâm nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, rất hồi hộp, nàng không dám khẳng định mình đoán đúng không? Phong Phi Vân cười nhìn Liễu Duệ Hâm, lại nhìn miểu quỷ ban chỉ trong tay. Mới rồi quá gấp, vì bảo vệ Tố Nhạc Am nên Phong Phi Vân lấy linh khí này ra, bị nha đầu Liễu Duệ Hâm lanh lợi đoán được thân phận. Miểu quỷ ban chỉ, thiên tủy binh đàm, kình thiên côn, thanh đồng cổ thuyền, những chiến binh linh bảo cường đại này hầu như trở thành tiêu chí của Phong Phi Vân. Hết cách, ai bảo bây giờ Phong Phi Vân quá nổi tiếng. Thiên kim tiểu thư sống an nhàn sung sướng luôn thích nghe sự tích truyền kỳ về nhi tử của yêu ma, thần vương Phong Lưu, nên nhớ rõ hơn người khác. Phong Phi Vân lấy miểu quỷ ban chỉ ra bị Liễu Duệ Hâm phát hiện ngay. Mặc dù Phong Phi Vân có chút tin tức mặt trái nhưng nhân vật bước lên đỉnh cường giả có mấy ai trong sạch. Hình tượng mặt sáng của bọn họ càng chói mắt hơn, khiến tu sĩ trong thiên hạ kinh thán. Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, tự giễu nói. Nữ nhân trên đời này không phải ai cũng ngốc, ngực to não rỗng. Đa số vốn là không có não, chẳng liên quan gì ngực lớn với bé. Vốn không phải kẻ ngốc. Phong Phi Vân không phủ nhận, xòe quạt ra phe phẩy, ưỡn ngực làm bộ dạng cao thủ cô đơn nói. Cơ thể ta chính là đệ nhất tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ, nhi tử của yêu ma, thần vương Phong Lưu, vô địch thiên hạ, Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm biết Phong Phi Vân không phải đại đạo hái hoa thì không sợ hắn, chả treo. Thần vương hạ lưu. Phong Phi Vân nói. Một thiếp thân nha hoàn bình thường mà dám cãi lời. Có tin là ta, hạ lưu cho nàng xem không? Thì vốn là hạ lưu, ngươi sờ mặt ta. Vậy để ta sờ thêm chỗ khác. Ngươi. Liễu Duệ Hâm không dám nói câu nào nữa. Dù là Phong Phi Vân hay nhất trận phong thì không phải thứ tốt lành gì. Nhưng Phong Phi Vân có mặt chính trực, ví dụ vì nữ nhân mình yêu san bằng thiên kim nhất tiếu lâu. Vì Nam Cung Hồng Nhan đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cam lòng làm đồ tể, trăm vạn xác chết. Thiếu nữ tình yêu chớm nở như Liễu Duệ Hâm mê mẩn mấy chuyện lãng mạn này, bọn họ khao khát sẽ gặp một nam nhân bất chấp tất cả vì mình, dù phải đối địch với cả thiên hạ cũng không sợ. Đương nhiên Liễu Duệ Hâm chỉ khâm phục Phong Phi Vân một điểm nhỏ xíu siêu đó, các trưởng bối Nhật Nguyệt Tiên Giáo nói nhiều tin xấu về hắn hơn. Mục Tích Nhu lại bị giật mình, thân phận thật sự của người trước mắt nàng là thần vương danh chấn thiên hạ. Tại sao Phong Phi Vân giả mạo làm đại đạo hái hoa nhất trận phong? Chắc chắn bên trong có âm mưu, một âm mưu lớn. Liễu Duệ Hâm không nín được tiếp tục cãi lộn. Phong đại ma đầu, kêu ta là nhất trận phong. Nhất trận phong, a, à, có biết phép tắc không? Gọi ta là nhất công tử, không có chút bộ dạng thị nữ, nên được dạy dỗ. Liễu Duệ Hâm bực bội, siết chặt nắm tay, cắn răng nói. Nhất, công, tử, ta tò mò là tại sao lão nhân gia người chạy ra Đồng Lô Sơn được. Nghe nói nhiều cường giả đẳng cấp lão tổ bị kẹt ở Đồng Lô Sơn, có nhân vật cái thế đẳng cấp chân nhân cũng không thoát khỏi. Chắc không phải công tử biến thành ruồi bỏ bay ra ngoài đi. Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu cũng rất tò mò về chuyện này. Không chỉ các nàng, nguyên thần Tấn Vương Triều không ai là không thắc mắc. Đúng là biến thành ruồi bay ra. Ngươi, ngươi lừa người ta. Phong Phi Vân đang sờ mó lão tăng muốn tìm xem hòa thượng có mang theo báu vật gì không, khóe môi hắn cong lên. Phong Phi Vân đứng thẳng người. Nói cho các nàng biết cũng được, nhưng với một điều kiện, mỗi người cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho ta 20 năm. Liễu Duệ Hâm nói. Xì, bản tiểu thư không cần biết. Vậy tùy các nàng, dù không đồng ý thì vẫn làm thị nữ cho ta. Không chừng phải làm suốt đời. Giây lát sau đám nữ nhân bu lại, mắt Liễu Duệ Hâm xoe tròn, lộ hai cái răng khỉnh, nàng tò mò muốn chết. Cuối cùng Liễu Duệ Hâm không chịu nổi. Chỉ làm thị nữ 20 năm, ngươi sẽ không có ý nghĩ xấu xa gì đúng không? Phong Phi Vân cười nói. Nếu ta có ý xấu thì nàng cảm thấy bây giờ còn là hoàng hoa khuê nữ được không? Liễu Duệ Hâm tức giận ngứa răng nói.
chẳng qua là ngươi sợ Tấn Đế. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tại sao ta phải sợ nàng ấy? Liễu Duệ Hâm làm bộ dáng bà tám nói. Trong thiên hạ có ai không biết ngươi và Tấn Đế có gian tình? Hai người hợp tác hại chết Nguyệt công chúa vị hôn thê của ngươi, sau đó ngươi nâng đỡ nàng đăng cơ làm Tấn Đế. Ai tin hai người không có gian tình? Có vẻ Liễu Duệ Hâm thường thảo lo nạ nhiều về đề tài này với mấy thiếu nữ khác. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, không phản bác. Phong Phi Vân và Long La Phù có gian tình thật, nhưng bảo hắn sợ nàng nên không đụng nữ nhân khác thì đúng là trò cười. Lúc trước trong cơ thể Phong Phi Vân có máu yêu ma quấy phá khiến hắn làm nhiều chuyện hoang đường, gieo nhiều quả ác, để lại nhiều trói buộc, một đống rắc rối. Bây giờ Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, hoàn toàn khắc chế máu yêu ma nên sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Trêu đùa mấy nữ nhân cho vui cũng không tệ. Liễu Duệ Hâm đắc ý nói. Không nói nên lời đúng không? Hi hi. Bốp. Phong Phi Vân vỗ mông Liễu Duệ Hâm, nàng đau hét lên, thụt lùi ra xa. Liễu Duệ Hâm xoa mông, mặt đỏ rực nói. Ngươi vô sỉ, nói không lại thì đánh người. Ngươi như vậy là không quân tử, ta mét mẫu thân. Phong Phi Vân nhe răng nói. Ta vô sỉ, dù gì ta không phải chính nhân quân tử. So với Liễu Duệ Hâm thì Mục Tích Nhu điềm tĩnh hơn. Sau khi biết thân phận thật của Phong Phi Vân, trong đầu Mục Tích Nhu suy tư lý do tại sao hắn làm điều này. Rất nhanh Mục Tích Nhu hiểu ra. Hiện giờ người trong thiên hạ biết Kim Tàm Kinh có trong tay Phong Phi Vân, sau khi ra khỏi Đồng Lô Sơn đương nhiên hắn phải che giấu tai mắt người, không thể lộ mặt thật, cần thân phận mới. Đại đạo hái hoa nhất trận phong, tuy thân phận này vô sỉ, hạ lưu nhưng rất hợp phong cách của thần vương phong lưu, thích hợp che giấu tai mắt người nhất. Nhưng tại sao Phong Phi Vân đến địa tử phủ? Không, không lẽ Phong Phi Vân muốn tham gia thịnh hội tà đạo? Mục Tích Nhu chợt nghĩ đến điểm mấu chốt. Ngước nhìn Phong Phi Vân. Không lẽ, Phong Phi Vân cố ý bắt cóc nàng và Liễu Duệ Hâm, kinh động ba cổ tiên giáo trong địa tử phủ. Phong Phi Vân định mang Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm đi Phổ Đà Sơn, dụ cường giả ba tiên giáo qua đó, tạo thành xung đột giữa ba cổ tiên giáo và bầy ma tà đạo. Tốt nhất là giết đến máu chảy thành sông, tranh thủ ích lợi lớn cho triều đình, lật ngược thế cờ từ bầy rồng nuốt trời. Nghĩ đến đây lưng Mục Tích Nhu ướt mồ hôi lạnh, âm mưu lớn thật. Nếu đúng như vậy e rằng không lâu sau mảnh đất này sẽ máu chảy thành sông, xác chất cao như núi. Phong Phi Vân biết mấy nữ nhân không ai tầm thường, đều rất thông minh. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Các người biết thân phận của ta là đủ rồi, nếu ai dám lộ ra ngoài thì ta bảo đảm khi thốt một chữ đầu tiên là chết ngay. Giọng Phong Phi Vân lạnh băng, ba thiên chi kiêu nữ im thin thít. Vì bảo hiểm, Phong Phi Vân lấy vũ hóa đài ra thu một lũ linh hồn của Mục Tích Nhu. Liễu Duệ Hâm, vậy thì từng hành động của các nàng nằm trong tay hắn. Phong Phi Vân muốn bọn họ sống thì sống, muốn các nàng chết là sẽ chết. Phong Phi Vân cất vũ hóa đài vào đan điền, nói. Yên phận làm thị nữ của ta đi, bản công tử sẽ không bạc đãi các người. 20 năm sau ta sẽ thả các nàng tự do, hoặc là... Không đến 20 năm. Liễu Duệ Hâm rất bất mãn với Phong Phi Vân, nói. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm cách hòa tốn khỏi Đồng Lô Sơn không? Cái gì mà trốn, ta quang minh chính đại đi ra. Phong Phi Vân định nói chuyện chợt sau lưng có tia dao động. Lão Tăng bị thương nặng hôn mê đã tỉnh. Lão Tăng mở mắt ra, con người bắn ra hai tia sáng vàng. Lực lượng khổng lồ thức tỉnh. Đại đạo hái hoa nhất trận phong gây sóng gió trong địa tử phủ, bắt Mục Tích Nhu một trong sáu mỹ nhân địa tử phủ. Lại bắt cóc Liễu Duệ Hâm. Tiểu nữ nhi của Bạch Nguyệt sứ giả. Nhất trận phong phát huy thần uy giết giáo chủ, phó giáo chủ Lục Tế Tiên giáo. Ngay đêm đó nhất trận phong đánh lùi, giết mấy trăm cường giả. Tạm thời không ai làm gì được đại đạo hái hoa này. Hôm đó số đệ tử còn sống sót của Lục Tế Tiên giáo quỳ trước sơn môn Thái Dương Tiên giáo cầu xin Thái Dương Tiên giáo ra mặt. Hôm sau, thiên chi kiêu tử Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên giáo lần đầu tiên lên tiếng. Tuyên bố trong vòng 3 ngày sẽ lấy đầu nhất trận phong tạo dựng danh tiếng cho mình. Lập uy cho Thái Dương Tiên giáo, trừ ác cho địa tử phủ. Võ Dương Sinh là một trong những nhân vật truyền kỳ nhất thời đại này. Tuy Võ Dương Sinh không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng không yếu hơn chút nào, chưa đến trăm năm đã là thiên mệnh đệ bát trọng, mũi nhọn sắc bén, gần bằng giáo chủ Thái Dương Tiên giáo. Trong Thái Dương Tiên giáo tuyên truyền Võ Dương Sinh rất kỳ diệu,
không gì không làm được. Người như thế lên tiếng tiếng chẳng khác nào tuyên bố tử hình đại đạo hái hoa nhất Trận Phong. Cùng ngày, một cổ tiên giáo khác, đệ nhất thiên kiêu Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên Giáo cũng lên tiếng trong vòng 3 ngày lấy đầu nhất Trận Phong. Nếu ai dám tranh với Trần Mặc Kim thì sẽ là kẻ thù của gã. Mọi người hiểu tại sao Trần Mặc Kim kiên quyết như vậy. Mọi người đều biết quan hệ của Trần Mặc Kim và Mục Tích Nhu, Thanh Mai Trúc Mã của mình, thậm chí có thể nói là vị hôn thê bị đại đạo hái hoa bắt cóc. Đối với nhân vật như Trần Mặc Kim thì đây là nhục nhã to lớn. Lời của Võ Dương Sinh hay Trần Mặc Kim nói hầu như đại biểu cho ý chí hai tiên giáo đỉnh cao nhất. Thoáng chốc đám thanh niên tài tuấn toàn địa tử phủ máu nóng sục sôi, nhiều người chạy tới phản thành. Di tích tháp cổ bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Đương nhiên trong địa tử phủ trừ thiên kiêu các tiên giáo ra còn có thủ lĩnh tà đạo đến từ thiên nam địa bắc. Đa số nhận được tà hoàng lệnh, biết Xâm La Điện định trừng trị đại đạo hái hoa. Thịnh hội tà đạo sắp đến, mỗi thủ lĩnh tà đạo muốn nổi bật trước mặt Xâm La Điện, cái đầu của nhất Trận Phong là món quà tốt nhất. Một hạm tàu lớn đỏ rực bay trong không trung, thân tàu lóe ánh sáng kim loại. Bên trên lơ lửng một la bàn to lớn, không gian trên la bàn rộng có sức chứa vạn người. Xích Nha đại hạm cắm lá cờ to, dùng tơ vàng thêu hình thú như lá cờ ma, gió thổi lá cờ kêu vù vù. Địa hạm đứng đầy tu sĩ mặc đồ đen, mỗi người âm khí rất nặng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, như vong linh không có sự sống. Lục Phụng Tiên, điện chủ điện thứ 10 của Xâm La Điện ngồi trên Xích Nha đại hạm. Lục Phụng Tiên khoảng 40 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, râu ngay ngắn, thái dương có mấy sợi tóc bạc, chẳng những không già mà tăng thêm uy thế sắc bén. Một con mãng xà dài hơn 10 thước nằm dưới thân Lục Phụng Tiên. Mãng xà có hai cái đầu, miệng to như cái chậu, nhỏ máu tí tách. Mãng xà đang ăn vật sống, nhưng không biết con mồi là người hay thú. Lục Phụng Tiên vỗ nhẹ một đầu mãng xà, đôi mắt như quả cầu điện chất chứa mỉa mai. Lúc này đột nhiên chui ra nhất Trận Phong, ha ha ha, rất đúng là. Vân Dương quỳ trước mặt Lục Phụng Tiên, người mặc bộ giáp màu lam như khắc bằng ngọc bích. Điện chủ cảm thấy việc này có gì kỳ lạ. Sau khi Tà Hoàng trở về, Xâm La Thập Điện quy phục, hợp lại. Điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện vốn là Lục Phụng Tiên, lão tà của tà đạo, có tu vi thiên mệnh đệ cửu trọng, uy chấn tà đạo mấy trăm năm. Hiện tại Lục Phụng Tiên vẫn là điện chủ điện thứ 10, chỉ nghe lệnh một mình Tà Hoàng. Tứ đại hành giả, thiếu chủ Tà Hoàng gì đó nhìn như địa vị cao hơn Lục Phụng Tiên nhưng không có quyền lực ra lệnh cho gã. Như Bắc Minh Mặc Thù, từng là phiệt chủ Bắc Minh Phiệt có tu vi thiên mệnh đệ bát trọng, trai chủ Thánh Địa Phật Giáo Ngự Thú trai cũng là tu vi thiên mệnh đệ bát trọng. Từ đó thấy được sư xê nặng của tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng. Thiên mệnh đệ cửu trọng là bá chủ tuyệt đối, nguyên Xâm La Điện không tìm ra 10 nhân vật như vậy. Nguyên thần Tấn Vương Triều không có 100 cường giả thiên mệnh đệ cửu trọng. Vân Dương là thành viên tổ chức cũ dưới tay Lục Phụng Tiên, người đứng thứ 2 trong điện thứ 10 Xâm La Điện, mới vừa đột phá thiên mệnh đệ bát trọng. Vân Dương rất trung thành với Lục Phụng Tiên, tôn kính như thần. Lục Phụng Tiên ngồi trên ghế, nhếch môi cười nói. Thịnh hội tà đạo sắp đến, tà hoàng đích thân giáng lâm. Tà đạo thống nhất là đại thế không ai ngăn được, nhưng vẫn có người muốn nương chuyện này khuấy nứa đục hơn. Vân Dương, người đã theo ta 200 năm, ta sớm xem ngươi như người nhà, gặp ta không cần quỳ. Ở trước mặt điện chủ không dám không quỳ. Vân Dương chậm rãi đứng lên. Ý của điện chủ nhất Trận Phong là con cờ triều đình phái ra. Lục Phụng Tiên lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nói. Không chỉ là triều đình, Phổ Đà Sơn, Thần Linh Cung, thậm chí hai giới Âm Dương Sơn, Ám Vực, Vô Sinh Vực, Cửu U Vực. Những người này có mấy ai muốn tà đạo thống nhất? Ha ha ha, bọn họ cảm thấy thống nhất tà đạo tương đương với mọi người thần phục dưới chân tà hoàng đại nhân. Đám siêu bá chủ trong tà đạo có bao nhiêu người chịu thần phục dưới tay ai? Vân Dương trầm ngâm, sau đó hỏi. Chẳng lẽ Thần Linh Cung cũng sợ tà đạo thần Tấn Vương Triều thống nhất? Lục Phụng Tiên không trả lời câu hỏi ngay, gã đăm chiêu thật lâu sau mới mở miệng nói. Khả năng là Thần Linh Cung nhỏ nhất, vì thế lực tà đạo nguyên thần Tấn Vương Triều cộng lại ở trong mắt Thần Linh Cung chỉ là gà đất chó nhà, chỉ một mình tà hoàng đại nhân có sức nặng trong lòng bọn họ. Nhưng hai vị cung chủ Thần Linh Cung là nhân vật kinh thiên vĩ địa, thân phận và tu vi của bọn họ chưa chắc xem trọng tà hoàng đại nhân. Vân Dương hoảng sợ, tà hoàng là nhân vật như thế nào? Đây là tồn tại vô địch,
Hai vị cung chủ thần linh cung là nhân vật kinh thiên vĩ địa nhưng trong mắt Vân Dương cùng lắm ngang ngửa với Tà Hoàng, không đến nỗi tệ như điện chủ Lục Phụng Tiên nói. Lục Phụng Tiên sắc bén nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Vân Dương, nói. Vân Dương, trên mảnh đất này có rất nhiều điều mà kiến thức của ngươi bây giờ không hiểu được. Có lần 10 điện chủ chúng ta tụ tập trong Tà Hoàng cung, trò chuyện bí ẩn một số cao tầng. Nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ kể, tránh cho sau này ngươi không biết chuyện gây họa lớn. Đương nhiên nếu ngươi không dám nghe thì ta sẽ không nói, để tránh gây tai họa cho ngươi. Vân Dương đã tu luyện hơn 200 năm nhưng lòng tò mò vẫn rất mạnh. Xin điện chủ chỉ dạy cho. Lục Phụng Tiên nói. Tà Hoàng bảo hoàng tộc thần Tấn Vương Triều nhìn như cường đại nhưng không thoát khỏi thần linh cung khống chế. Năm Vương Triều đương thời chỉ là năm quân cờ trong tay thần linh cung. Tim Vân Dương đập nhanh, có hiểu biết mới về thần linh cung, đã hiểu ý câu nói trước đó của điện chủ Lục Phụng Tiên. Hai cung chủ thần linh cung không còn cùng tầng với thần Tấn Vương Triều, thần linh cung ở vị trí cao hơn. Dù tà đạo thần Tấn Vương Triều có thống nhất thì chỉ như mấy tổ chức côn đồ kết hợp thành một, ô hợp không ra gì. Vân Dương nói, vậy thì, khả năng triều đình và Phổ Đà Sơn lớn nhất. Khi nói ba chữ Phổ Đà Sơn thì Vân Dương ngập ngừng, bởi gã biết điện chủ ngồi trên cao kia là đệ tử Lục gia Phổ Đà Sơn, đường huynh của gia chủ Lục gia hiện tại. Lý do tại sao Lục Phụng Tiên trở thành điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện có nguyên nhân lớn nhất là vì Phổ Đà Sơn muốn nuốt điện thứ 10. Nhưng không ai ngờ Tà Hoàng mất tích hơn 1.000 năm đột nhiên trở về, phá úi mọi sắp xếp của Phổ Đà Sơn. Đối với Tà Hoàng thì Lục Phụng Tiên là người của Phổ Đà Sơn hay Xâm La Điện cũng chẳng sao. Bởi vì mục tiêu của Tà Hoàng là thống nhất tà đạo, sau đó thống nhất thần Tấn Vương Triều. Phổ Đà Sơn hay Xâm La Điện cuối cùng sẽ thần phục dưới chân Tà Hoàng, nhân tài như Lục Phụng Tiên vẫn là thuộc hạ của gã. Lục Phụng Tiên trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Ta đã hỏi bên Phổ Đà Sơn, không phải người Phổ Đà Sơn làm, ít ra Lục gia không sắp xếp con cờ như thế. Vân Dương nói, vậy có khi nào, Nhất Trận Phong không thuộc về thế lực nào, là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Lục Phụng Tiên kiên quyết phủ nhận. Thần Vương Phong Phi Vân Đường Triều bị tiêu diệt trong Xâm La Điện mà triều đình không dám ra tay giúp đỡ, có thể nói là thua một ván trong tay tà đạo, mất hết mặt mũi. Lần này triều đình muốn lấy lại sĩ diện, thậm chí phá hoại thịnh hội tà đạo. Tà Hoàng giao nhiệm vụ cho ta cũng là để thăm dò ta, nên ta phải hoàn thành thật đẹp. Nhất Trận Phong phải chết, tuyệt đối không thể để hắn lộ mặt trong thịnh hội tà đạo. Xích Nha Đại Hạm đang lao nhanh đột nhiên chậm dần rồi ngừng hẳn. Một lão nhân mặc áo đen từ mặt đất chậm rãi bay lên, khom người vái Lục Phụng Tiên. Điện chủ, đã đến Phàn Thành. Lục Phụng Tiên bình tĩnh nói. Đi di tích tháp cổ, nói cho mọi người là Xâm La Điện làm việc, các tà tránh xa. Cùng lúc đó, Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên Giáo, Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên Giáo, Diệp Ti Loan của Nhật Nguyệt Tiên Giáo và một nam nhân khá lớn tuổi lần lượt chạy đến. Mọi người kéo tới bên ngoài di tích tháp cổ. Một cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo báo cáo. Bẩm Diệp sư tỷ, Lệ sư huynh, có người trông thấy Nhất Trận Phong mang theo Liễu sư muội vào di tích tháp cổ 2 ngày trước đến nay chưa ra. Khi nào chúng ta hành động? Nam nhân tên Lệ sư huynh tức là đại đệ tử của giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, cùng thế hệ với Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim, ánh mắt như kiếm lạnh nói. Ngay bây giờ, trong di tích tháp cổ một đống hoang tàn, tấm biển đầy cho bụi, tượng Phật gãy tay mất đầu. Chuông cổ vùi trong đất cát, các Phật điện tĩnh lặng rùng rợn. Trong một am ni nhỏ gần Pháp Hoàng Điện tỏa sáng Phật quang. Ba bóng nữ tiên đứng trong Phật quang, một nữ nhân tóc bạc, da trắng như tuyết, nàng tựa tinh linh đến từ băng quốc. Nữ nhân hé môi nói. Đây là Phật bảo của Đại Long Tự. Thập Bát Phân Phật Châu, đồn rằng truyền từ thượng cổ, thuộc về linh khí tam phẩm. Nữ nhân tóc bạc là bạch như tuyết. 18 hạt ngọc Phật lơ lửng trong không trung như 18 ngộ ý ao rực rỡ, bên trong chứa dao động linh khí khổng lồ, làm người ta vui vẻ dễ chịu. Đôi mắt tựa hổ phách của Liễu Duệ Hâm sáng rực. Qua, linh khí tam phẩm, đây là chí bảo. Trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta cũng không có vài món như vậy. Liễu Duệ Hâm rất thích chạy ra ngoài Nhật Nguyệt Tiên Giáo đảo báu vật, bây giờ nàng rất muốn chiếm Thập Bát Phân Phật Châu làm của riêng, mang về Nhật Nguyệt Tiên Giáo sẽ được các sư tỷ muội hâm mộ. Liễu Duệ Hâm ép hỏi lão tăng bị cột trong góc tường. Hòa thượng, hãy nói cách sử dụng Phật Châu cho bản tiểu thư biết, nếu không bản tiểu thư móc mắt của ngươi ra.
Lão Tăng bị thương rất nặng, lại bị Phong Phi Vân dùng tiểu diễn thuật phong tu vi, ba thiên chi kiêu nữ đùng xích sắt trói lại. Xích sắt không phải thứ tầm thường, là thiên ngoại huyền thiết tỏa liễu duệ hâm lấy từ Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Trên thiên ngoại huyền thiết tỏa khắc đầy trận văn, Lão Tăng nhúc nhích một chút là trận văn sẽ lóe sáng bắn ra tia điện. Lão Tăng ngồi xếp bằng dưới đất, trên người phát ra khí thế kinh khủng vô biên. Lão Tăng liếc liễu duệ hâm, một ánh mắt đã làm nàng sợ hãi thụt lùi, mặt trắng bệch, cảm giác như bị người chém hai nhát đao. Liễu duệ hâm sợ hãi tránh thật xa. Đã thành bộ dạng này mà vẫn lợi hại như thế, tu vi của lão hòa thượng chắc rất đáng sợ. Các người có nhìn thấu tu vi của lão không? Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu lắc đầu, tu vi của hai nàng không thể nhìn thấu lão hòa thượng. Các nàng mơ hồ cảm nhận lão tăng rất đáng sợ, nếu không phải hòa thượng bị sinh vật chưa biết trong Pháp Hoàng Điện đánh hấp hối thì mọi người cộng lại cũng không bằng một ngón tay của lão. Phong Phi Vân đang thôi diễn, đôi khi nhìn Pháp Hoàng Điện âm u phía xa, có khi khắc hoa văn dưới đất. Những hoa văn Phong Phi Vân khắc rất lạ, nhanh chóng chìm xuống bùn đất, biến mất sạch. Nhưng chân Phong Phi Vân đạp trên hoa văn là mặt đất sẽ phát ra thần quang vô tận, rực rỡ chói mắt. Phong Phi Vân nhìn ba thiên chi kiêu nữ lưu díu tra hỏi lão tăng, hắn không biết nên nói cái gì. Phong Phi Vân mở miệng nói. Các nàng có biết hòa thượng sợ sinh vật nào nhất không? Phong Phi Vân lên tiếng, ba thiên chi kiêu nữ dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn hắn. Lão tăng ngồi im cũng nhíu mày, thầm nghĩ không lẽ trên đời có sinh vật khắc chế được Phật tu. Liễu Duệ Hâm suy nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ hòa thượng sợ con gián? Mục Tích Nhu chấp hàng nghi. Không đúng, không đúng. Nghe nói thật lâu trước kia Phật tu trải rộng thiên hạ, thống trị mảnh đất này hơn 2 vạn năm, sau đó bị sinh linh bí ẩn hủy diệt. Hay là Phật tu sợ sinh linh bí ẩn đó? Hai nữ nhân vốn sợ Phong Phi Vân gần chết, nhưng sau khi biết hắn là thần vương Phong Phi Vân thì không sợ nữa. Có nhiều lúc Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm sẽ quấn quýt Phong Phi Vân đòi hắn kể sự tích truyền kỳ của mình cho các nàng nghe. Nữ nhân, dù là nữ nhân đã bước vào tu luyện cũng không sửa thói quen nhiều chuyện được. Hoặc nên nói đây là đặc điểm trời sinh. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Thật ra sinh vật mà hòa thượng sợ nhất là nữ nhân, nếu ba nữ nhân các người không đối phó được một hòa thượng thật khiến ta thất vọng. Cho các nàng cả ngày trời mà vẫn không hỏi ra được cái gì. Liễu Duệ Hâm đương nhiên bảo. Hòa thượng không nói một chữ, ta biết làm sao. Bạch Như Tuyết nói. Không chừng hòa thượng tu luyện thiền ngậm miệng. Chắc là cao tăng nào đó của Đại Long Tự. Thập bát phân Phật Châu là bảo bối, nếu thu phục được có thể bán ra giá trên trời, mua thật nhiều bảo bối. Không chừng lão hòa thượng bị đánh ngu người. Các người nhìn trên đầu hắn sưng một cục to là biệt. Thường nói một nữ nhân tương đương 300 con vịt, ba nữ nhân là 900 con vịt. Líu díu làm người nhức đầu, ú tai. Phong Phi Vân xoa trán, hắn hối hận tại sao lúc trước thừa nhận mình là Phong Phi Vân làm gì. Nếu cắn chặt thân phận đại đạo hái hoa bảo đảm mấy thiên chi kiêu nữ sẽ sợ hãi không dám nói câu nào. Giờ đây có hối hận cũng không kịp. Phong Phi Vân hắng giọng. Bây giờ các người không còn nhiều thời gian. Nếu ta không suy tính sai thì tối đa qua nửa canh giờ sẽ xảy ra biến cố lớn. Liễu Duệ Hâm tò mò hỏi. Biến cố lớn gì? Phong Phi Vân trả lời. Có rất nhiều người đến giết ta. Thái Dương Tiên Giáo, Vạn Pháp Tiên Giáo, Nhật Nguyệt Tiên Giáo, những người chư thiên vạn giáo cũng kéo đến. Chưa biết chừng mấy thủ lĩnh tà đạo cũng góp mặt, tóm lại tất cả tụ tập bên ngoài di tích tháp cổ. Liễu Duệ Hâm, Mục Tích Nhu lộ vẻ vui mừng. Phong Phi Vân dội gáo nước lạnh. Mừng cái gì, nếu ta bị giết chắc chắn sẽ kéo các người làm đệm lưng. Cho các nàng nửa canh giờ, mặc kệ dùng cách gì, cởi yếm nhét vào miệng lão cũng được, cởi khố trục trên đầu cũng thế, nếu không làm lão tăng ngoan ngoãn nghe lời thì chúng ta chờ chết đi. Phong Phi Vân gợi ý mấy cách rất hạ lưu cho Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm tham khảo. Đối với cao tăng có thành tựu thì đồ vật trên người nữ nhân là xui xẻo, sẽ phá Phật Pháp, làm hỏng Phật tâm của bọn họ. Lão tăng chưa chắc là thánh tăng tâm tính siêu đẳng nhưng tu vi thì rất thuần khiết, tu vi tâm tình cao sâu khó dò. Nếu bị phá Phật Pháp, rối Phật tâm, cộng thêm lão tăng vốn bị thương nặng, không chừng lão sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghe Phong Phi Vân nói xong quả nhiên lão tăng biến sắc mặt lúc xanh lúc tím, nhíu chặt mày. Đặc biệt lúc Phong Phi Vân nói câu, cởi khố chụp lên đầu lão. Nếu bị ai thấy bộ dạng đó thì danh dự cả đời lão tăng mất hết,
sau này lão còn mặt mũi gì tụng kinh trước Phật tổ. Mấy thiên chi kiêu nữ mắt trợn trắng, bạch như tuyết, Liễu Duệ Hâm mặt đỏ hồng mắng Phong Phi Vân hạ tiện. Phong Phi Vân làm ngơ như không nghe thấy, hắn lại bắt đầu khắc trận văn trên mặt đất, phạm vi rất rộng. Không chỉ bao phủ quanh Tố Nhạc Am mấy chục trượng, thậm chí kéo dài đến Pháp Hoàng Điện. Phong Phi Vân chôn linh thạch dưới đất, không lâu sau đã chôn hơn 1.000 linh thạch. Đây là một số tài sản kếch xù, nhiều tiên giáo cộng nội tình lại chưa chắc lấy ra nổi 1.000 khối linh thạch. Chỉ có nhà giàu mới nổi như Phong Phi Vân mới dùng 1.000 linh thạch bày trận pháp. Bên kia tra hỏi đã có kết quả. Bạch Như Tuyết bước tới gần, cười nói. Lão hòa thượng kia đã cầu xin tha thứ, còn phun mấy ngụm máu. Phong Phi Vân nghe thú vị, bước hướng Tố Nhạc Am, hỏi. Chắc không phải các nàng đội cái gì lên đầu lão đi. Mấy chiêu xấu xa vừa rồi là Phong Phi Vân thuận miệng nói hù dọa lão hòa thượng, hắn không tin Bạch Như Tuyết, Liễu Duệ Hâm, Mục Tích Nhu sẽ cởi yếm, khố ra thật. Mấy nàng là thiên chi kiêu nữ, rất kiêu ngạo, sẽ không làm chuyện như vậy. Phong Phi Vân đến gần Tố Nhạc Am, nghe lão hòa thượng suy yếu chịu thua. Nữ thí chủ hãy thả lão tăng xuống, chuyện gì từ từ nói. Liễu Duệ Hâm cười trong trẻo như tiếng chuông ngân. Vậy lão hãy nói cách điều khiển thập bát vân Phật Châu cho ta nghe trước. Thả bần tăng xuống là bần tăng nói cho thí chủ biết ngay. Hòa thượng nói trước thì ta thả, nếu không chờ chút nữa các cường giả tiên giáo, thủ lĩnh tà đạo chạy đến, ta đốt trụi Phật y của lão. Đừng, Phật nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phật cũng nói hòa thượng không thành thật sẽ tiêu đời. Phật, không nói vậy. Phong Phi Vân thấy lão hòa thượng bị treo trên sàng ngang, tay ôm tượng đá nữ Bồ Tát. Hòa thượng và tượng nữ Bồ Tát dán sát vào nhau, bị xích sắt trói ngược trên cao. Dây xích cột hai chân lão tăng, Mục Tích Nhu và Liễu Duệ Hâm mỗi người kéo một sợi giang chân hòa thượng ra kẹp nữ Bồ Tát. Tư thế thật chướng mắt. Tượng đá nữ Bồ Tát vốn đặt trên bệ thờ Tố Nhạc Am, khắc sống động như thật. Vẻ mặt vui cười, lộ ngực, Phật y mở rộng. Đây là hoan hỷ nữ Phật. Trong Phật môn không thiếu đệ tử tu luyện hoan hỷ thiền, đối với bọn họ thì đây là chuyện thần thánh. Kết nối khí âm dương thiên địa, chứng Phật đạo. Nhưng bộ dạng lão hòa thượng không chút thần thánh, càng giống dâm tăng hơn. Hèn gì lão tăng sốt ruột như thế, tức giận phun mấy ngụm máu, vết thương càng nặng. Mới rồi Phong Phi Vân đã bảo rất nhanh sẽ có một đám cường giả kéo tới. Nếu trước mắt bao người thấy bộ dạng lão tăng như thế này, thân phận của lão cực cao trong Đại Long Tự, sau này lão không sống nổi nữa. Đại Long Tự mất hết mặt mũi sẽ không cho lão tăng sống tiếp. Lão tăng sốt ruột nói. Nhất trận Phong thí chủ, rốt cuộc ngươi cũng đến. Bọn họ không nói lý, ta không trao đổi với bọn họ được. Có lẽ ta và nhất trận Phong thí chủ có thể nói chuyện đàng hoàng. Lão tăng rất bất đắc dĩ với đám thiên chi kiêu nữ. Nếu nữ nhân mà phân rõ phải trái thì bọn họ không phải nữ nhân. Phong Phi Vân nhìn bộ dạng của lão tăng rất buồn cười, thầm khen mấy thiên chi kiêu nữ rất có tan. Nhưng lúc này không hiểu hợp nói câu đó, Phong Phi Vân có việc quan trọng muốn hỏi lão hòa thượng. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Thật bậy bạ, ai nảy ra ý này? Sao có thể đối xử với? À, đại sư tên là gì? Lão tăng chậm rãi nói. Bần tăng thuộc một trong năm cổ miếu Đại Long Tự, miếu vương thiên của Tuyệt Long cổ miếu, pháp danh Chí Tàng. Thì ra là, Chí Trướng Đại Sư. Phong Phi Vân chắp tay biểu thị tôn kính, suýt nói mấy chữ, kính đã lâu, kính đã lâu. Lòng Phong Phi Vân thầm khâm phục và khó hiểu, cao nhân có khác, chọn pháp hiệu cũng đặc biệt, người bình thường không hiểu nổi. Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm nghe danh Chí Trướng Đại Sư thì hết hồn. Miếu cương thiên của Tuyệt Long cổ miếu. Bọn họ đã gây họa lớn. Tuy Đại Long Tự là thế lực Thiên Long Vương Triều nhưng danh tiếng truyền khắp năm Vương Triều, thực lực siêu khổng lồ, có địa vị trí cao vô thượng trong Thiên Long Vương Triều. Thậm chí Thiên Long Hoàng muốn đăng cơ phải qua Đại Long Tự đồng ý. Có thể nói Xâm La Điện bây giờ thua xa Đại Long Tự, dù Tà Hoàng có thể thống nhất tà đạo thần tấn Vương Triều chưa chắc lực lượng ngang hàng với Đại Long Tự. Người địa vị cao nhất Đại Long Tự là Đại Phạm Thiên, lại được gọi là Phạm Thiên Vương. Ba đời đế sư Thiên Long Vương Triều, sống rất lâu, tu vi sâu không lường được. Dưới Đại Phạm Thiên có 5 vị miếu vương thiên là trụ trị 5 cổ miếu Đại Long Tự. Các nàng hành hạ một vị miếu vương thiên thê thảm như vậy. Liễu Duệ Hâm sợ hãi chân mềm nhũn, Mục Tích Nhu sợ hết hồn. Hai nữ nhân thả lỏng tay ra,
Chí Chướng Đại Sư và tượng nữ Bồ Tát rớt xuống đất, lăn lông lốc. Chí Chướng Đại Sư bộ dạng chật vật, không biết đầu có thêm cục u nào không. Phong Phi Vân không ngờ lần này bắt được cá lớn, nhưng hắn không sợ chút nào. Phong Phi Vân đi qua cởi dây xích trên người Chí Chướng Đại Sư, chuyển tượng nữ Bồ Tát lộ ngực sang góc. Phong Phi Vân nói, đều tại đám thị nữ không hiểu chuyện, sao có thể làm ra chuyện hỏng danh dự của Đại Sư như vậy? Lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao? Lỡ truyền đến Tia Đại Long Tự thì, ai, ta không biết dạy hạ nhân, xin Đại Sư đừng để bụng. Chí Tàng Đại Sư là lão bất tử sống hơn 1000 năm, nghe tiếng là hiểu ý ngay. Phong Phi Vân vừa đấm vừa xoa, nói là răn dạy thị nữ nhưng thật ra đang uy hiếp lão. Nếu Chí Tàng Đại Sư tin lời Phong Phi Vân nói thật thì hôm nay lão không chỉ đơn giản bị đùa chết. Chí Tàng Đại Sư hộc hai búng máu, nói. Người muốn hỏi gì cứ hỏi đi, không còn nhiều thời gian. Lão Hòa Thượng rất biết điều. Phong Phi Vân ngồi trên tượng nữ Bồ Tát, không nói vòng vo. Đại sư không ngại xa trăm vạn dặm từ Đại Long Tự đến di tích phong tâm cổ tháp, che giấu khuôn mặt thật, tung tích của mình vì có chuyện lớn muốn làm trong di tích tháp cổ đúng không? Đôi mắt Chí Tàng Đại Sư bình tĩnh không chút cảm xúc dao động. Tu vi và thân phận như Chí Tàng Đại Sư vốn có thể không cần nói câu nào với Phong Phi Vân, bất đắc dĩ tình huống mạnh hơn người, dù có là Thánh Phật cũng có lúc chìm vào đầm lầy bị ích khi dễ. Đại sư làm như vậy vì sợ bị người Đại Long Tự biết Đại sư đến di tích tháp cổ. Hoặc nên nói là sợ bị Đại Phạm Thiên biết. Ai, chúng ta là con người, có lòng ích kỷ là bình thường. Nếu ta biết chỗ nào có kho báu tiên thì cũng sẽ không nói cho ai biết, sẽ lén lút đi đào một mình. Yên tâm, Nhất Trận Phong ta đây luôn là người nặng nghĩa khí, sẽ chẳng lấy không của ai bao giờ. Có báu vật cùng nhau đào, có tài thì chia nhau. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm đôi mắt Chí Tàng Đại Sư, muốn nhìn thấu trong đó có gì. Nhưng Lão Hòa Thượng như cái giếng không chút gợn sóng. Thật lâu sau Chí Tàng Đại Sư khẽ thở dài. Vô dụng, nguy hiểm trong Pháp Hoàng Điện vượt sức tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa, Bần Tăng không chỉ vì cầu tài mà muốn tìm một thế giới bị mọi người lãng quên 1000 năm. Thế giới. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, nói. Nơi đó gọi là Thiên Quốc. Phong Phi Vân bật cười. Đại sư tin vào câu chuyện lừa con nít đó sao? Ánh mắt Chí Tàng Đại Sư nghiêm túc nói. Ở thời đại Phật tu thật sự tồn tại Thiên Quốc, nhiều Phật môn sách cổ có ghi chép. Mới rồi ta suýt tìm được Thiên Quốc nhưng thiếu một thứ. Biểu tình Chí Tàng Đại Sư kích động sau đó buồn bã nói. Cái gì cũng tính hết nhưng vẫn thất bại trong gang tấc, suýt gục ngã trong đó. Thiếu cái gì? Phong Phi Vân cảm thấy đây không phải chuyện cổ tích, Chí Tàng Đại Sư không nói đùa. Ba thiên tri kiêu nữ say sưa lắng nghe, nhất là Liễu Duệ Hâm luôn có tính tò mò, nàng siết chặt nắm tay, trong dầu tưởng tượng rất nhiều. Thiên quốc trong truyền thuyết, thánh địa thời đại Phật tu, vùng đất tất cả Phật tu hướng đến. Thế giới này thật sự tồn tại. Chí Tàng Đại Sư chậm rãi nói. Chìa khóa. Phong Phi Vân hỏi lại. Chìa khóa mở thế giới kia. Chí Tàng Đại Sư gật dầu, trong mắt tràn ngập ảo tưởng, khao khát nói. Vào thời đại Phật tu thượng cổ chỉ có cao tăng đắc đạo mới vào thiên quốc được. Đồn rằng lúc hưng thịnh nhất có tổng cộng 3000 chân Phật tồn tại, tụng kinh Phật ngâm, đất sinh hoa sen. Phong Phi Vân dứt khoát bác bỏ. Không thể nào, với tài nguyên mảnh đất thần Tấn Vương triều này tuyệt đối không thể nào sinh ra 3000 chân Phật trong một thời đại. Mỗi chân nhân do vô số tài nguyên đắp nặn ra, linh vật trên mảnh đất này chỉ có bấy nhiều, bị hạn chế số lượng cường giả. Hiện giờ thần Tấn Vương triều có bao nhiêu chân nhân, dù đào ra cường giả ẩn thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói một thời đại xuất hiện 20-30 vị chân nhân thì Phong Phi Vân còn tin, nhưng 3000 chân nhân. Dù là vương triều lãnh thổ to hơn thần Tấn Vương triều gấp 100 lần cũng khó thể cùng một thời đại xuất hiện 3000 chân nhân. Chí Tàng Đại Sư lắc đầu, nói. Cái gọi là cương thổ thời đại Phật tu không chỉ là thần Tấn Vương triều, nó có nghĩa là tổng hợp 5 vương triều. 10 vạn non sông phía nam thần Tấn Vương triều, vô cực quỷ lĩnh phía tây Thiên Long Vương Trai Yêu, nhược mễ Long Nguyên phía tây Đại Càn Vương triều vân vân, một số tuyệt địa hoang vắng, cùng trời cuối đất. Thuở ấy có nhiều nhân loại cư ngụ, là đất lành Phật môn. Tại sao Nam Vương Trai Yêu cách nhau gần như vậy? Tại sao cứ hay phân loại chung với nhau? Bởi vì 1 vạn năm trước Nam Vương triều là một thể, không có biên giới, không có rừng hoang ngăn cách.
Thuở ấy diện tích cương vực lớn hơn Thần Tấn Vương triều bây giờ gấp 20 lần, đó mới là huy hoàng thời đại Phật tu. Tiếc rằng thời đại Phật tu gặp đại kiếp nạn, nguyên cương vực gần như bị hủy diệt. Đa số khu vực biến thành rừng sâu núi thẳm, dần bị vương giả linh thú xứ khác đến chiếm cứ, thành tuyệt địa của nhân loại. Trải qua đại kiếp nạn, tu sĩ nhân loại buộc phải thu nhỏ lãnh thổ, cuối cùng biến thành 5 phần, trải qua thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm. Thở ấy mọi người phải đấu với người, đấu với linh thú không ngừng tràn tới xâm lăng. Tử thương vô số, cực kỳ thê thảm, vô cùng hỗn loạn. Mãi khi, khoảng hơn 6.000 năm trước, thần linh cung đột nhiên xuất hiện. Nhờ thần linh cung trợ giúp tu sĩ nhân loại năm khu vực dần xây dựng vương triều, thống trị một phương, phát triển thành cách cục bây giờ. Chí Tàng Đại Sư kể câu chuyện ít ai biết, một số tiên môn đỉnh cao chưa chắc ghi chép lại. Chỉ có cổ tự như Đại Long tự giữ lại từ thời đại Phật tu mới có lịch sử này. Ba thiên tri kiều nữ nghe say xưa. Phong Phi Vân không mấy hứng thú nói. Cho dù khi đó Phật tu vô cùng hưng thịnh nhưng không thể nào sinh ra 3.000 chân Phật. Có lẽ chuyện này liên quan đến thiên quốc. Chí Tàng Đại Sư cũng cảm thấy đây là chuyện không thể, nhưng lão càng tin tưởng thiên quốc có thật. Đó là nơi tất cả Phật tu hướng về, không chừng trong thiên quốc có lực lượng gì đó khiến tu Phật giả thẳng hướng đại đạo. Phong Phi Vân vẫn không tin, bỗng lòng hắn rung động. Phong Phi Vân nghĩ đến Phật Kim Tàm trong truyền thuyết. Nhiều người đều cho rằng Phật Kim Tàm là đệ nhất cường giả từ xưa đến nay trên mảnh đất này, vượt qua cảnh giới Niết Bàn, đến cảnh giới Vũ Hóa. Chỉ bằng vào tài nguyên mảnh đất Thần Tấn Vương triều tuyệt đối không thể tạo ra tu sĩ cảnh giới Vũ Hóa, nhưng nếu thiên quốc trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu kia là có thật thì khác. Hay thật sự có nơi như vậy? Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm đến gần, đã có khá nhiều người vào di tích tháp cổ. Nên đến rốt cuộc đến. Chí Trướng Đại Sư. Bây giờ ta không có thời gian đàm phán với đại sư, ta cho đại sư hai con đường để đi. Thứ nhất, dâng ra một lũ không thể nào, ta có thể giúp đại sư lành vết thương trong vòng một canh giờ sau đó làm việc cho ta một năm. Sau một năm ta trả linh hồn lại cho đại sư, thả đại sư tự do. Đại sư có tin ta hay không thì tùy. Con đường thứ hai, hiện tại ta lột sạch đồ đại sư cổ chung với tượng nữ Bồ Tát, để đám tu sĩ đến xem vui. Bọn họ cười đủ rồi ta sẽ một đao giết đại sư. Dám uy hiếp một vị miếu vương thiên chắc chỉ mình Phong Phi Vân mới có gan như thế. Chí Tàng Đại Sư có thân phận, đại vị như thế nào? Sao chịu thỏa hiệp vì bị người uy hiếp? Nhưng Chí Tàng Đại Sư do dự, lựa chọn rất quan trọng, đi nhầm một bước thì không đơn giản là cái chết. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Hơn nữa không chừng ta sẽ mang đại sư vào thiên quốc. Tốt, một năm. Chí Tàng Đại Sư thốt ra câu nói đó xong thấy hơi hối hận. Cường giả như Chí Tàng Đại Sư không thích bị người kiềm chế, huống chi người trẻ tuổi trước mắt không đáng tin. Nhưng Chí Tàng Đại Sư không còn cách nào khác, lão buộc phải đồng ý. Tình huống mạnh hơn con người. Sảng khoái. Phong Phi Vân dùng vũ hóa đài thu một lũ linh hồn của Chí Tàng Đại Sư rồi dùng kim tàm Phật khí ngưng tụ ra một viên Phật đan màu vàng. Phong Phi Vân đã tham ngộ bức tàm đồ thứ hai của kim tàm kinh. Phật đan càng tinh thuần hơn, phẩm cấp càng cao, hiệu quả mạnh hơn linh đan tứ phẩm. Trong di tích tháp cổ vang tiếng leng keng chấn động, bên trên có ánh sáng rực rỡ bay qua, có tiếng thú gầm giống. Không lâu sau có người tìm đến bên ngoài Tố Nhạc Am. Có người giống to. Nhất Trận Phong ở gần Pháp Hoàng Điện. Ta sẽ là người lấy mạng hắn, ai dám giành với ta nghĩa là đối địch. Các thanh âm vang vọng trong di tích tháp cổ, ồm ồm mạnh mẽ, hùng hồn bá đạo. Muốn hù sợ đại đạo hái hoa trong di tích, để hắn nghe tiếng sợ vỡ mật. Phong Phi Vân tìm một tảng đá cổ nặng 3.000 cân chuyển đến dưới mái hiên Tố Nhạc Am, hắn ngồi trên tảng đá, phất tay ra hiệu Liễu Duệ Hâm bóp vai cho mình. Phong Phi Vân kêu bạch như tuyết, mục đích nhu chuyển tượng nữ Bồ Tát vào Tố Nhạc Am. Liễu Duệ Hâm khá là gai ám Phong Phi Vân nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới sau lưng hắn, vươn bàn tay ngọc nhẹ bóp vai hắn. Liễu Duệ Hâm ngước nhìn trời đêm hỗn loạn. Hỏi. Này Phong Phi Vân, rất nhiều cường giả đến, người có sợ không? Phong Phi Vân khép hờ mắt trả lời. Dù sao là một đám người đến chịu chết, là bọn họ sợ mới đúng, ta có gì mà sợ? Nhớ gọi ta là Nhất Công Tử, nếu để người ta biết thân phận của bản vương thì sẽ lấy nàng ra khai đao đầu tiên. Liễu Duệ Hâm lườm Phong Phi Vân. Đồ mặt dày, tu vi của ngươi mạnh mấy cũng không bằng Diệp Sư Tỷ, Lệ Sư Huynh, Võ Dương Sinh.
Trần Mặc Kim. Bọn họ cao hơn ngươi một bối phập, 50 năm trước họ là nhóm đỉnh cao nhất địa tử phủ, sau này là bá chủ địa tử phủ. Phong Phi Vân nói, cơ thể hơi sợ thật. Bộ dáng Liễu Duệ Hâm hơi đắc ý, thấy Phong Phi Vân rụt âu vì là nàng hớn hở. Ai kêu hắn bắt cóc nàng? Nếu để người ta biết nàng bị đại đạo hái hoa bắt cóc hai ngày thì sẽ bị tu sĩ toàn địa tử phủ cười nhạo, sau này không gả đi đâu được. Đột nhiên bên ngoài Tố Nhạc Am bộc phát thần quang chói mắt, bảy trận pháp lóe sáng hất các tu sĩ muốn xông vào văng ra ngoài. Phong Phi Vân khác toàn là trận pháp siêu đẳng bên ngoài Tố Nhạc Am, không đến nỗi làm đám người chết một nửa nhưng người bình thường muốn xông vào tuyệt đối không được. Một lão nhân khá lớn tuổi cầm cây gậy gỗ, khí thế uy nghiêm. Có trận pháp, mọi người hãy cẩn thận. Tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo dừng lại, canh gác bên ngoài miếu cổ rách nát gần Tố Nhạc Am. Thủ lĩnh là Diệp Ti Loan và Lệ Hình Thiên, lão nhân cầm gậy gỗ là một trưởng lão hộ đạo của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, tu vi mạnh hơn Diệp Ti Loan, Lệ Hình Thiên. Không nhiều tu sĩ vào di tích tháp cổ, phe Nhật Nguyệt Tiên Giáo chỉ khoảng chục người nhưng toàn là cường giả. Tu sĩ mới rồi mạnh mẽ xâm nhập Tố Nhạc Am là một vị nửa bước cự phách, bị trận pháp đánh trúng, bị thương rất nặng, cơ thể cháy đen. Nếu không nhờ trong người có linh khí di chuyển thì nửa bước cự phách này đã thành cục than. Các người nhìn xem, nhất trận phong khiến Liễu sư muội bóp vai cho hắn. Thân phận của Liễu sư muội là gì? Tên trộm hái hoa này thật đáng hận. Một thanh niên tài tuấn trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo đỏ mắt định xông vào giết đại đạo hái hoa nhất trận phong nhưng bị Diệp Ti Loan ngăn lại. Diệp Ti Loan nhíu mày, môi hồng hé mở. Đại đạo hái hoa này giỏi về đạo trận pháp, các người nhìn bên ngoài Tố Nhạc Am tràn đầy trận văn đi. Chúng nó cực kỳ phức tạp, quái dị khó lường. Nếu mạnh mẽ xông vào không chừng sẽ bị giết. Lệ Hình Thiên gật đầu, nói. Diệp sư muội nói đúng. Duệ Hâm còn trong tay tên trộm hái hoa, nếu chúng ta tùy tiện hành động sẽ hại nàng. An toàn của Duệ Hâm là quan trọng nhất. Ba điện vũ cổ xưa rách nát bị đè sụp phát ra tiếng nổ ầm ầm, một bóng người xé gió bay tới. Thân hình như mặt trời chói mắt, siêu quần phi phàm. Một lão nhân hộ đạo trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo cảm thán rằng. Là Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên Giáo, tên cuồng này là người đầu tiên đột phá thiên mệnh đệ bát trọng. Giáo chủ tương lai của Thái Dương Tiên Giáo nếu không là Võ Dương Sinh thì còn ai nữa? Tuy Võ Dương Sinh là một tên cuồng nhưng phải công nhận gã có tư chất tuyệt đỉnh, sức chiến đấu trên cả lão nhân hộ đạo trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Sóng mới xô sóng cũ. Trên lưng Võ Dương Sinh cõng 8 dị thú chiến hồn, mỗi con hung tợn như 8 thần thú. Võ Dương Sinh cười to bảo. Lệ Hình Thiên, nhất trận phong không phải tên trộm hái hoa, nếu ngươi không dám ra tay thì để ta. Võ Dương Sinh không tỏ vẻ kiêu ngạo, gã nói như thể đây là chuyện bình thường. Với người có tư chất như Võ Dương Sinh thì dù kiêu ngạo cũng sẽ không lộ ra mặt. Lệ Hình Thiên, Võ Dương Sinh cùng một thế hệ, Diệp Ti Loan thì thấp hơn hai người nửa bậc, bối phận trong tu tiên giới là khái niệm rất mơ hồ, chỉ có giữa thiên tài siêu đẳng mới phân chia rõ bối phận. Thiên tài siêu đẳng tràn đầy kiêu ngạo, không ai phục ai, hai người tranh tài khí phách là bình thường. Tu luyện 20 năm được gọi là thế hệ trẻ. Tu luyện 40 năm cũng được gọi là thế hệ trẻ, thậm chí xếp chung một thời đại. Nhưng cùng là thiên tài siêu đẳng, người tu luyện 20 năm không bằng người tu luyện 40 năm. Chẳng lẽ bảo người tu luyện 20 năm tư chất không bằng người tu luyện 40 năm sao? Cái này không tính như vậy. Giữa thiên tài siêu đẳng tính bối phận rất chính xác, cách biệt 10 năm là chênh lệch rất lớn. Lệ Hình Thiên đại biểu Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Võ Dương Sinh đại biểu Thái Dương Tiên Giáo. Trong thế hệ trẻ hai người là đối thủ, đại biểu hai cổ tiên giáo tranh chấp mấy chục lần, có thắng có thua. Nhưng Võ Dương Sinh đã bước vào thiên mệnh đệ bát trọng trước Lệ Hình Thiên, gã tất nhiên đứng đầu đại biểu thế hệ bọn họ. Lệ Hình Thiên không lên tiếng, nhưng một số cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo không nhịn được. Thái Dương Tiên Giáo là phân nhánh tách ra từ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, bây giờ cưỡi trên đầu bọn họ. Bộ dáng Võ Dương Sinh như cố ý đến xem Nhật Nguyệt Tiên Giáo làm trò cười, hỏi sao bọn họ nhẫn nhịn được. Một người nói, người nghĩ nhất trận phong dễ đối phó vậy sao? Giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo dưới tay Thái Dương Tiên Giáo các người bị giết trong hai chiêu, kẻ hung ác tà đạo như thế dù Võ Dương Sinh nhà ngươi đối đầu cũng không làm được gì. Võ Dương Sinh khoanh tay đứng. Hơn 10 người theo sau lưng gã, trong đó có lão nhân cự phách của Thái Dương Tiên Giáo, có Đỗ Doanh Tâm nằm trong 6 mỹ nhân,
đều là cường giả Thái Dương Tiên Giáo, không tầm thường chút nào. Ví dụ như Đỗ Doanh Tâm, tu vi của nàng không kém hơn Diệp Ti Loan. Các người không rõ tu vi của võ gia, tuy chỉ mới bước vào thiên mệnh đệ bát trọng nhưng đã xếp hạng 5 trên bảng chiến hồn Thái Dương Tiên Giáo. Câu này là Đỗ Doanh Tâm nói, thân thể như Mỹ Ngọc, đầu đội công tử quan, mặc đồ nam, đầy linh khí, làm nhiều người khâm phục. Đỗ Doanh Tâm nói võ gia ý chỉ võ Dương Sinh, địa biểu địa vị của gã trong Thái Dương Tiên Giáo bây giờ. Còn hạng 5 bảng chiến hồn ý nói sức chiến đấu của võ Dương Sinh gã xếp hạng 5 trong Thái Dương Tiên Giáo, tin tức này hù sợ nhiều người. Đám tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo im lặng, bị tin tức hù sợ. Nghe đồn Kim Tàm Kinh Thái Dương Tiên Giáo xếp hạng 3 trên bảng chiến hồn. Diệp Ti Loan khá bình tĩnh, mắt chứa thù ba, vén tóc mai, lạnh nhạt nói. Hôm nay hãy gác ân oán hai phe sang một bên, ai giết nhất trận phong đều như nhau, quan trọng là không để hắn chạy trốn. Đỗ Doanh Tâm đồng ý gật đầu. Nếu để hắn trốn thoát sẽ là đại tai nạn, người đêm nay vây công hắn sẽ ăn ngủ không yên. Đám tu sĩ hiểu nỗi lo của hai thiên chi kiêu nữ. Các nàng một người đứng đầu, một người xếp hạng 3 trong 6 mỹ nhân. Nếu hôm nay nhất trận phong trốn thoát sẽ xuống tay với Diệp Ti Loan, Đỗ Doanh Tâm. Một nam nhân mặc đạo bào bước ra khỏi Thái Dương Tiên Giáo, nói. Hai vị tiên nữ đừng lo, Lăng Cổ Duyệt tại hạ sẽ đi lấy đầu của hắn. Vóc dáng Lăng Cổ Duyệt cỡ trung bình nhưng hành động tạo áp lực rất lớn cho người. Trên đường cái tháp cổ xa xưa, cát vàng bay lên. Lăng Cổ Duyệt như chiến thần giơ chiến đao linh khí bước ra một bước đạp xuống vòng ngoài Tố Nhạc Am. Ầm, trận pháp dâng lên, ánh sáng bắn ra, hoa văn đan xen vào nhau. Trận pháp còn con không đáng gì, hỗn nguyên chi khí. Hai tay Lăng Cổ Duyệt siết chặt thanh đao, trên đao phong ngưng tụ tử khí vô tận hình thành một vầng mặt trời đao ấn chém thủng trận pháp Phong Phi Vân bày ra, khí thế khai thiên tích địa. Đây là một cường giả trong Thái Dương Tiên Giáo, xếp top 10 bảng chiến hồn, thuộc hàng sư thúc của võ Dương Sinh, sức chiến đấu rất đáng sợ. Hơn trăm năm trước Lăng Cổ Duyệt đã thành tựu thiên mệnh đệ bát trọng, từ đó gã ít khi xuất thế. Lần này Lăng Cổ Duyệt xuất quan, tu vi lại tiến bộ. Các tu sĩ trong di tích tháp cổ rất ngạc nhiên, Thái Dương Tiên Giáo xuất động đến hai siêu cự phách, đây là quyết tâm chu sát nhất trận phong. Đây là Lăng Cổ Duyệt, có sức chiến đấu 10 hàng đầu trong Thái Dương Tiên Giáo, một lão bất tử. Liễu Duệ Hâm hưng phấn nói, nhất trận phong. Nếu ngươi hạ gục được Lăng Cổ Duyệt thì Thái Dương Tiên Giáo sẽ tổn thất lớn, để xem sau này bọn họ còn dám kiêu ngạo nữa không. Nhất trận phong, ngươi có đánh thắng được không? Đánh mới biết. Phong Phi Vân không giành Lăng Cổ Duyệt nhưng đối phương phá vỡ được trận pháp, lao vào Tố Nhạc Am thì cũng có mặt lợi hại. Lăng Cổ Duyệt quá to. Nhất trận phong, bổn tọa đến lấy đầu ngươi đây. Chiến đao linh khí trong tay Lăng Cổ Duyệt bộc phát uy lực kinh thế, ánh sáng rực rỡ chói mắt khiếp người. Nhát đao kia có thể chém vỡ núi cao. Phong Phi Vân đứng lên, tay trái làm đao, tà khí tung hoành, tự biến thành tà long, cứng đối cứng với Lăng Cổ Duyệt. Bùm 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 bùm. Cánh tay và chiến đao linh khí va chạm vang tiếng kim loại, có vô số hỏa hoa và tia điện đan xen nhau. Răng rắc. Cánh tay Phong Phi Vân như đao phong chặt vào cổ Lăng Cổ Duyệt, vang tiếng xương gãy. Lăng Cổ Duyệt bị chém bay ra, đụng bể một mặt vách tường Tố Nhạc Am. Tia điện thô như miệng chén, đao khí tựa như sông. Tố Nhạc Am, ba thiên chi kiêu nữ núp trong một góc tối xem trận chiến này. Có Phật văn của cao tăng gia cố nên siêu cự phách chiến đấu không lan đến Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm, tu vi của ba người cũng không tệ. Bên ngoài Tố Nhạc Am xẹt qua mấy tia chớp, bóng người như hồn ma không thấy rõ ràng. Có linh khí bộc phát uy lực, có tiếng kim loại va nhau làm đau rát màng tai, cảm giác như hai ngọn núi sắt thép va đập. Phương xa khá nhiều cường giả thấy rõ chiến cuộc. Lệ Hình Thiên, Diệp Ti Loan, thậm chí là Võ Dương Sinh đều biến sắc mặt. Nhất trận phong dùng tay va chạm với linh khí, đây còn là con người không? Đối thủ với nhất trận phong là Lăng Cổ Duyệt, một siêu cự phách. Kéo dài không lâu sau Lăng Cổ Duyệt bị chém bay ra ngoài, cuối cùng bị hai thuật pháp đánh trúng. Lăng Cổ Duyệt không thành hình người, bị đại đạo hái hoa nhất trận phong bắt giữ, ném dưới đất như chó chết. Đỗ Doanh Tâm không còn lòng coi thường nữa. Một vị siêu cự phách vậy àm bị đánh bại như thế, nhất trận phong quá đáng sợ. Đại đạo hái hoa này đúng là dị nhân, rất đáng sợ.
Phong Phi Vân đứng trong Tố Nhạc Am, cười với đám người Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Thái Dương Tiên Giáo ở phía xa. Phong Phi Vân giơ ngón giữa chọc tức Lệ Hình Thiên, Võ Dương Sinh sắc mặt âm trầm. Không khí trong Tố Nhạc Am kỳ lạ, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm nghe tiếng Lăng Cổ Duyệt không kiềm được tay che miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người nằm trong top 10 Thái Dương Tiên Giáo vậy mà thua, bị đánh hộc máu không bỏ dậy nổi. Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm nghe rất nhiều truyền thuyết về Phong Phi Vân, biết hắn mới 20 tuổi, hai nàng không tin hắn sẽ mạnh đến vậy. Giờ phút này, tận mắt trông thấy các nàng mới tin. Trong lòng Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm vừa kinh ngạc vừa kích động, và hơi sợ hãi. Bởi vì hai nàng không phải Nam Cung Hồng Nhan mà là tù nhân bị Phong Phi Vân bắt. Xác một vị siêu cự phách rất đắt giá, sắp đến thịnh hội tà đạo, những động chủ thi động Bắc Cương Phủ cũng sẽ đến, có thể giao dịch với bọn họ kiếm chút cháo. Giọng Phong Phi Vân vang dội mấy chục dặm. Phong Phi Vân giơ chiến đao linh khí của Lăng Cổ Duyệt lên, làm bộ dáng chặt đầu. Nói làm liền làm. Muốn chết. Năm người cùng bay ra Thái Dương Tiên Giáo, mỗi người là nhân vật siêu đẳng, thân thể như lưới điện. Năm người lấy ra bảo binh định ngăn cản Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hờ hững ngoái đầu lại, linh khí chiến đao phát ra uy lực huy hoàng chém một đao vào không trung. Đao dập trời bay ra ngoài, chém nát tất cả bảo binh. Trong năm cường giả có ba người đổ máu chết, hai người còn lại bị thương nặng rút lui, nếu không nhờ Võ Dương Sinh cứu kịp hai người này cũng đừng hòng sống sót. Tu vi của Võ Dương Sinh đúng là kinh khủng, mới rồi gã dùng đôi tay trần đỡ đao quang của Phong Phi Vân cứu hai người kia. Mắt Võ Dương Sinh rực cháy ngọn lửa, hét to. Đừng! Phập! Phong Phi Vân đã đâm đao vào trái tim Lăng Cổ Duyệt, huyết kiếm bay ra khỏi cơ thể gã, máu nóng đốt cháy không khí. Một vị siêu cự phách chết tại chỗ, mọi người đờ đẫn vài giây. Một vị bá chủ tung hoành thiên hạ mấy trăm năm chết dễ vậy sao? Phong Phi Vân cầm đao nhuộm máu, bộ dáng nhã nhặn ngoái đầu cười với tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo. Xin lỗi, vừa rồi ta rút tay về nhưng lỡ chưa tay. Di tích tháp cổ tĩnh lặng, trạng thái kỳ lạ. Trong mắt Diệp Ti Loan chất chứa khó hiểu, nàng cảm thấy đại đạo hái hoa phía xa hơi quen. Nhưng tu vi của đối phương cường đại làm nàng e dè. Diệp Ti Loan không dám tưởng tượng nếu hôm nay để đại đạo hái hoa trốn ra di tích tháp cổ thì nàng sẽ hứng chịu đòn trả thù khủng bố đến đâu. Võ Dương Sinh giận điên lên, dù tâm tình gã luôn bình lặng thì lúc này sóng dữ ngập trời. Tám cái bóng dị thú chiến hồn bay ra khỏi cơ thể Võ Dương Sinh, trong đó có hai dị thú chiến hồn là hồn linh thú. Võ Dương Sinh là người có khí vận lớn, tu luyện thành một loại thần thông gọi là Bát Thú Bổ Thiên Đồ, cô đọng tám loại thú hồn khác nhau nhập vào người. Mỗi con thú hồn là dị chủng thời cổ. Nhất Trận Phong, nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Võ Dương Sinh xông lên trước như núi cao di chuyển, mỗi bước đi là mặt đất sẽ rung rinh theo. Tám dị thú chiến hồn sau lưng Võ Dương Sinh càng tập trung, vận chuyển theo cách quái dị, như sắp biến thành một bức tranh thú. Khi Võ Dương Sinh xông ra ngoài thì trong di tích tháp cổ vang tiếng xôn xao. Ánh sáng mờ ảo bay tới, xuyên thủng tầng tầng trận pháp, vào Tố Nhạc Am trước Võ Dương Sinh. Đây là một tu sĩ cường đại, y tựa như ngôi sao xẹt qua. Trần Mặc Kim, đầu của hắn thuộc về ta, ngươi đừng hòng giành với ta. Trường bào trên người Võ Dương Sinh bay lên, cơ thể như biến thành biển sét lao tới trên đầu Phong Phi Vân. Nắm tay của thiên chi kiêu nữ như làm bằng hoàng kim bộc phát nhiệt độ hoa tan mặt đất. Trần Mặc Kim hiện hình. Mặc chiến khải u lan, quanh người có 27 khối thần thiết lơ lửng. Mỗi khối sắt đường kính hơn 10 thước, như 27 khối thiên thạch xoay quanh người Trần Mặc Kim. Trần Mặc Kim rực cháy lửa giận. Ta và hắn có mối thù không đội trời chung. Võ Dương Sinh, nếu ngươi dám giành mạng sống của hắn thì ta giết cả nhà ngươi. Khí thế Trần Mặc Kim mạnh mẽ phát ra tiếng vù vù như ngôi sao xoay tít. Trần Mặc Kim và Võ Dương Sinh đều là kỳ tài ngút trời. Bá chủ thế hệ trước nghe tiếng cũng sợ vỡ mật. Nếu không phải nơi này là di tích tháp cổ thì không chừng đã tan vỡ thành 4-5 mảnh. Phong Phi Vân thái độ ung dung, Võ Dương Sinh công kích hay thần thông của Trần Mặc Kim đều bị hắn đón đỡ dễ dàng. Phong Phi Vân cười nói. Dù hai người hợp sức cũng không đánh lại ta, tranh nhau làm gì. Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim cùng tấn công Phong Phi Vân và cũng chống lại nhau, nhưng nghe hắn nói câu này thì cùng hừ lạnh một tiếng. Huynh hoang! Hôm nay ai trong chúng ta lấy đầu hắn thì là đệ nhất nhân địa tử phủ thế hệ này. Đồng ý!
hai tuyệt đỉnh thiên kiêu giận thật, cùng phát ra thuật pháp mạnh nhất, muốn so tài ai giết nhất trận phong trước. Bát thú bổ thiên đồ. Võ Dương Sinh đứng trong không trung, thần quang bắn ra từ thân thể, tám chiến hồn ở sau lưng hợp thành thú đồ khổng lồ. Tám con thú ghép lại thành chiến thú hoàn toàn mới, thể hình to như một ngọn núi nhỏ, bộc phát khí thế cắn trời nuốt đất. Sức công kích gấp 27 lần. 27 thiên thạch lơ lửng xung quanh Trần Mặc Kim bỗng tăng tốc độ, tiếng gió thổi phần phật như biến thành vòng tròn đen thui, uy thế sấm sét đập hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngừng cười, đứng tấn, eo hổ trầm xuống, đôi tay tràn đầy tà khí, lòng bàn tay như nâng mây tà. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Trần Mặc Kim đánh ra lực công kích gấp 27 lần bị nấm đấm trái của Phong Phi Vân đánh bay. 20 thiên thạch bị đánh nát một nửa, biến thành bột. Nói đùa, tay trái của Phong Phi Vân là cánh tay Diêm Vương hòa tan, lực lượng không tầm thường. Nếu Trần Mặc Kim đánh ra lực công kích gấp 3-40 lần cũng không xứng với tay trái Diêm Vương. Cánh tay phải Phong Phi Vân lóe bóng một vạn dị thú chiến hồn, chỉ vì ánh sáng linh khí quá chói mắt nên không ai chú ý đến điều này. Lực lượng một vạn dị thú chiến hồn bay theo cú đâm đánh nát bát thú bổ thiên đồ của Võ Dương Sinh. Cú đấm đập vào ngực Võ Dương Sinh, đánh bay gã ra xa vài dặm, đụng thủng một đống điện vũ. Tay trái ẩn chứa uy, tay trái Diêm Vương, tay phải chứa lực lượng, vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân hiện giờ bước chân vào cảnh giới cự phách, người bình thường không thể tưởng tượng sức chiến đấu của hắn như thế nào. Vạn thú chiến thể, Phượng Hoàng Thiên Nhãn, luân hồi tật tốc, Phong Phi Vân có thể phát huy uy lực thần thông tuyệt đỉnh, đám tu sĩ thần tấn vương triều không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân phủi áo, sửa sang ống tay áo, cười hờ hững. Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim đến thế là cùng. Lúc trước Liễu Duệ Hâm còn mong chờ Phong Phi Vân bị Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim đánh tơi bời giờ kinh ngạc muốn rớt cằm. Liễu Duệ Hâm xoa mắt mơ hồ, lẩm bẩm. Sao tên này, hung tàn như thế? Chuẩn bị chênh lệch giữa Võ Dương Sinh và Trần Mặc Kim với đệ nhất thiên tài thần tấn vương triều. Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim cũng hết hồn, giật mình chưa từng có. Tuy mới rồi đánh nhau bọn họ hơi khinh địch nhưng đã trước giờ sử dụng thần thông mạnh nhất, hai người cùng hợp tác. Kết quả một đấm đánh bay một người. Điều này khiến Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim rất tức tối, cảm thấy nhục nhã. Nhưng hai người đều là nhân vật thiên tài, không dễ đánh mất niềm tin, lòng vững vàng như thép. Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim lại xông lên, khí thế tăng mạnh, chiến ý càng đậm. Lệ Hình Thiên nói. Nhất trận phong cường đại vượt qua chúng ta phỏng đoán, e rằng Võ Dương Sinh và Trần Mặc Kim không đánh lại hắn. Chúng ta cần ra tay. Một lão nhân hộ đạo của Nhật Nguyệt Tiên Giáo nhíu mày, mắt sáng lấp lánh, thấy hơi sợ Phong Phi Vân. Lão nhân nói. Ti Loan, người đi cứu Duệ Hâm, ta và Hình Thiên sẽ đối đầu nhất trận phong. Ta không tin hắn có thể chiến thắng bốn chúng ta. Lệ Hình Thiên và lão nhân hộ đạo phá trận pháp, biến thành hai cái bóng lao vào Vương An Ngọc. Hai người đứng trên cao thi triển linh thuật của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Nhật Nguyệt trên không. Diệp Ti Loan đứng trên đường cổ đầy gió cắt nhìn Tố Nhạc Am, nỗi lòng phức tạp. Đại đạo hái hoa nhất trận phong quá cường đại, mạnh mẽ khủng khiếp. Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim, Lệ Hình Thiên, lão nhân hộ đạo buộc lòng cùng nhau công kích đại đạo hái hoa. Ai trong bốn người này đều là nhân vật khiến động đất, giờ cần cả bốn hợp sức đối địch, nếu đồn ra ngoài không mấy người tin tưởng. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, đại đạo hái hoa sẽ lại chấn kinh thế nhân, lưu danh trong sách của một số tiên giáo. Diệp Ti Loan không suy nghĩ lung tung nữa, dù đại đạo hái hoa lợi hại đến mấy đêm nay hắn khó thoát chết. Lúc này nàng nên thừa cơ hội cứu Liễu Duệ Hâm đi mới là việc nên làm. Di tích tháp cổ, đây là một không gian kín, giữ lại nhiều di tích, vùng đất Phật tu trong thiên hạ hành hương. Vân Dương, đây chính là vong tâm cổ tháp. Năm xưa từng xây dựng Phật thành ngàn dặm, hàng vạn thần miếu. Vạn năm trước hạo kiếp đến biến nơi này thành phế tích, người nên chết đều chết, nên hủy đã bị hủy. Sau khi thời đại Phật tu kết thúc, có một đoạn thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm. 99% Phật bảo trong này đã bị đào đi, không còn lại gì. Điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện, Lục Phụng Tiên đứng trên đỉnh đầu con mãng xà hai đầu, cách mặt đất 7 thước. Áo đen bao bọc người Lục Phụng Tiên. Khí thế mạnh mẽ. Đôi mắt Lục Phụng Tiên đủ trấn nhiếp làm người ta cúi đầu. Một đội tu sĩ tà đạo mặc áo đen mũ trùm đầu đi theo đằng sau. Vân Dương nói. Điện chủ,
Một vạn năm nhưng không làm chốn này thành cho bụi, còn giữ lại nhiều di tích viễn cổ, mỗi thứ trước hật uẩn rất mạnh. Trong phế tích, một miếng gỗ lóe Phật quang, một nửa tượng Phật nát còn quanh quẩn tiếng Phật tụng. Lục Phụng Tiên cười nói. Tuy thời đại Phật tu đã kết thúc hơn một vạn năm nay, mảnh đất này vẫn sinh ra nhiều chân nhân Phật môn, rất lợi hại. Những chân Phật này hầu như đi di tích tháp cổ hành hương, sắp đặt Phật đạo thuộc về mình, gieo trồng Phật lý. Nếu không đến cảnh giới cự phách thì khó đánh nát một mái ngói tại đây. Dù đến cảnh giới cự phách, muốn hủy diệt một tòa miếu cổ sẽ gặp đại kiếp nạn. Con người Vân Dương co rút, chiến mâu nhanh như chớp đâm ra, đâm thủng tường Phật màu đỏ thắm, bụi bặm đổ rào rào. Vân Dương rút chiến mâu về, gật gù. Nếu ở bên ngoài thì một mâu đủ xuyên thủng ngọn núi lớn, nhưng tại đây ta chỉ có thể đâm thủng một vách tường. Đúng là vạn năm nay có vô số cao tăng đến chỗ này bày ra thủ đoạn bảo vệ di tích. Lục Phụng Tiên nhíu chặt mày, chậm rãi nói. Vân Dương, đừng tùy tiện ra tay, nếu chọc giận người thủ hộ trong di tích tháp cổ sẽ vời sát kiếp đến. Người thủ hộ. Một số cao tăng Phật môn ẩn thế nhiều năm không chừng có một, hai vị là chân Phật. Những lão tiền bối ẩn cư trong di tích, suốt đời bảo vệ mảnh đất này. Lục Phụng Tiên đứng trên ô ca nhìn hướng Pháp Hoàng Điện. Chỗ kia tia điện bắn đi đùng, thanh âm điếc tai, bóng người giao nhau. Thỉnh thoảng có ánh sáng trận pháp dâng lên đâm đau mắt người. Vân Dương nhìn cùng hướng với Lục Phụng Tiên. Đánh nhau là mấy người nổi tiếng nhất địa tử phủ. Võ Dương Sinh của Thái Dương Tiên Giáo, Trần Mặc Kim của Vạn Pháp Tiên Giáo. Lệ Hình Thiên và Liễu Lão Già của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Đều là cường giả hạng nhất. Đã chiến đấu. Vân Dương lắc đầu, nói. Chưa từng. Nhưng Võ Dương Sinh chưa tới trăm năm đã đột phá thiên mệnh đệ bát trọng, thiên phú cao không thua kém thiên tài đẳng cấp sử thi. Trần Mặc Kim chưa đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ bát trọng nhưng có thể đánh ra lực công kích gấp 27 lần. Không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng mạnh hơn hết. Lệ Hình Thiên, người này giỏi giấu dốt, tâm kế và trí tuệ rất sâu. Mặc dù thiên phú kém hơn giáo chủ Lục Tế Tiên Giáo và Võ Dương Sinh một chút nhưng nếu ba người đánh nhau, ta xem trọng Lệ Hình Thiên hơn. Liễu Lão Già thì không nói, nguyên lão số một dưới tay Bạch Nguyệt Sứ Giả, siêu cự phách lâu năm, chắc đến vì nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ Giả. Lục Phụng Tiên không cho là đúng nói. Vân Dương, với thiên phú của ngươi trong vòng trăm năm có thể đến thiên mệnh đệ bát trọng, Võ Dương Sinh thua xa ngươi. Vân Dương không khiêm tốn làm bộ từ chối, gã nói thẳng. Võ Dương Sinh không hiểu đạp từng bước vững chắc, chỉ biết tu luyện nhanh, căn cơ không ổn định. Nếu không có cơ duyên lớn e rằng đời này Võ Dương Sinh sẽ dừng bước ở đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng. Lục Phụng Tiên rất xem trọng Vân Dương. Ngươi thì thích góp nhiều hơn Võ Dương Sinh trăm năm, lại có tiềm lực trùng kích cảnh giới chân nhân. Lục Phụng Tiên tự hào Vân Dương là môn sinh đắc ý của mình, tâm tính không tầm thường, là thiên tài nhân kiệt. Vân Dương nheo mắt nói. So với Võ Dương Sinh, Trần Mặc Kim thì ta có hứng thú với Nhất Trận Phong hơn. Triều đình ra nhân vật lợi hại người, bốn cao thủ hợp sức vậy mà không trấn áp được Nhất Trận Phong, đại chiến ngàn chiêu không thua. Lục Phụng Tiên gật đầu, nói. Đúng là nhân tài hiếm gặp, nhưng luôn có người lợi hại. Xâm La Điện chúng ta có ít nhất bốn người giống như vậy, trong Phổ Đà Sơn có ba người, bốn môn phiệt cũng có hai. Đạo môn, Vạn Vật Tháp chắc cũng có vài người. Rất nhiều nhân tài thiên tài, trong triều đình đương nhiên không thiếu người. Lục Phụng Tiên tiếp tục bảo. Nếu ngươi đối đầu với bốn cường giả này có thể chống đỡ được mấy chiêu? Vân Dương suy tư. Chiêu số khó nói, nhưng trong vòng nửa ngày chắc sẽ không thua. Lục Phụng Tiên gật đầu, cười nói. Nếu ngươi muốn đấu với Nhất Trận Phong thì đi đi, giết người không tính chuyện công bình. Ta thật muốn xem Nhất Trận Phong đối diện năm cao thủ có thể chống được bao lâu. Nhưng Vân Dương không xông lên, vì có người nhanh tay hơn gã, và không chỉ một người. Đó là ba thủ lĩnh tà đạo núp trong chỗ tối giờ cũng lao vào Tố Nhạc Am. Ba thủ lĩnh tà đạo lai lịch bí ẩn, người bao phủ khí tử vong, quấn vải xác ướp, khí ăn mòn đậm đặc. Vân Dương dừng bước, bình tĩnh linh giác tìm ra người đuổi thi khống chế ba chiến thi. Đây là ba người mà là ba chiến thi, mỗi chiến thi thực lực không yếu hơn siêu cự phách. Là ai mà có thể cùng lúc khống chế được ba chiến thi cường đại? Lục Phụng Tiên vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt đầy tia sáng trí tuệ như có thể nhìn thấu mỗi góc trong di tích tháp cổ. Cuối cùng ánh mắt Lục Phụng Tiên dừng lại ở một Phật tháp đổ nát. Một nam nhân áo tím đứng trên Phật tháp,
mặc đuổi thi bào, tay lắc chuông đuổi thi, khí thế ung dung và bá tuyệt. Khi Lục Phụng Tiên nhìn người đó thì kẻ kia cũng nhìn lại gã, cười châm chọc. Là động chủ Tử Minh Thi Động, Tử Minh Vương. Lục Phụng Tiên thu về tầm mắt, không đối đầu với Tử Minh Vương. Dù sao hai người không có ân oán, hơn nữa Tử Minh Vương là tà đạo hung dữ tu vi siêu mạnh, nếu đánh nhau không ai hơn ai. Chẳng phải Tử Minh Thi Động đã bị thần võ quân hủy diệt rồi sao? Khó tránh khỏi có vài người trốn ra. Một thi động truyền thừa mấy ngàn năm làm sao dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ được. Vân Dương nghĩ thông mấu chốt. Xem ra Tử Minh Vương đoán được Nhất Trận Phong là một quân cờ thuộc triều đình, mà triều đình tiêu diệt Tử Minh Thi Động. Giết Nhất Trận Phong xem như kiếm chút tiền lời. Lục Phụng Tiên nhìn hướng Pháp Hoàng Điện, cười nói. Nếu Tử Minh Vương muốn giết Nhất Trận Phong vậy chúng ta tặng hắn nhân tình đi. Đây là trận đại chiến kinh thiên động địa. Nếu xảy ra ở bên ngoài thì phạm vi mấy trăm dặm đã hoang tàn. Bát thú bổ thiên đồ của Võ Dương Sinh lại ngưng tụ biến thành một cự thú, răng sắc nhọn, mắt như quả cầu thủy tinh, hình dạng như rồng như cọp, uy lực mãng hoang cự thú đạp hư không nứt rạn. 20 khối thiên thạch của Trần Mặc Kim gom lại, tiếp tục đánh ra lực công kích gấp 27 lần. Giống như thiên thạch từ vực ngoại rớt xuống, sức mạnh hủy diệt rất kinh khủng. Lệ Hình Thiên lão nhân hộ đạo hợp tác đánh ra thần thông Nhật Nguyệt Đồng Thiên cũng không tầm thường, như có thể điên đảo thiên địa, nghịch chuyển đại thế. Một mặt trời, một mặt trăng lơ lửng trong không trung như đè lên lưng Phong Phi Vân, rất nặng nề. Bốn người là nhân vật kinh thiên vĩ địa, trong ngàn vạn người chưa chắc có một. Bốn người hợp sức thì đáng sợ, chói mắt biết mấy. Lúc trước Phong Phi Vân cướp vài món linh khí đều bị bốn người đánh nát, chỉ có cực đạo tháp linh khí nhị phẩm là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng đối diện đám người này, linh khí nhị phẩm bộc phát uy lực có hạn, không bằng hai nắm đấm tiện lợi hơn. Lúc này ba chiến thi quấn vải xác ướp lao vào, như thể tập hợp vô số âm hồn, đem đến áp lực nặng nề. Những chiến thi trải qua vô số năm tháng tế luyện ra, sức chiến đấu rất lợi hại. Chiến thi đánh ra một đấm có con chân long dài trăm thước bay ra, chân long tụ tập từ quyền kình, đại biểu lực lượng một con rồng. Ít ai nhận biết đó là ba chiến thi. Đa số cho rằng đây là ba bá chủ tà đạo. Dù đối diện bảy cao thủ thì Phong Phi Vân không lùi nửa bước. Tốc độ của đám người rất mau, thường từ chỗ này di chuyển sang hướng khác, cái bóng chỗ cũ chưa tan. Thoáng chốc đầy trời dập bóng người như thể có hàng ngàn tu sĩ cường đại công kích. Ầm 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 ầm. Phong Phi Vân càng mau hơn, hắn như ngư long xuyên toa giữa bảy cao thủ, tay trái như tà long, tay phải uẩn vạn thú cứng rắn chống đỡ. Trong Tố Nhạc Am, ba thiên chi kiêu nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn, mắt chớp lia. Tâm tình các nàng rất phức tạp, như tận mắt chứng kiến một truyền thuyết. Trong lòng Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm hy vọng Phong Phi Vân có thể đại triển thần uy, càn quét bảy cao thủ, tạo thế mặt trời ban trưa. Khuôn mặt Liễu Duệ Hâm non nớt, thiếu nữ mới lớn nhưng nói chuyện thì già dặn. Trước kia luôn nghe các sư tỷ, muội bảo Võ Dương Sinh lợi hại thế này, kinh tài tuyệt diễm thế kia. Giờ xem ra cũng không có gì lạ. Phong Phi Vân mới 20 tuổi đã một trọi bảy, trở về tiên giáo ta phải nói cho mấy tiểu nha đầu kia tưởng tượng cho vui. Liễu Duệ Hâm tỏ vẻ không thèm để Phong Phi Vân vào mắt. Mục Tích Nhu không mấy lạc quan. Một trọi bốn đã là miễn cưỡng, giờ một trọi bảy e rằng hắn sẽ nhanh chóng thua. Chí Tàng Đại Sư còn cần nửa canh giờ mới lành vết thương, Nhất Công Tử khó chống cự bảy cao thủ qua nửa canh giờ. Huống chi không chừng chút nữa có càng nhiều người ra tay. Linh hồn Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm nằm trong tay Phong Phi Vân, nếu hắn đánh không lại chết thì linh hồn của ba người cũng chôn vùi theo. Giờ phút này, các nàng hoàn toàn suy nghĩ cho Phong Phi Vân tương đương với lo tương lai của mình. Duệ Hâm, theo ta đi. Diệp Ti Loan bước ra từ màn đêm, sương mù gợn sóng bao quanh thân, trang nhã hiểu điệu, đường cong xinh đẹp. Tốc độ Diệp Ti Loan rất nhanh. Tựa như một chuỗi tàn ảnh đứng trong Tố Nhạc Am. Đây là đứng đầu 6 mỹ nhân địa tử phủ, sắc đẹp tuyệt trần, khuynh thành động lòng người, ba thiên chi kiêu nữ đều nhạt nhòa. Liễu Duệ Hâm rất vui vẻ kêu lên. Diệp sư tỷ. Ngày thường Liễu Duệ Hâm tôn sùng Diệp sư tỷ nhất. Nhưng giây sau vẻ mặt Liễu Duệ Hâm buồn bã nói. Ta không thể đi cùng Diệp sư tỷ. Tại sao? Liễu Duệ Hâm bực tức như gà mái nhỏ. Tại. Nhất Trận Phong rất đáng ghét, hắn khống chế một lũ linh hồn của chúng ta, tùy thời lấy mạng chúng ta. Liễu Duệ Hâm tiếp tục bảo,
Diệp sư tỷ mau đi đi, Nhất Trận Phong không phải thân phận thật của hắn. Bây giờ hắn đi khắp nơi bắt nữ nhân xinh đẹp, có âm mưu lớn. Ta không dám nói ra thân phận thật của hắn, nhưng nếu Diệp sư tỷ không đi thì không chừng chút nữa hắn sẽ bắt luôn sư tỷ. Hắn nói đang thiếu một thị nữ thị tẩm, rất xem trọng Diệp sư tỷ. Liễu Duệ Hâm không nói cho Diệp Ti Loan biết trong am ni cô còn ngồi lão hòa thượng khủng bố, nàng không dám nói. Có lẽ Liễu Duệ Hâm chưa kịp thốt thành lời đã bị Chí Tàng đại sư đang dưỡng thương giết chết. Có chuyện như thế. Diệp Ti Loan thông minh tuyệt đỉnh, nữ nhân bình thường không thể so sánh. Đừng lo, bảy cao thủ đủ sức chấn áp đại đạo hái hoa kia, khi đó bắt trói hắn, buộc hắn trả linh hồn lại cho các người. Mắt Diệp Ti Loan lóe tia. Diệp Ti Loan kỳ lạ, nàng không bỏ đi mà biến thành màn xương tan trong tố nhạc am. Phong Phi Vân càng chiến càng cuồng, tà khí ngút trời, tóc bay lên cao, thanh âm như sấm sét. Hôm nay nếu bản công tử thoát thân thì sau này phu nhân giáo chủ ba tiên giáo địa tử phủ khó ngủ yên, ha 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 ha. Bảy cường giả tấn công càng dữ, đánh nát hết những trận pháp lúc trước Phong Phi Vân sắp đặt. Tố nhạc am đã vỡ một nửa, tường Phật sụp đổ, mặt đất nứt ra, gạch ngói vụn đầy đất. Những miếu cổ xung quanh bị lan đến, khắp nơi là vết nứt ghê người. Nhất Trận Phong, người cảm thấy hôm nay còn cơ hội chạy trốn sao? Hai tay Trần Mặc Kim chống trời, đôi mắt như hoàng kim. 27 khối thiên thạch quanh thân xếp thành một tòa thạch trận, bộc phát ra lực công kích gấp 27 lần đè xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười phá lên, chân đạp luân hồi, tốc độ siêu mau. Tà văn lan tràn trên tay Phong Phi Vân, tà lực kinh thiên bay ra nổ nát 27 tảng đá to, một đấm đánh thủng ngực Trần Mặc Kim. Trần Mặc Kim hộc búng máu. Phụt. Ngực Trần Mặc Kim thủng một lỗ máu to cỡ nắm tay. Lá phổi nát bấy, gãy mấy khúc xương sườn. Trần Mặc Kim kinh hoàng vội lấy một bình ngọc ra nốc dược tuyển ừng ực. Linh khí toàn thân Trần Mặc Kim phong vị trí lỗ máu, gã nhanh chóng thụt lùi, bỏ chạy xa. Trần Mặc Kim đã bị thương nặng không thể chiến đấu thêm, nếu không gã sẽ chết. Phong Phi Vân hơi thất vọng, hắn liều cái giá bị Võ Dương Sinh đánh vào lưng quyết tâm đánh nát tim Trần Mặc Kim là để giết gã. Nhưng tu vi của Trần Mặc Kim rất mạnh, né khỏi vị trí nguy hiểm, giữ được mạng sống. Chạy đi đâu? Phong Phi Vân không muốn thả hổ về rừng, hắn lấy cực đạo tháp linh khí nhị phẩm ra đụng vào Trần Mặc Kim đang chạy trốn. Nhất Trận Phong, người không giết ta được. Miệng Trần Mặc Kim phun áng mây màu lam, bên trong bao một linh binh phản chiếu hư không sắc lam đỡ công kích từ cực đạo tháp. Phá cho ta. Cực đạo tháp linh khí nhị phẩm nổ tung thành nhiều mảnh, bộc phát lực lượng xé rách nhiều mảnh. Phong Phi Vân kích phát một linh khí nhị phẩm bộc phát ra uy lực vượt bậc. Trần Mặc Kim vốn bị thương nặng không đỡ nổi lực lượng đó, bị mảnh nhỏ linh khí cắt trúng cơ thể, nổ nát. Bùm. Máu phun tung tóe, giọt máu bốc cháy trong không khí như đèn lồng từ trên trời rơi xuống. Một vị tuyệt đại thiên kiêu của địa tử phủ đã chết. Đỗ Doanh Tâm xếp hạng 3 trong 6 mỹ nhân địa tử phủ nghiến răng. Đồ điên. Người Đỗ Doanh Tâm run rẩy, khó thể che giấu nỗi lòng sợ hãi. Vì giết người, Phong Phi Vân liều lĩnh kích phát báu vật linh khí nhị phẩm. Nhất Trận Phong đúng là đồ điên. Bị bảy cao thủ vây công nhưng Nhất Trận Phong giết ngược lại một người, quá kinh khủng. Đương nhiên Phong Phi Vân giết Trần Mặc Kim cũng trả cái giá rất đắt, đầu tiên là bị Võ Dương Sinh đánh trúng vào lưng, bị Lệ Hình Thiên và Lão Nhân Hộ Đạo lần lượt đánh vào người. Ba chiến thi để lại ba vết cào đẫm máu trên người Phong Phi Vân, xương trắng hếu lộ ra ngoài, thi khí bám vào miệng vết thương ăn mòn thân thể. Người Phong Phi Vân đẫm máu, da rẻ nứt toác, trong ống quần chảy máu dọc xuống đế giày. Tu sĩ khác bị sáu cao thủ còn lại đánh trúng, dù chỉ một kích e rằng cơ thể đã nổ tung. Nhưng thể chất Phong Phi Vân mạnh mẽ, liên tục chịu đựng sáu đòn công kích mà không ngã xuống. Cơ thể Phong Phi Vân như làm bằng thần thiết. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực nói. Muốn giết ta, đừng ép ta giết hết mọi người. Chân Phong Phi Vân dẫm mặt đất, đạp bể đất đai. Phong Phi Vân như pháo lao vào người Lệ Hình Thiên, tay trái ngưng tụ tà văn. Vạn thú lấp lóe trên tay phải. Linh hà ngút trời, hư không lấp lánh. Lệ Hình Thiên và Lão Nhân Hộ Đạo hợp tác thi triển ra Nhật Nguyệt Đồng Thiên có sức uy hiếp rất lớn với Phong Phi Vân, áp chế gắt gao tốc độ của hắn. Phong Phi Vân cần giết một trong hai người, phá thuật pháp của bọn họ. Lệ Hình Thiên là người thông minh trí tuệ siêu quần, khôn ngoan thâm sâu, ngực rộng chứa núi non.
Lệ Hình Thiên thấy Phong Phi Vân lao hướng mình là biết đối phương liều mạng quyết tâm giết gã. Lệ Hình Thiên thấy mới rồi Phong Phi Vân dứt khoát giết Trần Mặc Kim làm gã cũng sợ theo. Liễu sư tổ, chúng ta hãy hợp sức ngăn hắn lại. Lão nhân hộ đạo gật đầu, biết nhất trận Phong hung dữ, một người không ngăn hắn được. Nếu hai người hợp tác thì có thể đấu với nhất trận Phong thêm một lúc, đủ thời gian chờ bốn người khác lao lên. Lệ Hình Thiên, lão nhân hộ đạo cùng sử dụng thần thông. Một người tay nâng mặt trời nóng cháy, một người nâng trăng sáng. Trời trăng treo cao, lực lượng âm dương giao hòa phát ra lực lượng liên miên bất tận. Khóe môi Phong Phi Vân cong lên cười khẩy, khí thế hùng hổ xông lên. Dường như Lệ Hình Thiên đã có chuẩn bị, gã đẩy mặt trời bay ra trước rồi xoay người bỏ chạy hướng di tích tháp cổ. Phong Phi Vân sửng sốt, Lệ Hình Thiên đang làm cái quái gì? Giây sau Phong Phi Vân đã hiểu, Lệ Hình Thiên biết hắn định giết gã. Dù Lệ Hình Thiên và lão nhân hộ đạo hợp tác cũng không may mắn trốn thoát, vì vậy gã phải trốn. Nhưng nếu Lệ Hình Thiên cứ thế trốn đi sẽ bị Phong Phi Vân với tốc độ siêu tốc đuổi kịp, gã vẫn sẽ chết. Lệ Hình Thiên cần tìm đệm lưng kéo dài thời gian, và cái đệm đó chính là lão nhân hộ đạo. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tâm kế của Lệ Hình Thiên thật đáng sợ, nhìn thấu ta quyết tâm giết hắn, trong giây lát đã nghĩ ra cách phá cục. Tuy cách này hèn hạ nhưng trong tu tiên giới chỉ có sống mới là quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là mây bay. Phong Phi Vân một đấm nổ nát mặt trời, nhanh như chớp lao hướng lão nhân hộ đạo. Lúc này là cơ hội tốt nhất để giết lão nhân hộ đạo, Phong Phi Vân giết một người thì áp lực sẽ bớt một phần. Lão nhân hộ đạo không ngờ Lệ Hình Thiên đột nhiên bỏ trốn, thuật pháp của hai người vốn kết nối với nhau. Lệ Hình Thiên bỏ chạy làm lão nhân hộ đạo vất vả chống đỡ thuật pháp một mình. Giống như một người nâng một ngọn núi lớn, nửa bước khó đi, không ném ra ngoài được. Lão nhân hộ đạo trơ mắt nhìn Phong Phi Vân một đấm đánh bể đầu mình. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội heo. Lão già, đừng trách ta, muốn trách thì trách mình sống mấy trăm năm mà tâm kế không sâu bằng người trẻ tuổi. Ngu ngốc sẽ hại chết người. Chuyện xảy ra quá mau, trong chớp mắt đã đánh xong. Đối với người tu vi thấp thì kỳ thấy nhất trận Phong giận dữ xông lên, đánh một đấm. Lão nhân hộ đạo bị Phong Phi Vân đánh chết, Lệ Hình Thiên may mắn trốn thoát, chỉ có vài người thấy rõ ràng là Lệ Hình Thiên dùng kế. Lục Phụng Tiên, điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện cười nói. Liễu lão già chết tức tưởi thật, ngày xưa cũng là kiêu hùng cùng thế hệ với bổn tọa, không ngờ bị hại chết trong tay phe mình Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Vân Dương mở miệng nói.